Bước chân Sử Chân Tương cứ thế mà đi về phía trước, hai chân tựa như cột đồng, thân thể cao lớn di động. Mỗi một bước đều dẫn cho mặt đất nhẹ nhàng rung động. Nhưng là trước mắt hắn bỗng hoa lên, một bóng hình màu tím ngăn ở trước mặt hắn. Phong Phi Vân mang theo chiến mâu, trầm giọng nói. Ngươi lại dám làm nhục nàng, quả thực chính là đang tìm chết. Ở trên người nữ nhân đang gảy đàn tranh kia, Phong Phi Vân đã thấy được bóng dáng của Nam Cung Hồng Nhan. Sử Chân Tương có sự thèm muốn không an phận đối với Bạch Như Tuyết, trong lòng Phong Phi Vân có lẽ chỉ là một cỗ chiến ý động vật bản năng của giống đực. Mà nay hắn dám động vào bóng dáng của Nam Cung Hồng Nhan, thì trong lòng Phong Phi Vân chính là nổi lên một ý định giết hắn. Tiếng đàn trên thạch thai kia dừng lại, trong làn mây khói trắng tinh, một nữ nhân trên người khoác áo hồ cừu trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Nàng chậm rãi ngước cần cổ mảnh khảnh lên, để lộ ra tiên nhan vô cùng thanh tú. Một đôi mắt tinh tường mang theo vẻ những ánh trong sáng nhìn chăm chú Phong Phi Vân đang ngăn cản Sử Chân Tương, ngước nhìn bóng dáng rắn giỏi mà kiên định kia. Nàng cũng áng chừng khoảng 17, 18 tuổi, trong lòng có một con chó sồm thuần chủng trắng như tuyết. Một tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu con chó sồm, ánh mắt vẫn nhìn vào hai người đang giằng co bên trong đại đường, mang theo dáng vẻ suy tư nghiền ngẫm. Trong mắt Sử Chân Tương lộ ra sát khí, hắn quát. Phong Phi Vân, người cút ngay cho ta, lão tử không có động vào nữ nhân của ngươi, ngươi cũng dám làm phiền ta. Đáp lại hắn là một cây chiến mâu sắc bén. Chiến mâu giống như có thể xuyên thủng hư không, âm thanh xé gió đâm tới kia vô cùng sắc bén. Một cỗ sát khí vô cùng khác thường đâm thẳng đến mặt Sử Chân Tương. Phong Phi Vân đâm ra một kích toàn lực, trong không khí có khả năng nhìn thấy từng đạo điện vân đang phát ra âm thanh sét đánh. Sử Chân Tương gào lớn một tiếng, vô số tinh khí lao ra từ trong miệng, tụ tập hóa thành một quả chuông lớn màu xanh nhạt. Nó đánh vào trên chiến mâu làm bộc phát ra âm thanh kim loại ma sát, va chạm vào nhau. Phá cho ta! Trên song trưởng của Phong Phi Vân vạn thú cùng hành động, hai cánh tay biến thành hỏa diễm, mặt đất dưới chân bị đạp vỡ vụn, trường mâu phá vỡ song âm quả chuông lớn đâm tới mà khí thế vẫn không giảm, như một con chiến long đang lao nhanh. Sử Chân Tương, ngươi lại dám làm nhục Giao Giao, Quách Đại Hải ta muốn đánh cho ngươi đến ngay cả mẹ của ngươi đều không nhận ra ngươi. Quách Đại Hải nổi giận, từ trong thân thể lao ra một bóng dáng con man nghiêu cao 7 thước. Nó ngưng tụ trên chiến đao, mang theo chiến uy ngút trời, một đao chém xuống đỉnh đầu Sử Chân Tương. Mạc Quân Sư cũng đánh ra thiết phiến cầm trong tay, biến thành một cái lưới trời làm bằng sắt mà trấn áp đè xuống. Sử Chân Tương ba mặt có địch, hắn lấy một khúc xương thú trên lưng kia mà nắm trong tay. Trên khúc xương thú này có điêu khắc thần lang vân, ngưng tụ được khí tức mãnh thú. Vẻn vẹn chỉ là một mẩu xương, mà khí tức liền đã lớn lao hơn nhiều so với khí tức của một con linh thú. Một khúc xương này tuyệt đối phi phàm, chính là một mẩu xương linh thú tu luyện 2.000 năm. Linh thú tu luyện 1.000 năm, chiến lực có thể so với cự phách. Linh thú tu luyện 2.000 năm, chiến lực có thể so với chân nhân. Sử Chân Tương đánh ra một khúc xương thú này, trực tiếp đánh bay thiết phiến do Mạc Quân Sư tế xuất ra. Nó lại nện vào chiến đao mà Quách Đại Hải liều mạng bổ ra một cái, hai người đồng thời bạo lui, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh văng ra. Bọn họ đều là loại tu sĩ về lực lượng, chiến lực sàn sàn như nhau. Thừa dịp Sử Chân Tương vẫn còn chưa đứng vững bước chân, Phong Phi Vân liền mang theo chiến mâu đã đâm tới về phía mặt hắn. Thiên tủy binh đảm xẹt qua bên cạnh xương thú, để lại trên xương thú một lỗ hổng thật sâu. Sử Chân Tương đánh ra một khối linh thiết phong cách cổ xưa lớn như bàn tay. Đây là tinh thiết dị chủng đào ra từ lòng đất, so với huyền vũ thiết đều phải cứng rắn hơn. Thế nhưng nó lại vẫn không ngăn được thiên tủy binh đảm, bị thiên tủy binh đảm xuyên thủng. Thần binh thật sắc bén. Sử Chân Tương liếc xéo mắt một cái, thấy Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư lại đã công kích đến. Hắn hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, trong lòng biết hôm nay không chiếm được lợi lộc gì. Vì vậy hắn bỗng nhiên nện vỡ bức tường khách sạn linh vực, không chút do dự lao đi về hướng màn đêm vô biên vô tận. Chỉ thoáng chớp mắt hắn liền vượt qua vực thẳm, bay nhanh về hướng dãy núi đen ngòm trùng trùng điệp điệp kia. Tốc độ của Phong Phi Vân nhanh hơn, thực sự tựa như tia chớp. Ngàn vạn quả núi đều chỉ trong một ý niệm liền đã băng qua. Hắn đuổi kịp và vượt Sử Chân Tương, trường mâu đâm tới trong màn đêm giống như một con ngân long, nó chích một nhát ở trên lưng Sử Chân Tương. Dẫu bị vật gì đó ngăn cản một chút,
nhưng mà lại vẫn đâm xuyên sâu một tấc phía sau lưng Sử Chân Tương, làm bắn ra một vết máu. Trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng kêu nghèn nghẹt khó chịu. Sử Chân Tương mặc dù bị thương, nhưng mà tốc độ lao đi không giảm. Thân thể cao lớn nhảy nhót giữa núi non trùng điệp, chả mấy chốc đã phóng đến chân trời. Âm thanh của hắn vọng trở về từ trong màn đêm, đầy vẻ oán độc. Phong Phi Vân, ngươi chỉ cần dám bước vào phủ Cổ Cương, ta nhất định rút gân lột ra ngươi. Thù hận của chúng ta, hôm nay xem như thiết lập. Vào lúc âm thanh truyền lại thì hắn đã biến mất ở trong màn đêm. Phong Phi Vân nếu như muốn truy theo, tự nhiên có thể đuổi kịp và vượt hắn. Nhưng mà với tu vi hiện tại của hắn, thì còn không phải đối thủ của Sử Chân Tương. Nếu có đuổi kịp và vượt thì cũng không chiếm được lợi lộc gì. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư lúc này mới đuổi theo, bọn họ đều chậm một nhịp lớn, tốc độ căn bản không thể so sánh với Phong Phi Vân. Quách Đại Hải mang theo chiến đao, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía rồi hỏi. Sử Chân Tương đâu? Để cho hắn chạy mất rồi. Phong Phi Vân đáp. Người Cổ Cương từ nhỏ đã quen chiến đấu với người khác, đánh nhau với mãnh thú trong Thập Vạn Hà Sơn. Do đó họ có rất nhiều thủ đoạn chạy trối chết và bảo vệ tính mạng. Với lực của ba người, nếu muốn đánh bại Sử Chân Tương thì có lẽ không khó, nhưng mà muốn giết chết hắn thì lại là khó khăn càng thêm khó khăn. Quách Đại Hải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hỗn đản này, lão tử lần sau nhìn thấy hắn, dứt khoát phải xẻ hắn ra thành tám khối. Ba người đi thẳng về nhà. Vào lúc đi ngang qua vực thẳm kia, Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều dừng lại, thu hồi thi thể của 6 vị tướng quân lệnh thần vũ quân kia. 6 người này đều là huynh đệ vào sanh ra tử của Quách Đại Hải mà lúc này lại đều chết oan chết uổng, từ trong lỗ thủng vẫn còn chảy huyết. Quách Đại Hải ngồi xổm ở bên đống tử thi, song quyền nắm chặt, lớn tiếng gầm với trời cao. Cái này rốt cuộc là ai làm? Bọn họ lúc trước đều ở trong khách sạn linh vực, rằng có cùng Sử Chân Tương. Hai người đều là cường giả cấp bậc cự phách nên tự nhiên không có khả năng phân tâm, cho nên cũng không biết chuyện gì phát sinh ở bên ngoài. Phong Phi Vân đứng ở dưới màn đêm, hắn nhìn về phương hướng khách sạn linh vực, phảng phất lại thấy được một bóng dáng yểu điệu bạch y thắng tuyết kia, vì vậy lại lần nữa quay trở lại trong khách sạn. Hắn nhìn nữ nhân thấp thoáng trong làn sương khói kia mà hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Nàng vẫn đứng ở đó, trên thạch thai từ thuở xa xưa. Bóng dáng hoa mỹ, nhưng cũng không lộ hình dáng. Trong đôi mắt hơi thấp thoáng thấy được nụ cười. Nàng trầm lặng một hồi lâu, sau đó mới nói. Dân nữ Giao Giao, đa tạ thần vương đại nhân trưởng nghĩa ra tay xuất thủ, chiến đấu đẩy lui được kẻ mạnh kia. Phong Phi Vân nheo đôi mắt lại thành một khe hở, đương nhiên hắn không có khả năng thật sự tự cho rằng là chính mình cứu nàng. Xem ra khách sạn linh vực tuyệt đối không chỉ đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Tu vi của nữ nhân này e rằng so với trong tưởng tượng của Phong Phi Vân thì còn đáng sợ hơn. Người như Sử Chân Tương, ở trước mặt nàng phỏng đoán cũng chỉ là một con muỗi thôi. Sở dĩ nàng không giết Sử Chân Tương, cũng chỉ là không muốn làm bẩn đôi tay của chính mình. Phong Phi Vân có thể từ trong yêu khí mà nàng tản mát ra, đại khái suy đoán ra được tu vi cao thấp của nàng. Chỉ có điều là, Phong Phi Vân vẫn còn có một việc không nghĩ ra. Ta cũng biết Tử Hà Linh Mạch, vì sao nàng không giết ta? Nếu nàng không muốn nói ra thân phận chân thật của mình, thì Phong Phi Vân cũng không hề hỏi thêm nữa. Hắn nhìn nàng thật kỹ một cái, lại nhìn qua một chút cây đàn tranh ở trước mặt nàng. Sau đó liền kéo Bạch Như Tuyết, cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn linh vực. Nơi này tuyệt không phải chỗ ở lâu được, tốt nhất nên rời khỏi đây sớm hơn một bước, để tránh sinh ra biến cố. Phong Phi Vân so với ai khác đều hiểu rõ tính cách họ nhà yêu, yêu tính thay đổi thất thường. Vào lúc Phong Phi Vân rời khỏi khách sạn linh vực, lại gặp phải tiểu đồng hỏa kế đại ra tay cầm ngọc xích kia. Hắn lại thần bí cười một tiếng với Phong Phi Vân, khom người vái một cái rồi nói. Hoan nghênh công tử lần sau ghé thăm bổn điếm. Ở chỗ sâu trong khách sạn linh vực, trên một tòa cung điện trôi nổi giữa rừng đá thạch lâm. Một người nữ nhân mặc áo trắng, khoác chiếc hồ cừu trắng tinh. Đang ngồi an vị ở trong cung điện. Trên gương mặt thanh tú mà xinh xắn hiện ra vài phần mệt mỏi. Trong tay nàng ôm con chó sồm trắng như tuyết, dùng một chiếc lược làm từ gỗ đàn hương đang giúp nó cắt tỉa lông rậm. Từ bên ngoài cung điện truyền đến một âm thanh già nua, hơi thấp thoáng nụ cười. Vì sao ngươi không giết chết hắn? Đây là một ông lão đã gần lục tuần, nhưng mà lại vẫn có phong độ bất phàm,
trên mặt đã có mấy nếp nhăn, trên đầu cũng có vài sợi tóc bạc, hai tay chắp ở sau lưng, có một vẻ cực kỳ ung dung quý phái, lại có một loại uy nghiêm kín đáo ở trên người. Ông lão này liền đứng ở trên đỉnh một tảng đá trôi nổi khác, đứng thẳng mà ngạo nghễ. Lão nhìn thẳng về cung điện cách đó không xa. Nữ nhân kia đang chải đầu cho con chó sồm, khắp nơi xung quanh người đều là những cánh hoa màu đỏ, đỏ như là máu vậy. Trong đôi mắt tinh tường không ngừng gợn sóng, nàng cười nói. Cả thần Tấn Vương Triều chỉ có một mình hắn là trong thân thể có một nửa yêu huyết, khiến cho ta cảm giác được một loại cảm giác thân thiết đặc thù. Ta đã hiểu, thì ra yêu cũng cảm giác được cô độc. Ông lão kia phong thái hiên ngang, không có chút điệu bộ tuổi già sức yếu nào. Ngược lại có một loại tinh khí thần của người trẻ tuổi, một quyền đánh ra, phảng phất có thể làm rơi rụng vỡ tan cả vòng trời. Cả thần Tấn Vương Triều chỉ có nàng là một con yêu, cũng chỉ có Phong Phi Vân là một kẻ bán yêu. Đối với nàng mà nói, những người khác cũng chỉ là ngoại tộc. Chỉ có Phong Phi Vân mới có thể cho nàng một chút cảm giác đồng loại. Nữ nhân khoác hồ cừu trắng tinh kia hỏi. Rốt cuộc ngươi đang tế luyện vật gì vậy trong Tử Hà Linh Mạch? Với tu vi của ngươi, không ngờ cũng phải tế luyện 99 ngày. Ta bị nhốt trong đồng Lô Sơn 1840 năm, có một phần nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì muốn có được một thứ gì đó tương tự thế này. Bằng không từ lúc 700 năm trước, ta đã chạy ra. Trong đôi mắt ông lão kia tinh khí 10 phần, đôi mắt này, bên trái giống như mặt trời, bên phải giống như mặt trăng, tràn ngập sự say mê khó lường. Vừa rồi ở trong Tử Hà Linh Mạch lão đang tế luyện một thứ gì đó. Nhưng mà mọi người bao gồm Phong Phi Vân ở bên trong, đều không hề phát hiện ra lão cũng đang ở bên trong Linh Mạch. Nữ nhân khoác hồ cừu trắng tinh kia nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói. Ta cho ngươi mượn Tử Hà Linh Mạch, ngươi cũng có thể thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Giao ra bản đồ địa hình đồng Lô Sơn và vị trí của Vạn Yêu Cốc ở trong đồng Lô Sơn cho ta. Đây là giao dịch giữa bọn họ, bởi vì bọn họ là bậc tồn tại ngang hàng. Ở trong thiên hạ, có rất ít người có tư cách đưa ra điều kiện với ông lão này. Mà nữ nhân nhìn như mềm mại yếu đuối này hoàn toàn chính là một trong số đó. Nói tới đồng Lô Sơn, ngay cả trong mắt ông lão với phong độ bất phàm này cũng lóe lên một tia kỳ quái, lão thở dài nói. Bên trong đồng Lô Sơn vô cùng khó khăn nguy hiểm, lớn đến mức không sao diễn tả nổi. Ta bị nhốt ở bên trong hơn 1800 năm, cũng vẻn vẹn chỉ hoạt động ở trong khu vực áng chừng 1/10, không dám xâm nhập quá sâu vào bên trong. Ta từng đứng bên ngoài, nhìn thấy từ trong Vạn Yêu Cốc có yêu khí phóng lên cao, đại khái có thể vẽ ra vị trí nó ở vào chỗ nào. Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, với tu vi của ngươi, muốn đi vào Vạn Yêu Cốc, sợ là cũng chỉ có 3 phần cơ hội. Không bằng ngươi có lẽ trước hết giúp ta đoạt được một mảnh thiên địa này, ta có khả năng trợ giúp ngươi đi cùng để lấy kho báu ở trong Vạn Yêu Cốc. Đôi mắt tinh tường của nữ nhân kia chớp chớp, rồi nàng cười nói. Ha ha, ngươi muốn bảo ta giúp ngươi đối phó Thái Thượng Tấn Đế. Vì Thái Thượng Tấn Đế, chính là chỉ phụ hoàng của Long La Phù, cũng chính là Tấn Đế tiền nhiệm. Đã sớm nghe nói, hoàng tộc Long gia, sau đời Long Khương Linh sẽ lại xuất hiện ra một nhân vật phi phàm khó lường, được xưng là đệ nhất nhân thần Tấn Vương Triều. Sau khi ta đi ra từ đồng Lô Sơn, liền ngưỡng mộ đã lâu đối với hắn. Sớm muộn sẽ đi thần đô gặp mặt hắn một lần. Những lời ông lão này nói ra quả là kinh động lòng người. Nếu như nơi này còn có người ngoài, khẳng định sẽ cả kinh đến cằm đều rơi trên mặt đất. Ông lão này lại công bố muốn đi gặp mặt Thái Thượng Tấn Đế. Mà sự thực, Thái Thượng Tấn Đế ở trước mặt ông lão này, đích xác cũng thuộc về vãn bối. Ông lão này chính là nhân vật cùng thời đại với nữ đế Long Khương Linh, so với Thái Thượng Tấn Đế còn phải cao hơn 2 thế hệ. Nói như vậy, người mà ngươi muốn ta đối phó cũng không phải Thái Thượng Tấn Đế. Bàn tay nữ nhân đang trải bộ lông cho con chó sổm có hơi dừng lại, trong mắt nhung linh quang chớp động. Ta muốn mời đối phó chính là hai lão bất tử chết dẫm kia của thần Linh Cung. Ông lão đáp. Ha ha, dã tâm của ngươi thật không nhỏ. Nữ nhân kia giơ tay lên, cánh tay vẫy vẫy, những ngón tay mảnh rẻ mềm mại rụi rụi đôi mắt, nàng nói. Ta đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, tiểu nhị, tiễn khách. Vừa nói dứt lời, nàng liền ôm con chó sổm trắng nõn nằm phục trên mặt đất, mặt và ngực đều áp sát những cánh hoa ở trên mặt đất. Áo hồ cừu đã mềm mại, ngọc thể của nàng so với hồ cừu càng mềm mại hơn.
tư thế ngủ đẹp đến mức làm cho người ta tim đập mạnh. Ông lão kia đứng ở trên đỉnh tảng đá trôi nổi, chắp hai tay sau lưng, cả người đứng thẳng. Chiếc trường bào màu xám trên người nhẹ nhàng phất phơ ở trong gió, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Yêu chính là yêu, thật sự rất xảo quyệt, căn bản không có khả năng lợi dụng nàng làm việc cho chính mình. Bởi vì nàng cũng vô cùng thông minh. Đôi mắt ông lão này hiện ra vẻ buồn bã, tiếp theo nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra. Lão lấy ra từ trong ống tay áo một quyển đồng bì thiết họa, đặt ở tại chỗ. Sau đó thân thể liền biến mất quỷ dị không còn thấy dấu vết đâu nữa. Sau một khắc, lão liền xuất hiện ở bên ngoài khách sạn linh vực. Trong cung điện, nữ nhân vốn vẫn còn đang nằm phủ phục trên mặt đất mà chợp mắt, đôi mắt bỗng hơi hé mở, khóe miệng nhếch lên một đường cong tao nhã. Cánh tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng xuất một chiêu, quyển đồng bì thiết họa kia liền rơi vào trong tay nàng. Nàng từ từ mở ra quyển đồng bì thiết họa này. Ngay trên vị trí đầu trang có viết bốn chữ làm rung động lòng người, ánh sáng cực nóng tựa như bốn vầng lửa cháy. Chúng bộc phát ra bốn phép tắc thần thông thiên đạo khác thường. Nếu như người bình thường thì giờ phút này đều đã bị bốn cỗ phép tắc thần thông thiên đạo này nướng chín. Nàng vẻn vẹn chỉ là dùng bàn tay trắng nõn phất một cái, phép tắc thần thông thiên đạo trên bề mặt liền lờ mờ đi, để lộ ra bốn chữ mạnh mẽ, đồng lô sơn đồ. Trên dung nhan trắng như tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào tới cực điểm, tựa như một con tiểu hồ ly bắt được con thỏ ngon lành. Ông lão kia hoàn toàn che giấu khí tức trên người. Lão mặc chiếc áo choàng màu xám, cực kỳ bình thường, trên mặt vẫn còn hiện ra nụ cười hiền lành. Ông lão tựa như một ông lão bình thường, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn linh vực. Những lái buôn và tu sĩ này, đều không có một người nào chú ý tới lão. Đồng thời cùng lúc đó, từ trong khách sạn linh vực đi ra ba ông lão người mặc áo choàng màu bạc. Đúng là ba tu sĩ kia của thần linh cung. Bọn họ dọc đường đi theo phía sau ông lão kia, cố gắng tránh ra thật sự xa, sợ bị ông lão ở phía trước kia phát hiện. Ông lão kia sau khi đi được mấy chục dặm, đột nhiên dừng bước chân lại. Ba người đi theo phía sau lão đồng thời dừng phát ngay lại, trong lòng run lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy thân thể của mình quả thực vô phương nhúc nhích. Người của thần linh cung các ngươi từ lúc nào cũng biến thành bọn chuột nhắt lén lút. Ông lão áo xám kia cũng không xoay người, cứ đứng ở trên con đường nhỏ phía trước tràn đầy lá rụng. Phong Hoàng, thần cung chủ, chúng ta muốn mời ngài đến thần linh cung một chuyến. Một ông lão mặc áo bạc cao tuổi nhất đi ra phía một bước, trong tay nắm một cây linh trượng to như cánh tay, nói với giọng điệu mang tính mệnh lệnh. Ba ông lão áo bạc này chính là ba vị thần sứ của thần linh cung, chịu sự cai quản của thần cung chủ, tại thần linh cung có địa vị không phải tầm thường. Mặc dù là chủ nhân thế gia tứ đại môn phiệt thần Tấn Vương Triều mà nhìn thấy bọn họ thì cũng đều phải cung kính. Bởi vì bọn họ đại diện cho thần linh cung, là tồn tại trí cao, còn cao hơn thần Tấn Vương Triều. Phía trước, ông lão mặc áo choàng màu xám kia mỉm cười, nếp nhăn ở mắt giãn ra. Lão vuốt vuốt chòm râu chỉnh chỉnh tề tề trên mép, rồi nói. Thần linh cung đương nhiên ta sẽ đi, nhưng mà không phải hiện tại. Ba ông lão mặc trường bào màu bạc ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, trong đan điền đồng thời toát ra ánh sáng màu bạc. Quầng sáng lóe lên một cái, giống như ba bầu trời, mênh mông khó lường. Ánh sáng màu bạc phát ra hoàn toàn phù hợp với linh trượng mà bọn họ nắm ở trong tay, nhuộm cho nửa bầu trời đều chuyển thành màu xám bạc. Ba chiếc linh trượng, giống như là biến thành ba cây cột chống trời, chúng bộc phát ra thần uy trời long đất lở, làm cho hai ngọn núi ở gần nhất bị một cỗ kình khí này chấn động vỡ vụn. Đồng thời sụp đổ âm âm. Âm âm, âm âm, âm âm. Ba chiếc linh trượng chấn áp đè xuống, làm cho cỏ cây mấy ngàn thước chung quanh trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ông lão mặc áo choàng màu xám kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không hề xoay người. Chỉ là ống tay áo tùy ý vung lên về phía sau, ánh sáng màu bạc đầy trời liền hất ngược trở về. Ba vị thần sứ mặc trường bào màu bạc kia, thân thể trong nháy mắt liền biến thành cho bụi màu bạc. Rơi vãi rải rác trên mặt đất. Cả thiên địa đều trở nên yên tĩnh không tiếng động. Rầm, rầm, rầm. Ba chiếc linh trượng kia rơi xuống, chúng cắm trên mặt đất, linh quang trên bề mặt lờ mờ đi. Một cơn gió thoảng thổi tới, ba chiếc linh trượng kia nứt toác ra, dày đặc những vết rạn nhỏ. Cuối cùng cũng biến thành những hạt bột vụn sắt màu bạc, rơi trên mặt đất. Ngoại trừ một nhúm ngân xa kia, ba vị thần sứ thần linh cung không hề lưu lại bất cứ đồ vật gì. Ngay cả một sợi tóc đều không hề lưu lại. Thần linh cung, thật buồn cười.
ông lão mặc áo dài màu xám kia, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Dẫu bước tiến rất từ từ, nhưng mà một bước có thể đi xa vài dặm. Đêm tối trôi qua, đón chào ánh bình minh vừa tới. Trên màn trời phương đông xuất hiện một tia nắng ban mai, cả mặt đất phảng phất đều như vừa mới thức tỉnh lại. Khách sạn linh vực đã cách xa ngoài trăm dặm. Tà Hoàng, nữ nhân này làm sao bây giờ? Một nam nhân toàn thân đều được áo giáp màu đen bao trùm, trên lưng đeo một cây thiết kiếm đen tuyền. Lão đứng vô cùng cung kính ở phía sau ông lão áo xám, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Bắc Minh Thần Phi sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo gấm trắng trên người cũng vẫn còn dính máu tươi. Nàng bị thương rất nặng đang ngồi ở trong mộc đình, gắt gao nhìn chăm chú hai người trước mắt. Vốn là nàng đã chạy ra từ trong Tử Hà Linh Mạch, nhưng mà lại bị nam nhân toàn thân đều mặc áo giáp màu đen bắt giữ rồi mang đến nơi này. Vừa rồi hắn kêu cái gì, Tà Hoàng, chẳng lẽ ông lão áo xám trước mắt chính là Tà Hoàng trong truyền thuyết? Ông lão áo xám trên người không có một tia tà khí, có vẻ rất là dễ gần. Lão cười cười với Bắc Minh Thần Phi rồi nói. Thần Phi nương nương chớ có kinh hoàng, lão hủ chỉ là muốn hiểu cho rõ một việc mà thôi. Ngươi muốn biết cái gì? Chiếc trường bào màu đen trên người Bắc Minh Thần Phi đã cởi ra, để lộ dáng người mảnh rẻ mềm mại cực kỳ mê người, da thịt vô cùng mịn màng, trên người không có lưu lại bất cứ dấu vết thời gian nào, tựa như một thiên nữ tao nhã tuyệt đối mới 20 tuổi. Ông lão áo xám cười cười, rồi hỏi. Ta muốn biết tu vi của Thái Thượng Tấn Đế rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Bắc Minh Thần Phi đôi mắt phát lạnh, càng tin tưởng hơn ông lão trước mắt nhìn như bình thường này, chính là Tà Hoàng trong truyền thuyết. Nàng do dự chỉ chốc lát, rồi đáp. Tu vi của Thái Thượng Tấn Đế ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện như vậy, căn bản ông ta không có khả năng nói cho ta biết. Nếu như thật sự có một người biết, thì đó cũng chỉ có vị Thái Hậu ở Thần Đô. Chuyện tu luyện của Thái Thượng Tấn Đế, chỉ có nàng ta biết rõ ràng nhất. Bắc Minh Thần Phi ám chỉ tự nhiên là mẫu thân của Long La Phù Hoa Thần Phi. Trong miệng ông lão áo xám phát ra âm thanh chật chật, thật giống như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của Bắc Minh Thần Phi. Lão thở dài nói, nữ nhân a, thù hận trong lòng mạnh như thế nào? Huyền vệ, người thử nói nữ nhân trên đời này, những lời bọn họ đã nói có vài câu có khả năng tin nổi. Thuộc hạ, chỉ biết là trên đời này người sống và người chết khác nhau. Cũng không biết giữa nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau. Nam nhân toàn thân đều bao trùm trong màu đen nói. Bỗng dưng, thanh trọng kiếm màu đen trên lưng nam nhân được gọi là huyền vệ kia bắt đầu rung động, phát ra âm thanh giống như cự thú đang hạ giọng gầm gừ. Sát khí trên người huyền vệ bắt đầu khởi động, hắn nói. Tà Hoàng, có người đang đi đến đây. Ông lão áo xám nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu rồi nói. Là hắn đang đến đây tìm thần phi nương nương, cứ để cho hắn tới đi. Huyền vệ lúc này mới thu lại sát khí trên người, thiết kiếm trên lưng cũng không rung động nữa. Phong Phi Vân hai tay kết xuất từng đạo ấn quyết, hắn không ngừng đánh linh khí vào phía trên một hạt châu huyết sắc kia. Mà một hạt châu huyết sắc này chính là lấy máu của Bắc Minh Thần Phi ngưng tụ mà thành, có thể cảm ứng được vị trí của Bắc Minh Thần Phi. Phong Phi Vân truy theo phía sau hạt châu huyết sắc, băng đèo lội suối, đuổi theo về phía trước. Viên hạt châu huyết sắc kia bộc phát ra ánh sáng càng lúc càng mạnh. Bắc Minh Thần Phi hẳn đang ở gần đây, nàng lại chạy thoát được xa như vậy. Đuổi tới trong một khu rừng, Phong Phi Vân rốt cục thấy được Bắc Minh Thần Phi. Nàng đang ngồi an vị ở trong một cái mộc đình, dáng người yểu điệu, ngọc thể thướt tha, trên người còn có vết máu. Vào lúc ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào trên người nàng, ánh mắt của nàng cũng chăm chú nhìn vào Phong Phi Vân. Còn về phần ông lão áo xám và nam nhân mặc áo giáp màu đen kia, khí tức trên người che giấu đi, nay chỉ tựa như hai người đi đường bình thường đang ngồi nghỉ ngơi hóng mát ở trong mộc đình. Phong Phi Vân vốn là đang truy sát Bắc Minh Thần Phi, thừa dịp vết thương của nàng chưa lành mà giết chết nàng, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng không hề tùy tiện ra tay. Bởi vì ngoài Bắc Minh Thần Phi ra thì ở trong mộc đình còn có mặt hai người khác. Một ông lão áo xám. Một nam nhân mặc thiết giáp thật dày, lưng đeo một thanh thiết kiếm. Căn mộc đình này chính là do thợ săn phủ Cổ Cương dựng lên, có vẻ cực kỳ xấu xí. Nơi này đã là xứ sở phủ Cổ Cương, ở trong vùng núi non trùng điệp có nhiều mãnh thú hung cầm, đương nhiên cũng rải rác có các bộ lạc Cổ Cương man nhân ở. Những bộ lạc này sống bằng nghề săn thú, thường xuyên đều sẽ tiến vào trong núi thẳm đầm lầy lớn săn thú. Để cho tiện nghỉ ngơi trên đường,
nên mới dựng lên một tòa mộc đình này. Ông lão áo xám và nam nhân mặc thiết giáp kia, vừa nhìn là biết cũng không phải Cổ Cương Man Nhân. Nhưng nếu không phải Cổ Cương Man Nhân, tại sao lại xuất hiện ở trong chốn núi rừng hoang dã này, nhưng lại còn ngồi ở trong cùng một mộc đình với Bắc Minh Thần Phi? Phong Phi Vân quan sát vẻ mặt thăm dò ý tứ, trong mơ hồ có thể thấy được tựa hồ Bắc Minh Thần Phi có hơi e ngại đối với hai người kia. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng như thế, khiến cho trong lòng Phong Phi Vân càng thêm hiếu kỳ. Bắc Minh nương nương, người thoát được thật đúng là rất nhanh. Phong Phi Vân thu hồi viên huyết châu đang trôi nổi ở giữa không trung vào trong tay, dè dặt đi về hướng tới mộc đình. Ông lão áo xám kia ngẩng đầu lên, nếp nhăn tại khóe mắt và ở trên trán giãn ra. Lão nở một nụ cười hiền lành, tựa như một ông lão vùng núi bình thường nào đó. Nhưng mà bản năng của Phong Phi Vân nói cho hắn, ông lão này tuyệt đối không phải một ông lão vùng núi. Bắc Minh Thần Phi mặc dù bị thương, nhưng mà hận ý đối với Phong Phi Vân lại cũng không hề giảm bớt đi nửa phần. Nàng điều động linh khí trên người, bổ một chưởng về hướng Phong Phi Vân mà đè xuống trước. Nhưng mà cánh tay của nàng vẫn còn chưa duỗi thẳng, trong thân thể liền truyền đến âm thanh ken két, tựa như xương gãy đang cọ vào nhau. Vết thương của nàng, so với hình thức bề ngoài thì còn phải nghiêm trọng hơn. Đầu khớp xương trong thân thể có nhiều chỗ đã bị nứt ra, nếu như không có linh đan chữa thương, nàng chỉ dựa vào tu vi của chính mình thì rất khó lành lặn lại được. Nàng gượng gạo đánh ra một chưởng, chưởng ấn lờ mờ, chỉ dài hơn 3 thước. Nhưng liền bị Phong Phi Vân chém một đao cắt đứt. Phong Phi Vân, chờ vết thương của ta khỏi hẳn, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Khóe miệng trắng bệch của Bắc Minh Thần Phi tràn ra một vết máu nhỏ, hàm răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Ngươi còn có thể có cơ hội kia sao? Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm, đi vào trong mộc đình. Ông lão áo xám kia đang ngồi trên một đống cỏ, ở chỗ thái dương đã có vài sợi tóc bạc. Lão đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người rồi nói. Xem ra nơi này lại muốn phát sinh một thảm án, Huyền Vệ, chúng ta có lẽ đi thôi. Ông lão áo xám vẻn vẹn chỉ là muốn gặp Phong Phi Vân một lần, nhìn qua kẻ được xưng là thiên tài hàng đầu trong số nhân tài mới xuất hiện ở Thần Tấn Vương Triều. Rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Lúc này đã thấy được rồi nên lão tự nhiên cũng muốn rời đi. Về phần Bắc Minh Thần Phi có thể chết ở trong tay Phong Phi Vân hay không thì có quan hệ gì đâu với lão. Lão là một người rất thẳng tính, nếu Bắc Minh Thần Phi không nói cho lão điều mà lão muốn hiểu cho rõ, thì lão cũng sẽ không hỏi nữa. Bởi lão xem ra, những tin tức hỏi được từ trong miệng nữ nhân cũng chưa chắc chính là sự thật. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không phải một người thẳng tính. Chỉ cần hắn muốn hiểu cho rõ câu chuyện thì liền chắc chắn đưa đến một kết quả như thế nào. Sau khi ông lão áo xám và Huyền Vệ rời đi, Phong Phi Vân liền gác đao ở trên cổ Bắc Minh Thần Phi, nói với âm thanh lạnh lùng. Hai người bọn họ là ai? Bắc Minh Thần Phi cảm giác được trên cổ có một tia lành lạnh, nhưng vẫn nói. Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi? Bắc Minh Thần Phi là một nữ nhân rất kiêu ngạo. Bởi nàng xem ra, Phong Phi Vân chẳng qua chỉ là một thiếu niên lưu manh, chỉ nhờ vận số tốt mới được làm thần vương. Nếu không phải trong lòng có hận ý đối với Phong Phi Vân, thì với sự cao ngạo của mình, căn bản nàng cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Dựa vào cái gì, chỉ cần hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay ta. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phong bế đan điền của Bắc Minh Thần Phi. Sau đó hắn dùng tay túm chặt lấy người của nàng. Nâng gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng ngẩng lên, khiến cho ánh mắt của nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Phong Phi Vân đương nhiên không phải chánh nhân quân tử. Hắn đã làm thiếu niên hư hỏng, đã làm lưu manh, đã làm cường đạo, đương nhiên không biết dùng cung cách chánh nhân quân tử kia để đối phó kẻ địch. Thấy một đôi mắt hơi có tà tính kia của Phong Phi Vân, Bắc Minh Thần Phi cũng có hơi luống cuống. Nàng muốn điều động linh khí trên người thì mới phát hiện đan điền đã bị Phong Phi Vân dùng phép cấm để phong bế. Ngay cả cơ hội sắp chết phản công thì cũng không cho chừa cho nàng. Phong Phi Vân, ngươi muốn làm gì? Bắc Minh Thần Phi thở gấp hổn hà hổn hển, bộ ngực cao ngất đang không ngừng phập phồng. Bởi vì quần áo nàng bị máu làm ướt sũng, nên chúng dán chặt trên ngọc thể mềm mại, vẽ lại bề ngoài đường cong bộ ngực vô cùng nhuần nhuyễn. Lồng ngực căng tròn phảng phất liền bại lộ ngay trước mắt Phong Phi Vân. Ngươi thử nói ta muốn làm gì? Phong Phi Vân khóe miệng nhếch lên. Ngón tay vuốt qua trên gương mặt nhẵn nhụi của Bắc Minh Thần Phi, hắn nói cực kỳ nhẹ nhàng.
thần phi nương nương thật sự là có thuật chú nhan, da thịt vẫn còn mềm mại nhẵn nhụi như vậy. Chính là không biết ngoài làn da trên mặt da, thì ra những chỗ khác có thể cũng trơn bóng như vậy hay không, cạc cạc. Bắc Minh thần phi đương nhiên biết Phong Phi Vân là hạng người gì. Xác thực mà nói, cả thần Tấn Vương Triều đều không ai không biết những tình yêu của Phong Phi Vân. Phàm là nữ nhân muốn giết Phong Phi Vân, sợ nhất chính là rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Mà hiện tại Bắc Minh thần phi cũng đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, tâm tình của nàng giờ phút này có thể nghĩ. Phong Phi Vân, cho dù ta chết, đều không có khả năng để ngươi thực hiện được. Trong hai tròng mắt của Bắc Minh thần phi sinh ra hai luồng thần diễm, từ trong một đôi đồng tử bay ra đốm lửa, phảng phất đều phải bốc cháy lên. Nàng dẫn động thần thức trong thân thể, muốn lấy thần thức để tự đốt cháy thân thể. Nàng vốn hận Phong Phi Vân đến mức độ cao nhất, không giết được Phong Phi Vân thì cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn chiếm giữ thân thể của mình, để cho hắn chút nhục dục ra. Phong Phi Vân sao lại để cho nàng thực hiện được, từ trong đôi mắt lao ra 40 đạo thần thức, lấy thần thức chấn áp thần thức, lập tức dập tắt Bắc Minh thần phi dùng thần thức để tự cháy. Bắc Minh thần phi gặp phải cảnh bị thần thức cắn trả, từ trong miệng thơm ngát mùi đàn hương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đã bị thương quá nặng. Nếu như ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta có khả năng cho ngươi một cái chết thống khoái. Phong Phi Vân nói. Bắc Minh thần phi tịnh không nói lời nào, hàm răng cắn chặt. Phong Phi Vân không hề nói thừa nữa, hắn tính toán chọn cách dùng thủ đoạn phi thường. Hắn cắt về một sợi dây mây, trói chặt hai tay của Bắc Minh thần phi rồi treo lên một cây cổ thụ đường kính đạt tới hơn 3 thước. Hai tay đều bị treo thẳng, ngọc thể thon thả duỗi dài, vẻn vẹn có mũi chân có khả năng nhẹ nhàng đụng vào trên mặt đất. Một nữ nhân nếu như bị một người đàn ông lấy loại tư thế này mà treo lên, coi như là một nữ nhân ngốc thì cũng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Trong lòng Bắc Minh thần phi càng hoảng. Phong Phi Vân lại cũng không vội, hắn đứng ở trước mặt nàng, bình tĩnh nói. Thành thật mà nói, con người của ta có đôi khi đích xác rất cần phải có nữ nhân. Xác thực mà nói, mỗi một nam nhân bình thường đều không có sự miễn dịch quá lớn đối với nữ nhân xinh đẹp. Ta cũng là một nam nhân bình thường, cũng có nhu cầu đối với nữ nhân. Phi, hừ. Thân thể mềm mại của Bắc Minh thần phi rung động trên sợi dây mây, vòng eo mảnh mai không ngừng giãy giụa. Còn lồng ngực cao ngất kia và cặp đùi đẹp thon thả đều làm cho người ta có sự cám dỗ vô cùng vô tận. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ cằm, cười nói. Nam nhân trên đời này, nếu như không lấy việc cưỡi nữ nhân đẹp nhất thiên hạ làm mục tiêu, như vậy nam nhân này khẳng định cả đời làm kẻ tầm thường. Biết được ý nghĩa đích thực một chữ cưỡi này ra sao, chính là đã mở ra ý nghĩa của từ cao thủ. Một nam nhân mà không cưỡi, nhất định không trở thành cao thủ. Mục tiêu của ta chính là trở thành cao thủ đệ nhất trên đời. Mái tóc dài của Bắc Minh thần phi sổ xuống từ trên đầu, đen tuyền mà sáng bóng. Một đôi mắt lạnh lùng hiện ra từ giữa mái tóc, làn môi bóng mịn đỏ hồng có hơi hé mở, nàng nói. Phong Phi Vân, ngươi cho là chỉ dựa vào những lời này là có thể hù dọa được ta. Hắc hắc, ngươi cũng quá khinh thường Bắc Minh nhược ta. Phong Phi Vân lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói. Thành thật mà nói. Những người giống như ta, coi như thích nữ nhân thì cũng phải có đạo, đối với nữ nhân của người khác thì ta thật sự cũng không có hứng thú lớn. Ta vẫn cảm thấy đội mũ xanh cho người khác là một chuyện không đạo đức. Là ngươi bức ta à? Ha ha, là ngươi không dám thôi. Bắc Minh thần phi cười một tiếng dài, nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của nàng liền bị cắt đứt, toàn thân đều đang run rẩy, da thịt cảm thấy lạnh lạnh. Xoẹt xoẹt. Phong Phi Vân xé tàn áo ngoài trường bào của nàng rồi ném ở trên mặt đất. Bắc Minh thần phi cho rằng nàng là nữ nhân của Thái Thượng Tấn Đế, nên Phong Phi Vân cũng không dám động đến nàng. Nhưng mà nàng không biết Phong Phi Vân mặc dù mở miệng là nói đến đạo đức, mà lại cũng không biết đạo đức có hình thù gì nữa. Đạo đức, có thể ăn sao? Hai chân thon dài mảnh rẻ của Bắc Minh thần phi lộ ra. Mỗi một tấc đúng là cực kỳ đều đặn, bàn chân bó bé nhỏ tựa như ngọc liên. Không có bất cứ sẹo lồi bắp chân nào, còn có bắp đùi trơn bóng rất tròn, trắng nõn không có một tia tì vết nào, giống như là bạch ngọc tạo hình mà thành. Đôi cánh tay nàng bị treo giữa không trung cũng xuất hiện ra, mềm mại vô cùng. Ở dưới cánh tay, xương quai xanh xuất hiện ra với đường nét tuyệt đẹp, những tảng lớn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết bại lộ trong không khí. So với cảnh rừng hoang đối lập ở chung quanh, chúng kết hợp thành ra một bức tranh dục vọng nguyên thủy đầy nhục dục.
Phong Phi Vân hỏi. Hiện tại ngươi cảm giác được rốt cuộc ta có dám hay không? Ngươi! Xoẹt xoẹt! Phong Phi Vân nhanh như sấm sét, cứ nhế thế xé hết toàn bộ quần áo trên người Bắc Minh Thần Phi, lộ ra một thân thể kích động mà hoàn mỹ. Đôi gò bồng đảo Ngọc Phong căng tròn, eo thon nhỏ không có bất cứ sẹo lồi gì, so sánh thân thể thiếu nữ 16, 17 tuổi thì đều phải trẻ hơn, đều phải ướt át hơn. Hiện tại ngươi vẫn còn cho rằng ta có dám hay không? Phong Phi Vân cười hỏi. Ta nói. Bắc Minh Thần Phi rốt cục khuất phục. Phong Phi Vân đáp. Ai, nếu như ngươi mà nói sớm hơn một chút, thì ta cũng sẽ không thô lỗ đối với ngươi như vậy. Lồng ngực Bắc Minh Thần Phi phập phồng, đôi mắt tinh tường lạnh lùng. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng mà ngươi nhất định phải đồng ý với ta, không cho phép gặp mặt ta một lần nữa, càng không thể giết ta. Ta có khả năng cam đoan không giết ngươi, hơn nữa cũng sẽ không cưới ngươi. Thành thật mà nói đối với ngươi ta thật sự không phải có hứng thú rất lớn. Phong Phi Vân hai tay chống chuôi đao, trên mặt đọng lại nụ cười suy tư, không kiêng nể gì thưởng thức thân thể của Bắc Minh Thần Phi. Ngươi thật là... Phong Phi Vân nói. Con người của ta mặc dù không phải một quân tử, nhưng mà những lời đã nói thì có lẽ trước sau như một vẫn còn giữ lời. Bắc Minh Thần Phi mặc dù ngàn vạn lần không muốn khuất phục dưới hung uy của Phong Phi Vân, nhưng mà vì không muốn bị làm nhục nên cuối cùng vẫn đành nói cho hắn thân phận của người áo xám kia. Phong Phi Vân nhướng mày, trong mắt đột ngột xuất hiện ánh sáng chói mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Thì ra lão chính là điện chủ Xâm La Điện trong truyền thuyết, Phong Hoàng. Khó trách trên người lão ta lại cảm giác được dao động thần thức mạnh mẽ như vậy. Phong Phi Vân, ngươi không phải nói muốn buông tha cho ta. Bắc Minh Thần Phi sợ Phong Phi Vân đổi ý. Phong Phi Vân ngẩng đầu, cười nói. Ta chỉ là đồng ý với ngươi sẽ không cưới ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng mà muốn ta thả ngươi ra, ngươi cảm giác có thể sao? Bắc Minh Thần Phi liền biến sắc mặt, không để ý lễ nghi liền mắng. Phong Phi Vân, ngươi là vương bát đản, ta phải băm ngươi thành muôn mảnh. Phong Phi Vân căn bản không để ý tới lời mắng mỏ của nàng. Bắc Minh Thần Phi chính là đại họa. Tuyệt đối không lưu lại được. Nhưng mà Phong Phi Vân tự nhiên cũng sẽ không tự mình ra tay giết nàng. Phong Phi Vân phế đi tu vi của Bắc Minh Thần Phi, sau đó đeo mặt nạ hàn thiết cho nàng, lấy hoa văn trận pháp để phong ấn mặt nạ. Sau đó hắn đem nàng đến quân doanh của thần Vũ Quân ở Cương Môn Quan. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư vội vàng ra nghênh đón, cung kính vái một cái với Phong Phi Vân. Mạc Quân Sư nhìn qua người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ hàn thiết đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, có hơi tò mò hỏi. Thần Vương Đại Nhân, vị này là trọng phạm của triều đình. Phong Phi Vân đáp, ta đã lấy Ngọc Phi Phù 10 vạn dặm truyền thư trở về thần đô, thông chi cho tấn đế. Hiện tại các ngươi liền điều động cường giả một doanh thần vũ quân, áp giải tên trọng phạm này về thần đô. Nếu như nửa đường xảy ra bất cứ sai lầm nào, người của các ngươi nhất định khó giữ được cái đầu trên cổ. Mạc Quân Sư và Quách Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất. Tuân mệnh, tên trọng phạm lại không thể để lộ gương mặt cho người khác thấy, nhưng lại đồng thời kinh động thần vương và tấn đế. Từ đó là có thể biết được chuyện này tuyệt đối không thể để lộ bí mật ra ngoài, càng không thể để xảy ra chút xíu sai lầm, nếu không khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Mạc Quân Sư và Quách Đại Hải liền lập tức đi thu xếp cường giả trong quân doanh thần vũ quân. Tạo ra xe chở tù kiên cố nhất, bí mật vận chuyển tên trọng phạm này về thần đô. Phong Phi Vân chứng kiến một đám cao thủ thần vũ quân hộ tống xe chở tù đi xa, trên mặt hiện ra một nụ cười vui vẻ. Người ở thần tấn vương triều muốn giết Bắc Minh Thần Phi nhất cũng không phải Phong Phi Vân, mà là vị thái hậu ở thần đô, Hoa Thần Phi trước đây. Hắn dùng một chiêu này đúng là mượn đao giết người. Muốn giết một nữ nhân thì biện pháp tốt nhất không phải dùng đao, mà là dùng một nữ nhân khác. Ở trên nửa đường, Bắc Minh Thần Phi nhất định sẽ bị người của Thái Hậu phái đi ám sát. Thái Hậu không có khả năng để cho nàng bình yên vô sự tới thần đô. Được làm vua thua làm giặc, sinh tử có mệnh. Nếu như để cho Thái tử đăng cơ làm tấn đế, như vậy người chết chính là Phong Phi Vân và Long La Phù, Hoa Thần Phi. Đây là kết quả tranh đoạt chính quyền thất bại. Tại một mảnh núi non trùng điệp phủ cổ cương, huyền vệ nửa quỳ trên mặt đất. Báo lại cho ông lão áo xám tất cả những việc Phong Phi Vân đã làm. Bao gồm Phong Phi Vân làm thế nào bức bách Bắc Minh Thần Phi nói ra thân phận của bọn họ,
lại phế bỏ tu vi Bắc Minh thần phi để biến thành trọng phạm, rồi đưa về hướng tới thần đô. Bất cứ chi tiết nào cũng đều không quên. Ông lão áo xám đứng ở trên đỉnh núi, trên người có một cỗ khí thế hoàng gia. Lão nhìn thập vạn Hà Sơn xa xa, trong đôi mắt kín đáo hiện lên vẻ suy tư, lão nói. Huyền vệ, người thử nói thiên phú bẩm sinh của Phong Phi Vân và thiếu chủ, ai mạnh hơn một chút? Nam nhân quỳ trên mặt đất kia, toàn thân đều bao phủ trong áo giáp màu đen liền trả lời. Cứ theo thiên phú bẩm sinh mà nói, hẳn là hai bên đều sàn sàn như nhau. Dựa theo cơ chí mà nói, chỉ sợ cũng không phân cao thấp, chỉ là... Chỉ là cái gì? Ông lão áo xám nhàn nhạt hỏi. Chỉ là Phong Phi Vân càng hèn hạ hơn, hơn nữa thủ đoạn cũng càng hạ lưu đê tiện hơn, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như là thiếu chủ, chỉ sợ không làm được nổi. Huyền vệ đáp, hay cho một hèn hạ, hay cho một hạ lưu, lại còn là một kẻ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ha ha. Ông lão áo xám không chỉ có không có khinh thường, ngược lại trong mắt còn có vẻ tán thưởng lão nói. Thứ mà thiếu chủ thiếu nhất chính là một phần hèn hạ và vô sỉ này của Phong Phi Vân. Thuộc hạ không giải thích được. Huyền vệ đáp. Ông lão áo xám cười nói. Nếu như là có người chửi ngươi hèn hạ vô sỉ, như vậy khẳng định là bởi vì ngươi chiếm lợi lộc tiện nghi, chiếm được chỗ tốt. Huyền vệ, ngươi phải biết một điểm rằng, trong thế giới người này ăn thịt người này, danh tiếng tốt đẹp chẳng qua chỉ là một bộ quần áo lộng lẫy. Nhưng người đích thực thu được chỗ tốt, có thể ăn sống nuốt tươi đối thủ mới là người thắng cuối cùng. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể định nghĩa ai tốt ai xấu, cũng chỉ có người thắng mới có thể tùy ý viết lại lịch sử văn chương. Lịch sử sẽ nói cho hậu nhân, ai mới là kẻ hèn hạ vô sỉ, ha ha. Đương nhiên là kẻ thua kia, đa tạ tà hoàng chỉ điểm, thuộc hạ thụ giáo. Huyền vệ nói, nụ cười trên mặt ông lão áo xám dần dần biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm túc. Bầu không khí nghiêm túc hình như đều đọng lại, núi non sông ngòi chung quanh vào giờ khắc này đều im lặng đi. Sau khi trầm lặng một hồi lâu, cuối cùng lão mới nói. Lần này đây thiếu chủ đi đến ngự thú trai để lấy kim tàm kinh, tựa hồ để lại mầm tai họa. Huyền vệ quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nghe chỉ thị. Thiếu chủ còn trẻ, không ra tay giết được, cái này rất bình thường. Huyền vệ, người đi một chuyến đến ngự thú trai. Khiến cho nữ nhân mang thai kia im lặng chết đi, thuận tiện đi thay mặt ta nói hai câu cho thiếu chủ. Thứ nhất, nói cho hắn, trên đời này vương giả đích thực cũng sẽ không làm chuyện lòng dạ đàn bà. Lần này đây ta giúp hắn giải quyết mầm tai họa, ta không mong muốn có lần tiếp theo. Chuyện thứ hai, tà hoàng thiếu chủ, là đại biểu cho Xâm La Điện chúng ta, mà, Phong Phi Vân, đại biểu chính là thần tấn vương triều. Xâm La Điện muốn lấy thiên hạ của thần tấn vương triều. Liền nhất định sẽ có một trận quyết đấu sinh tử. Trước trận đấu đó, giữa tà hoàng thiếu chủ với Phong Phi Vân nhất định phải có một trận đấu. Một trận đại biểu chuyện hâm nóng trước thời hạn giữa Xâm La Điện và thần tấn vương triều. Ta muốn biết hai người bọn họ thì rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Vẻ mặt huyền vệ rung động, thân thể có hơi run rẩy một cái mà hỏi. Tà hoàng tính toán để cho bọn họ đấu với nhau như thế nào? Một trận đánh cờ giữa thiên tài vương giả. Ngay tại một vùng đất trên phủ cổ cương này, lấy thập vạn Hà Sơn là chiến trường. Trận đánh cờ này, để cho thiên thu sinh đến thu xếp đi. Ông lão áo xám ánh mắt nóng bỏng nhìn về phương Bắc. Trong đồng tử có những đạo phép tắc thiên địa thần thông đang đan xen vào nhau, thật giống như là đường nét sông núi địa lý. Phương hướng mà lão nhìn đúng là phía thần đô. Thần đô, nơi này chính là vùng đất mạng lớn trong thiên hạ, long mạch tụ tập, sức sống cường thịnh. Mặc dù là đã trải qua cuộc chính biến quân sự một năm trước, thành thần đô bị phá hoại nghiêm trọng. Nhưng mà hiện tại lại phồn hoa như gấm, tu sĩ hội tụ, là chốn cường thịnh nhất thiên hạ. Đế cung, điện tử khí. Thái hậu và Long La Phù mỗi người ngồi một ghế. Trước mặt đang đặt một sơ đồ dài 10 thước. Trên sơ đồ có thể diễn hóa thiên địa càn khôn trong cả thần tấn vương triều. Trên bản vẽ khói lửa nổi lên bốn phía, chém giết không ngừng. Có những đạo long khí từ các vị trí khác nhau vọt lên, hung ác đáng sợ, nhằm thẳng thần đô ở trung tâm. Đây chính là Giang Sơn xã Tắc Đồ, trên bề mặt có thêm vào số mệnh của thần tấn vương triều. Trong cả bát phủ, tất cả địa thế và thiên lý, đều sẽ được thể hiện ra ở trên một sơ đồ này. Long La Phù cuộn tròn thu hồi Giang Sơn xã Tắc Đồ thành đồ quyển, sau đó thả cả quyển vào trên thần đài trong điện tử khí,
đồ quyển tự động chìm vào trong thần đài, biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Lại xuất hiện thêm một con rồng nữa, đây là con thứ 18. Thái hậu nói, Long La phù thân mặc cửu ngũ long bào, dáng người đứng ngạo nghễ, khí độ bất phàm. Trên người có 49 đạo kim sắc long khí vần quanh, sau khi nàng đăng cơ liền chiếm được quyền cai quản long linh thạch và thần tỳ. Hiện nay tập hợp cả số mệnh thần tấn vương triều vào bản thân, khống chế cả long mạch trung hoàng phủ ở trong tay, tu vi không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần, sâu không lường được. Có số mệnh lớn lao trên người, sau đó lại thêm nội tình mấy ngàn năm của hoàng tộc, nên hoàn toàn có khả năng trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà bồi dưỡng ra một vị cường giả siêu cấp. Long La Phù trong thời gian một năm này đã vào trong hóa long chỉ rèn luyện thử thách được 6 lần, hấp thu được 7 phần lực lượng to lớn tích lũy mấy trăm năm trong hóa long chỉ, còn cách cảnh giới chân nhân cũng chỉ có một bước nhỏ. Tiềm ngư dược long môn, nhất chiêu tiện hóa long cá chép vượt long môn, một buổi liền hóa rồng. Khí tức trên người Long La Phù trở nên vô cùng mạnh mẽ, phong thái cũng càng cứng cỏi hơn, chỉ khẽ động chân tay cũng có khí vương giả cùng vận chuyển, kết hợp cả thiên địa đại đạo. Nàng nói, quần long nuốt trời, cái này vốn là thiên ý, mà ngay cả thiên đô muốn tiêu diệt thần tấn vương triều ta, nói rõ khí số thần tấn vương triều đã hết, số mệnh đang bắt đầu suy yếu. Như vậy trận loạn thế này liền đã không thể tránh né, quần long. Có nhiều hơn một con cũng không nhiều lắm, bớt đi một con cũng chẳng ít. Chỉ có Thái Vi mới là biến số duy nhất. Ai có thể nắm giữ Thái Vi, kẻ đó có thể nắm giữ vận mệnh quốc gia của thần tấn vương triều. Trong điện tử khí có 7 vị cường giả siêu cấp bảo vệ, khí tức khổng lồ lấp đầy cả không gian, tựa như thiên đấu thất tinh thần, 7 ngôi sao trong tròm bắt đầu bảo vệ một tòa đại điện này. Bất cứ người nào xông vào đế cung đều sẽ bị giết chết. Đế cung nghiêm ngặt, đế uy không thể xúc phạm, khác xa không phải lỏng lẻo như lúc chính biến. Hồi đó chính là cuộc tranh giành ngôi thái tử giữa thái tử và công chúa, tất cả cường giả ở trong hoàng thành cũng không thể nhúng tay. Cho nên chỉ là cự phách liền có thể quét ngang cả đế cung. Mà hiện tại tân đế đăng cơ, tất cả quyền lực đều rơi vào trong tay Long La Phù. Mọi lực lượng công khai và lực lượng ngấm ngầm của hoàng tộc, tất cả tài nguyên, nàng cũng có thể điều động. Lực lượng của hoàng tộc vẻn vẹn chỉ còn kém với thần linh cung, từ đó liền hẳn là biết thế lực hoàng tộc đích thực cường đại đến đâu. Tứ đại môn phiệt gộp chung vào cũng không chắc có thể cưỡng lại được hoàng tộc. Ta lập tức liền muốn đi vào hóa long trì. Tiến hành rèn luyện thử thách lần thứ 7, hy vọng lần này có thể một lượt phá tan cảnh giới niết bàn. Long La Phù trên người tràn ngập phong thái kẻ ngồi trên cao. Nàng đứng ở chính giữa điện tử khí, nhìn chăm chú cả thiên địa. Đúng lúc này, một đạo ngọc phi phù từ trên trời bay đến. Nó nâng cái đuôi thật dài tựa như một ngôi sao băng. Nhưng ở bên ngoài điện tử khí, nó bị một bàn tay khổng lồ chặn lại. Từ bên ngoài có một người trung niên mặc nho y đi vào. Gương mặt gầy gò, xương cốt có hơi nhô ra. Hắn quỳ ở trên mặt đất, khom người vái một cái rồi nói. Ngọc thư 10 vạn giảm khẩn cấp. Công chúa La Phù từ trên cao nhìn xuống, trong âm thanh ẩn chứa đế uy vô cùng vô tận, ép cho người trung niên kia không ngóc đầu dậy nổi, nàng nói. Người phương nào gửi ngọc thư về? Người trung niên mặc nho y kia, hít một hơi thật sâu. Hắn âm thầm vận chuyển linh khí của tử phủ đan điền. Mới có thể gượng gạo duy trì tư thế quỳ xuống dưới khí thế của công chúa La Phù, không đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Hắn nói, thần vương đại nhân từ phủ cổ cương truyền về ngọc thư. Sau khi Long La Phù nghe được tin tức kia, trong lòng vô phương bình tĩnh, trong mắt thần quang lóe ra, nàng hạ lệnh. Trình ngọc thư lên đây. Nam nhân trung niên mặc nho sam kia cung kính dâng lên một viên ngọc phi phù, có nữ quan tướng nhận lấy ngọc phi phù, sau đó giao vào trong tay cho Long La Phù. Sau khi Long La Phù đọc được nội dung trong ngọc phi phù, ánh mắt sáng lên. Nàng quét mắt liếc nhìn những người khác trong điện tử khí rồi nói. Các ngươi đều lui ra đi. Người trung niên mặc nho y kia và 6 tên nữ quan vội vàng lui xuống, sau đó đóng đại môn điện tử khí lại. Thái hậu dò hỏi. Phong Phi Vân truyền về tin tức gì? Tại Cương Môn Quan, hắn đã bắt được Bắc Minh Nhược bỏ chạy đến đó, đã phế đi tu vi của Bắc Minh Nhược. Điều động thần vũ quân bí mật áp giải trở về thần đô. Trên mặt Long La Phù hiện lên nụ cười suy tư. Thái hậu cười một tiếng dài, rồi nói. Bắc Minh Nhược tiễn nhân kia cũng có kết quả như thế, tuyệt đối không thể để cho nó còn sống trở lại thần đô. Nếu không với thân phận đã từng là thần phi,
phủ tông nhân phỏng đoán cũng không giết được nó. Nếu như để cho nó còn sống gặp Thái Thượng Tấn Đế, liền càng sẽ không thể chết, tương lai tuyệt đối chính là mầm tai họa tại trời. Giết, nhất định phải giết. Trong điện tử khí, mây tía mênh mông, một luồng khí quỷ kế sát phạt bốc lên ở chỗ này, cũng chính là tuyên án tử hình Bắc Minh Thần Phi. Sau khi bố trí thỏa đáng tất cả, Long La Phù liền nghĩ tới những điều càng sâu xa hơn, vì sao Bắc Minh Nhược lại xuất hiện tại Cương Môn Quan? Vì sao Phong Phi Vân lại xuất hiện tại Cương Môn Quan? Muốn làm một vị quân chủ, phải học xong chuyện suy một ra ba, phải thấy xa hơn người bình thường khác, suy nghĩ về những thứ không nhìn thấy ở mặt ngoài. Sau khi Phủ Thái Tể bị diệt, Bắc Minh phá thiên trốn ra khỏi thần đô. Hắn đi Cửu U Khâu mời ra vị lão tổ thế gia Bắc Minh ngủ say trong lòng đất, chiếm được quyền bính chủ nhân thế gia của thế gia Bắc Minh, khống chế thế lực còn sót lại của thế gia Bắc Minh, trở thành người đứng đầu thế hệ mới của thế gia Bắc Minh. Bắc Minh phá thiên thiên tư vô song, lòng mang cửu hận. Hắn chiếm cứ ba quận Đông Bắc Phủ Thanh Vân là quận Tang Khâu, quận Thiên Thời, quận Phó Loa, nắm trong tay hơn 480 tòa cổ thành, chiếm một diện tích 3 vạn dặm, là đại họa một phương. Thế gia Bắc Minh mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà tại mỗi phủ, mỗi quận thần tấn vương triều cũng có thế lực ẩn náu, hào kiệt rất nhiều, cường giả nhiều vô số kể. Cho dù triều đình hạ cách sát lệnh, thì cũng không cách nào lôi ra được hết những người che giấu rất sâu này. Bắc Minh phá thiên dùng trăm phương ngàn kế muốn làm đảo lộn giang sơn thần tấn vương triều ta. Hắn triều binh mãi mã, hợp tung liên hoành, tổ chức liên minh, phỏng đoán chỉ sau mấy năm sẽ cử binh nổi dậy, nhằm thẳng về thần đô. Bắc Minh Nhược lần này đi phủ Cổ Cương, chỉ sợ cũng muốn liên hợp với một đại bộ lạc nào đó ở phủ Cổ Cương, liên minh chống lại triều đình. Chỉ là Phong Phi Vân lại đi phủ Cổ Cương làm gì, một năm nay hắn mất tích, là đi địa phương nào. Long La Phù tay vịn Long Y, trầm tư rất lâu, nàng thì thào lẩm bẩm. Chính sự không thông suốt hỏi Thái Phó, trong lòng có nghi ngờ hỏi Thái Bộc. Hai câu này nói, chính là Thái Thượng Tấn Đế ghi lại trong chiếu thư, trong óc Long La Phù hiện ra hai câu này nói. Sau đó nàng đứng dậy, biến mất khỏi điện tử khí. Chỉ sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở bên ngoài Thái Miếu. Ngay trong khoảnh khắc Long La Phù xuất hiện ở bên ngoài Thái Miếu, cánh cửa Thái Miếu từ từ mở ra, thật giống như người ở bên trong đã biết trước là nàng sẽ tới. Trong Thái Miếu, thờ phụng kim thân của các đời Tấn Đế Vương Triều, chính là Hoàng tộc Cấm Địa. Đây là lần đầu tiên Long La Phù đích thực tiến vào Thái Miếu. Ở trong Thái Miếu vô cùng trống trải, đỉnh Thái Miếu cao đến không lên được, tựa như một mảnh bầu trời màu vàng. Một ông lão mặc áo tế trắng tinh đang quỳ dưới chân kim thân khổng lồ của một vị Hoàng đế. Lão đang dâng hương cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, dáng vẻ đầy trang nghiêm thận trọng nói không ra lời. Ông lão mặc áo tế trắng tinh này chính là Thái Bộc. Thái Bộc, chính là nô bộc của hoàng tộc, cũng có danh xưng là người coi lăng các đời Tấn Đế. Một khi đã tiến vào Thái Miếu, liền cũng không thể đi ra khỏi Thái Miếu, nơi này chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Không phải là lúc tế trời mà Tấn Đế đến Thái Miếu, sợ là có chuyện quan trọng còn muốn hỏi. Thái Bộc cắm ba thẻ hương mùi thơm ngát ở trên đỉnh lô, khói xanh bốc lên từng đợt, lượn lờ không dứt. Vị Thái Bộc này gây cho Long La Phù một loại cảm giác thâm thúy vô biên vô tận. Nàng cũng không biết vị Thái Bộc này đã sống được bao nhiêu năm rồi. Chỉ biết là Thái Thượng Tấn Đế nói với nàng rằng vào lúc Thái Thượng Tấn Đế đăng cơ, vị Thái Bộc này chính là đã có diện mạo như hiện tại. Không biết vào lúc trước đây, ông ta đã ở trong Thái Miếu được bao lâu. Long La Phù đứng thẳng người đầy phong thái siêu phàm, nàng nói. Ta muốn biết gần đây ở Phủ Cổ Cương đã xảy ra chuyện gì. Lại sắp sửa sẽ phát sinh chuyện gì? Thái Bộc lấy ra một đỉnh nước thanh tịnh rồi sắn ống tay áo, để lộ ra một đôi cánh tay của lớp trẻ không tương xứng với tuổi của lão. Lão rửa sạch tay trong nước thanh tịnh. Sau đó, cắt qua cổ tay một cái. Một dòng máu tươi chảy ra từ cổ tay của hắn, rơi vào trong đỉnh. Huyết dịch kia không ngờ là có màu trắng. Nước trong chiếc đỉnh cổ hóa thành màu trắng, phun trào ra lượng lớn khói trắng. Rồi sau đó cả chiếc đỉnh cổ đều hóa thành màu trắng, bên trong truyền ra âm thanh sát phạt leng keng. Tiếp theo đỉnh cổ liền bắt đầu lay động kịch liệt. Thái Bộc đưa lỗ tai đến lỗ hổng ở trên đỉnh cổ để lắng nghe. Gương mặt già nua trở nên càng lúc càng nghiêm túc, đột nhiên lão quỳ rạp trên đất, dập đầu vái một cái với Long La Phù rồi nói. Huyết kiếp trời giáng, Phủ Cổ Cương có chí tôn tà nhân xuất thế, mây tía áp đến thần đô.
Long La Phù hỏi. Vị tà nhân nào đây? Tà Hoàng, Phong Hoàng, hắn đã chạy ra từ trong đồng Lô Sơn. Thái Bộc đáp. Long La Phù tự nhiên cũng đã nghe qua đại danh Tà Hoàng, chính là nhân vật nổi danh cùng nữ đế Long Khương Linh. Vào 1800 năm trước cũng đã vô địch thiên hạ. Nay sau 1800 năm, lão lại xuất thế lần nữa, người phương nào không sợ hãi. Chẳng lẽ thần Tấn Vương Triều thật sự đã khí số đã hết, sức người khó khăn đối kháng, đây là ông trời muốn diệt vong Vương Triều, căn bản cũng không sao cứu vãn nổi ư. Lão Bộc, dốc hết sức đánh cược một lần cuối cùng, nhìn xem có thể giết chết một vị tà hoàng này hay không. Thái Bộc đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy dáng lành. Lão đứng ở bên cạnh đỉnh lô trắng tinh, hai tay duỗi ra. Trong cả thái miếu lập tức bộc phát ra những âm thanh sấm sét như trời long đất lở. Chín quả thanh thiên trung theo thứ tự vang lên, làm rung động cả thần đô. Trong thái miếu, từ trong đôi mắt của kim thân các đời Tấn Đế đều tự bắn ra hai đạo ánh sáng vang chói, tựa như hai con trường long màu vàng, chúng lọt vào thân hình Thái Bộc. Thân thể già nua của Thái Bộc đột nhiên trở nên cao lớn, nó biến thành cao 7 trượng, một đôi tay trắng giống như tinh ngọc đang đặt trên đỉnh cổ. Trong đỉnh cổ, một cỗ lực lượng dồi dào cuồn cuộn phóng lên cao. Đây là một cột sáng chói mắt. Nó chiếu sáng thần đô, xuyên phá hư không, bay thẳng về hướng Phủ Cổ Cương. Phủ Cổ Cương, ông lão áo xám đứng ở trên một quả núi cao, lão đang trông về phương hướng thần đô xa xa. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên biến thành màu trắng, một đám mây trắng tinh, phô thiên cái địa tràn đến. Cả bầu trời đều biến thành màu trắng, làm cho không người nào có thể mở mắt. Tựa như một mặt trời nhô lên từ trên đường chân trời. Ngao! Từ trong đám mây trắng tinh chói mắt kia truyền đến một tiếng long ngâm, nó đè ép làm cả sông núi mặt đất đều đang run rẩy. Một cái long trảo khổng lồ từ trên bầu trời chụp xuống, nó dài chừng mấy chục vạn thước. Giờ khắc này, tu sĩ ở trong một vùng cương môn quan vạn dặm đều có thể cảm nhận được khí tức một cổ áp lực kia, đều có một loại cảm giác như ngày tận thế đang tới, một loại tâm tình tiêu cực làm cho người ta sợ hãi ập vào trong lòng. Ông lão áo xám ngước nhìn lên trên màn trời. Nhìn một cái long chảo đang chụp về hướng mình mà phát ra một tiếng cười dài vang tận mây xanh. Thái Bộc, đều đã sống lâu như vậy, người vẫn còn chưa bị chết. Hôm nay Phong Hoàng ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Ông lão áo xám toàn thân đều có điện mang bao trùm, nó tỏa ra khắp không gian chung quanh. Lão chậm rãi nhấc lên một cánh tay này trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cũng lại đã đạt đến chiều dài chừng mấy chục vạn thước. Cả bàn tay đều được tia chớp bao trùm. Đan xen những đường hoa văn như núi cao vực sâu, phảng phất một mảnh thiên địa đang nắm ở trong tay. Chỉ một chưởng đã đánh tan long chảo kia. Rầm! Từ trong đám mây, truyền đến một tiếng rồng ngâm thảm thiết. Đám mây trắng tinh rút lui tựa như lúc thủy triều xuống. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt đất một vùng thần Tấn Vương Triều lại có người xuất thủ theo. Phủ Thanh Vân, ba quận Đông Bắc, trên địa bàn thế gia Bắc Minh. Từ một tòa phần mộ như đồi núi. Một thanh hung kiếm màu đen bay lên từ trước mộ bia, trực tiếp chém vào đám mây đang rút đi kia. Từ trong đám mây lại lần nữa truyền ra một tiếng long thanh rên rỉ. Phủ Nam Thái, Phong gia, Phong Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lão ngồi ở trên đại điện, hướng về trong hư không mà nện ra một quyền. Quyền ảnh tựa như một quả núi cao, tà vụ bốc lên, sát khí bức người. Quyền ảnh từ một phiến trong hư không khác cũng nện ầm ầm vào đám mây đang rút đi kia, thiếu chút nữa đánh tan đám mây. Canh giữ ở chỗ giao giới giữa Phủ Nam Thái và Trung Hoàng Phủ, Tử Minh Thi Động chiếm cứ một tòa thi thành kia. Một vị thi vương chi vương toàn thân đều là màu tím, đang trôi nổi trong một hồ nước do huyết dịch tụ tập thành. Lão há mồm phun ra một mảnh thi vụ, lấp đầy cả bầu trời. Ánh sáng màu trắng cuối cùng cũng lui về được thần đô, vào được trong thái miếu. Nhưng mà cũng đã lờ mờ vô cùng. Phốc, Thái Bộc thân thể thu nhỏ lại, thân thể từ cao 7 trượng biến thành kích cỡ ban đầu. Trông lão càng già nua hơn, trong miệng phun ra một ngụm máu trắng, thân thể lảo đảo mãnh liệt, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Long La Phù muốn đến dìu lão, nhưng mà lão lại xua xua tay, lắc lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bi thương mà nói. Quần long nuốt trời, cũng không sao cứu vãn nổi. Vận mệnh quốc gia 6.000 năm thần Tấn Vương Triều. Hiện nay khí số đã hết. Khụ khụ, lão Bộc cũng đã bị quần long cắn trả, đại nạn nói rằng không xa, chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Chỉ có thể bảo đảm vương triều 3 năm an bình. Long La Phù cảm giác được một loại gánh nặng trọng trách áp chế ở trên người của mình,
có một loại đè ép nàng tới cảm giác hít thở không thông. Thái Bộc lau khô huyết dịch màu trắng trên khóe miệng, trên người linh quang vần quanh. Lão lập tức liền khôi phục tinh thần, tựa như một người vô sự. Có điều là chỉ trong khoảnh khắc, lão bỗng trở nên càng già nua hơn, trở nên tóc bạc da mồi. Mà ngay cả cánh tay vốn giống như tay trẻ con cũng trở nên đầy những nếp nhăn, khô vàng như củi. Thái Bộc run run rẩy rẩy nói. Vừa rồi thiên cơ mở rộng ra, trong phép tắc đạo lý hỗn loạn, ta nhìn thấy phượng hót cổ cương. Có một con thần phượng phóng lên cao, lượn khắp trời cao, có khí thế nuốt chửng quần long. Lão Bộc vừa rồi đã suy tính, cung vị thần phượng đối ứng, đúng là cung vị tương ứng với thần vương đại nhân. Phượng hót cổ cương, nuốt chửng quần long. Trong mắt Long La Phù lộ vẻ phức tạp, sau khi đi ra khỏi Thái Miếu liền lập tức hạ lệnh. Lấy triều đình danh nghĩa, thành lập Thái Vi thần giáo, trở thành đệ nhất thánh giáo trong nước. Mỗi một tòa thành vương triều dựng nên giáo đàn, thiết lập truyền giáo thánh sứ, truyền bá tín ngưỡng thờ phụng nữ thần Thái Vi, Khâm Thử. Đám mây trắng trên bầu trời cực kỳ chói mắt, nó sáng đến mức làm cho đôi mắt đều không mở ra được. Quân sĩ trong quân doanh thần Vũ Cương Môn Quan cơ hồ đều bị kinh động, cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ, từ trên bầu trời đè ép xuống. Tiếp theo, liền nghe được một tiếng long ngâm thê thảm thật lớn làm kinh động lòng người. Sau đó, quầng sáng màu trắng lùi lại, tới cũng nhanh mà thối lui cũng nhanh. Mà trong quân doanh thần Vũ, rất nhiều quân sĩ đều đã bị một cỗ khí tức vừa rồi kia ép tới mức hai chân như nhũn ra, trên người mồ hôi lạnh đầm đìa. Phải đến sau nửa canh giờ thì mới lấy lại được hơi. Phong Phi Vân đứng ở bên ngoài doanh trướng, hắn ngước mắt nhìn hào quang sáng quắc thì biết là hai vị cường giả tuyệt đỉnh đang cách không quyết đấu. Thấy cũng tịnh không có gì kinh ngạc quái lạ, hắn thu hồi ánh mắt, liền quay trở về trong doanh trướng. Phong Phi Vân cầm một quyển sách có minh họa về phủ cổ cương. Bạch Như Tuyết cực kỳ thành thật đứng ở một bên, xinh đẹp động lòng người. Với mái tóc bạch kim rủ tới eo, nàng giống như là mỹ nhân đi ra từ trong bức họa. Tu vi hiện nay của Phong Phi Vân so sánh với nàng thì cao hơn quá nhiều, cho nên nàng không dám có bất cứ ý nghĩ gì khác. Phong Phi Vân sắp sửa đi phủ cổ cương, tìm kiếm nơi đóng Xâm La Điện. Như vậy tự nhiên cũng cần có mọi thứ rõ ràng rành mạch về phủ cổ cương. Cho nên liền sai khiến Quách Đại Hải mang đến sách vở địa lý hình vẽ về phủ cổ cương. Hắn đã đọc qua nửa canh giờ. Một đôi mắt nhung của Bạch Như Tuyết không ngừng gợn sóng, ngước nhìn dáng vẻ Phong Phi Vân chăm chú đọc sách, không ngờ lại có vài phần cảm giác như thấy con cháu dòng dõi thư hương, khiến cho trong lòng nàng sinh ra một tia rung động. Nàng thầm nghĩ, cái tên vô sỉ bại hoại này nếu như có thể đi theo chính đạo, thì tuyệt đối là một vị đại hào kiệt đội trời đạp đất. Không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ vì hắn mà điên đảo mất hồn. Phi, hừ, ta đang nghĩ cái gì, chính mình là đệ tử Tà Tông, làm sao có thể gửi gắm hy vọng Phong Phi Vân làm một người tốt. Rồi hãy nói sau, coi như hắn là chánh nhân quân tử văn võ song toàn, thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thì ra phủ cổ cương vẻn vẹn chỉ là bên ngoài thập vạn Hà Sơn, từ đông đến tây có hơi hẹp dài, đại khái 18 vạn dặm. Từ bắc tới nam đại khái 6 vạn dặm, xa hơn về phía nam chính là mãng hoang đại thế giới của thập vạn Hà Sơn, nhân loại không dám giao thiệp vào bên trong. Phong Phi Vân gấp lại quyển sách có minh họa về cổ cương cầm trong tay, ghi nhớ toàn bộ nội dung đã ghi chép vào trong lòng. Nhưng mà Phong Phi Vân chính là biết, thập vạn Hà Sơn đi sâu chừng 80 vạn dặm, mình mông bát ngát vô biên vô tận. Phủ cổ cương vẻn vẹn chỉ là 6 vạn dặm bên ngoài, không ai còn dám xâm nhập sâu hơn. Đương nhiên, Phong Phi Vân cũng không tính toán không biết lượng sức mà xông vào thập vạn Hà Sơn. Hắn chỉ là đi đến chỗ Xâm La Điện đóng, tìm mấy tà tông yêu nữ kia để thu hồi huyết dịch mà Nam Cung Hồng Nhan để lại trong huyết cấm huyền trạc. Bây giờ chúng ta đây sẽ đi phủ cổ cương. Bạch Như Tuyết dịu dàng hỏi. Phong Phi Vân lắc lắc đầu, đáp. Phủ cổ cương này là một vùng đất cực kỳ mênh mông, với sức lực của hai người chúng ta thì coi như tìm cả đời. Cũng không nhất thiết có thể đích xác tìm ra được chỗ đóng của Xâm La Điện. Từ bên ngoài trướng vọng vào tiếng bước chân dồn dập, âm thanh của Quách Đại Hải vang lên ở bên ngoài. Thần Vương Đại Nhân, thần đô gửi Ngọc Phi Phù đến. Phong Phi Vân cười nói. Quách Đại Thống Lĩnh, cứ vào đi, nơi này chính là doanh trướng của ngươi, không cần phải giống như một tên tin binh thông báo ở bên ngoài. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư nối đuôi nhau mà vào. Cả hai đều thi lễ đối với Phong Phi Vân. Quách Đại Hải cười to mà nói.
như vậy sao được, nơi này chính là doanh trướng của thần vương đại nhân, coi như là hổ ra đến đây, e là cũng phải dừng ở bên ngoài thông báo một tiếng, rồi mới có thể đi vào. Vừa nói Quách Đại Hải liền lấy ra một quả cổ ngọc, đặt ở trên án trước mặt Phong Phi Vân. Đây là ngọc phi phù gửi đến từ thần đô. Phong Phi Vân cầm ngọc phi phù vào trong tay, một vầng sáng từ đầu ngón tay tràn ra. Một đạo tin tức liền theo cánh tay, truyền vào trong óc Phong Phi Vân. Đây chính là thư của Long La Phù truyền cho Phong Phi Vân. Thấy Phong Phi Vân nhắm hai mắt lại, Quách Đại Hải, Mạc Quân Sư cũng không dám nhiều lời mà lẳng lặng đứng ở một bên. Cho đến lúc Phong Phi Vân lại mở mắt lần nữa, Quách Đại Hải mới hỏi. Thần Vương Đại Nhân, đây là ai gửi ngọc tin đến? Phong Phi Vân bóp nát viên ngọc cầm trong tay, hóa thành một dúm phấn vụn. Sau đó hắn mới thản nhiên cười nói. Tấn Đế. Nghe được hai chữ này, vẻ mặt của Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều hoàn toàn cung kính, không dám hỏi tiếp thêm nữa. Phong Phi Vân nói. Hiện nay mỗi bộ tộc ở Phủ Cổ Cương đang náo động. Nhà phủ triều đình nhìn vậy mà không có tác dụng. Tấn Đế cố ý muốn ta trợ giúp triều đình bình loạn, thống nhất mỗi đại bộ tộc Phủ Cổ Cương. Mạc tướng nhất định toàn lực tương trợ. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều quỳ một gối trên mặt đất. Đứng dậy đi, nói cho ta nghe một chút về tình huống cụ thể hiện nay Phủ Cổ Cương. Nếu như đủ khả năng, ta đúng là có khả năng giúp một tay. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đứng lên, trong lòng đều cũng có chút sợ hãi. Thần vương chính là thần vương, ngay cả Tấn Đế cũng không buồn nể mặt. Đủ khả năng mới giúp một tay, nếu như không thể đủ lực thì chẳng phải liền buông tay mặc kệ sao. Chỉ sợ cũng chỉ có thần vương mới dám cao giọng như thế với Tấn Đế. Quách Đại Hải lấy ra một cái bản đồ, trên đó có vẽ toàn cảnh Phủ Cổ Cương, chi chít chẳng chít các đường ranh giới, các vị trí quan trọng cũng có đánh dấu đặc thù. Mỗi bộ phận xứ sở thập vạn Hà Sơn, tất cả cũng có đánh dấu trên bản đồ. Phủ Cổ Cương tổng cộng có hàng chục quận, mặc dù số lượng quận không được nhiều như bảy phủ khác, nhưng mà chiều ngang mỗi một quận đều cực kỳ lớn. Đương nhiên Phủ Cổ Cương có nhiều núi cao, sông lớn, rừng cây rậm rạp, ranh giới giữa các quận kỳ thật rất mơ hồ, chẳng được rõ ràng như ranh giới mỗi đại bộ lạc của người Cổ Cương. 95% Phủ Cổ Cương trở lên đều là người Cổ Cương. Người Cổ Cương lại chia làm ba bộ lạc lớn nhất, Phụng Thiên Bộ, Ám Vực Bộ, Thiên Vu Bộ. Ở dưới tam đại bộ lạc vẫn còn có rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ phân bố giữa các vùng núi non trùng điệp. Có một số làng xóm của bộ tộc thậm chí còn xâm nhập vào trong thập vạn Hà Sơn. Trong đó ở gần cương môn quan nhất chính là Thiên Vu Bộ, thực lực cường đại nhất chính là Phụng Thiên Bộ, thần bí nhất sâu xa chính là Ám Vực Bộ. Mạc Quân Sư phân tích từng điểm trong quan hệ và mâu thuẫn giữa tam đại bộ tộc. Phong Phi Vân hỏi, tại Phủ Cổ Cương triều đình cũng thành lập phủ nha. Mỗi một quận cũng có quận thủ. Cuộc tranh giành giữa tam đại bộ tộc, sức mạnh chính quyền của triều đình vì sao không trực tiếp ra mặt trấn áp? Mạc Quân Sư lắc lắc đầu, cười nói. Không trấn áp được, cũng không có khả năng trấn áp. Người Cổ Cương vốn có tính bài ngoại, một khi xuất binh trấn áp thì sẽ kích động tất cả bộ tộc phản đối. Hơn nữa coi như xuất binh trấn áp cũng không có tác dụng. Những người Cổ Cương này, mọi người lực lớn vô cùng vô tận. Lại quanh năm sinh sống tại vùng khỉ ho cỏ gáy, năng lực sinh tồn cực mạnh. Cho dù là thần vũ quân tiến vào vùng núi trấn áp, chỉ sợ vẫn còn chưa trấn áp phản loạn xong thì quân đội cũng đã hao tổn một nửa. Phong Phi Vân gật đầu, rốt cục hắn biết nguyên nhân triều đình không thể làm gì nổi đối với Phủ Cổ Cương. Mạc Quân Sư lại nói, kỳ thật không ai nguyện ý đi Phủ Cổ Cương làm quan. Mà ngay cả phủ chủ Phủ Cổ Cương đều chỉ có thể làm bộ đối nhân xử thế trước mặt bộ chủ mỗi đại bộ tộc. Còn các quan viên khác liền càng khổ không thể tả, cơ cấu của triều đình tại Phủ Cổ Cương quả thực liền nhìn vậy mà không có tác dụng. Quách Đại Hải có hơi giật giật mép, nhưng mà cuối cùng lại vẫn còn không nói ra. Phong Phi Vân đương nhiên thấy hắn muốn nói lại thôi, liền khuyến khích. Quách thần tướng, có cái gì muốn nói thì cứ nói đừng ngại. Quách Đại Hải gãi đầu rồi nói. Kỳ thật chiến loạn giữa các tộc Phủ Cổ Cương hiện nay, có một người có khả năng bình ổn. Ai? Thiên Vu thần nữ. Quách Đại Hải lại nói. Mỗi đại bộ tộc người Cổ Cương đều thờ phụng Thiên Vu đại thần, cho rằng Thiên Vu đại thần chính là chân thần duy nhất trong thiên địa. Mà Thiên Vu thần nữ chính là con gái của Thiên Vu đại thần. Truyền thuyết Thiên Vu thần nữ cứ cách một vạn năm thì sẽ luân hồi một lần tại thế gian loài người. Một khi Thiên Vu thần nữ xuất thế,
như vậy cũng có ý nghĩa một thời đại hoàn toàn mới của cổ cương tộc đã đến. Thiên Vu thần nữ có sứ mạng truyền thừa giáo hóa, truyền thụ vu điển bí kíp phù thủy. Hiện nay Thiên Vu thần nữ đã xuất thế, sau khi Cảnh Phong đại chí sư chết, thì nàng liền trở thành lãnh tụ tinh thần của Phụng Thiên Bộ. Ánh mắt của Phong Phi Vân có hơi lòe ra một ánh chói ngời, sau đó khóe miệng có hơi nhếch lên một cái. Hắn cười nói, nếu Tấn Đế muốn bổn vương xuất một phần lực, vậy bổn vương liền đi đến phủ cổ cương một chuyến. Mạc quân sư chọn lựa 50 thần vũ quân tinh nhuệ đồng hành theo ta. Thần vương, người cổ cương cậy mạnh, dân tình quen thói hung hãn. Mạc quân sư có hơi lo lắng. 50 người là đủ rồi. Phong Phi Vân đáp. Quách Đại Hải và Mạc quân sư đều không cần phải nhiều lời nữa, bèn lui xuống. Phong Phi Vân cũng không lập tức xuất phát, tính toán trước tiên nghỉ ngơi một đêm ở trong quân doanh thần vũ. Bên ngoài doanh trướng bố trí 9 tầng trận pháp, bất luận kẻ nào cũng không được vào bên trong. Phong Phi Vân ngồi một mình ở bên bàn, hai mắt nhắm nghiền, chung quanh thân thể lao ra vô số dị thú chiến hồn, đến chừng 1 vạn con, tràn ngập cả bên trong doanh trướng. Phong Phi Vân vừa mới đột phá thiên mệnh đệ ngũ trọng, cảnh giới còn không yên. Hắn cần đến lượng linh khí khổng lồ để củng cố tu vi hiện tại. Phong Phi Vân liên tiếp ăn vào 8 viên tam phẩm tụ linh đan. Đan dược hóa giải, linh khí bên trong đan khí so sánh với trong long mạch thì còn thuần khiết và đậm đặc hơn, tựa như dòng dung dịch nhũ tương màu bạc đang chảy trong thân thể, đi thẳng hướng đến đan điền, sau đó lọt vào tử phủ trung cung, biến thành bản thân linh khí. Mỗi một viên tam phẩm tụ linh đan đều có thể rút ngắn thời gian nửa năm khổ tu cho Phong Phi Vân. Nếu như nói Phong Phi Vân muốn từ thiên mệnh đệ ngũ trọng, tu luyện tới thiên mệnh đệ lục trọng tương đương cảnh giới bán bộ cự phách, thì cần phải có thời gian 60 năm. Như vậy 8 viên tam phẩm tụ linh đan, là có thể khiến cho Phong Phi Vân rút ngắn lại thời gian tu luyện được 4 năm. Cái này vẫn còn là bởi vì Phong Phi Vân có thể chất dũng mãnh, nên mới có thể chỉ trong một đêm mà tiêu hóa được dược lực trong 8 viên tụ linh đan. Nếu như các tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng khác, e rằng tiêu hóa một viên tam phẩm tụ linh đan đều sẽ phải dùng đến thời gian nửa tháng. Nhưng họ lại không nhất thiết có thể có được loại linh bảo tam phẩm tụ linh đan. Tam phẩm linh đan đối với tu sĩ bán bộ cự phách trở xuống đã xem như báu vật quý giá, phải liều mạng đi tranh đoạt. Nhưng mà Phong Phi Vân lại có được toàn bộ chúng mà không phải mất công phu. Tất Ninh soái cướp sạch phủ thái sư, các loại đan dược tứ phẩm linh đan trở xuống cơ hồ đều bị hắn đóng gói mang đi. Cuối cùng chính hắn không dám nhận lấy những món hàng ăn trộm này, cho nên toàn bộ liền rơi vào hầu bao của Phong Phi Vân. Tu luyện nhất định phải dựa vào đại lượng tài nguyên. Chỉ cần có tài nguyên, tốc độ tu luyện liền nhanh gấp hàng chục lần, gấp trăm lần so sánh với người khác. Mà làm thế nào có được chút tài nguyên này? Thứ nhất, có gia tộc thì dựa vào gia tộc, chỉ cần ngươi có thiên tư cũng đủ cường đại, gia tộc liền khẳng định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thứ hai, không có gia tộc, thì cũng chỉ có dựa vào chính mình, không ngừng cướp bóc và tranh giành. Tu tiên giới tranh đấu và sát phạt, có hơn phân nửa đều là do việc cướp bóc và tranh giành tài nguyên gây ra. Một vùng đất này đã càng lúc càng loạn, ngay cả Tà Hoàng mất tích gần 2.000 năm đều đi ra. Xem ra thần Tấn Vương Triều cho dù có Thái Thượng Tấn Đế tọa chấn, cũng chưa chắc dễ dàng bất bại cứ đánh là thắng. Nếu như mỗi đại tông môn, tiên giáo, môn phiệt cùng tấn công, coi như triều đình cường đại tới đâu thì e rằng đều không ngăn cản được. Nếu muốn sống sót ở trong loạn thế, nhất định phải khiến cho chính mình trở nên cường đại hơn. Phong Phi Vân cũng cảm giác được một cỗ áp lực đè nén thật lớn. Hiện tại hắn đã không thể tránh khỏi dấn thân vào trong loạn thế này, nên chỉ có thể ở trong loạn thế, không ngừng làm cường đại chính mình, mà luyện chính mình, nghênh đón thần hồn nữ thần Thái Vi trở về. Như vậy sau khi nàng trở về, mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Mà không phải để cho nàng vừa mới sinh ra, liền lâm vào trong sự giết chóc vô cùng vô tận, bất kỳ lúc nào đều có thể lại chết đi lần nữa. Cho nên Phong Phi Vân phải trở nên cường đại hơn. Như vậy đến sau khi thần hồn nữ thần Thái Vi sinh ra, hắn mới có thể đủ sức bảo vệ nàng tốt hơn, không cho nàng lại bị nửa phần thương tổn. Đến ngày hôm sau, vào lúc mặt trời mới mọc, Phong Phi Vân, Bạch Như Tuyết, Mạc quân sư liền mang theo 50 tên thần vũ quân hợp thành một đội ngũ nhỏ, xuyên qua cương môn quan, xuất phát về hướng Phủ Cổ Cương. Phủ Cổ Cương có nhiều dãy núi rừng cây rậm rạp, đường xá gập ghềnh. Mặc dù là thời kỳ thần Tấn Vương Triều mới dựng nước đã xây dựng quan đạo, nhưng hiện nay đều đã bị cỏ cây bao trùm hơn phân nửa.
chỉ có hai dấu vết bánh xe in sâu là biểu hiện trên đường cái quan này thường có lái buôn đi lại. Mạc quân sư cũng sớm đã sai người trước một bước đến phía trước dò đường, mà hắn thì cưỡi trên lưng một con kỳ ngưu, đi cùng Phong Phi Vân. Bạch Như Tuyết ngồi ở trong xe liễn đi theo ở phía sau, nghiễm nhiên hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thần vương phi. Với sức của đôi chân kỳ ngưu, nếu như không hề bất ngờ thì trước khi bầu trời tối đen là có thể tới tòa man thành đầu tiên của Thiên Vu Bộ, thành tội giác. Mạc quân sư tay cầm cây quạt thiết phiến, nhẹ nhàng phe phẩy. Phong Phi Vân ngồi ở trên lưng đại trùng lân, người mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, khí phách hơn người. Hắn vừa nhìn phong cảnh dọc đường, vừa nói chuyện tin tức với Mạc quân sư. Tu luyện của Mạc quân sư có chỗ thiếu hụt rất lớn a. Sau khi Mạc quân sư nghe được những lời này, thân thể có hơi chấn động. Sau đó hắn thở dài một tiếng, rồi nói. Loại người sinh ra đã hèn mọn giống chúng ta, có thể may mắn nhận được một quyển công pháp tu luyện không trọn vẹn đã là không dễ. Có thành tựu hiện nay, liền đã là được lão thiên ban ơn. Mạc quân sư tu luyện loại công pháp cực kỳ bình thường, vẻn vẹn chỉ có thể tu luyện tới thiên mệnh đệ lục trọng đỉnh cao. Nếu như vẫn đi theo công pháp tu luyện này, thì cả đời cũng không có khả năng đạt tới thiên mệnh đệ thất trọng. Mạc quân sư có thể dùng công pháp bình thường mà tu luyện tới thiên mệnh đệ lục trọng đỉnh cao, từ đó có thể thấy được thiên tư và ngộ tính của hắn đều cực cao. Nếu như từ nhỏ hắn đã tu luyện công pháp đứng đầu, nói không chừng cũng sớm đã bước chân vào cảnh giới cự phách, trở thành một người trong nhóm cường giả tối cao nhất kia ở thần tấn vương triều. Nhân vật cấp bậc cự phách, bất kể tại thế lực nào đều là thuộc về hạng tối cao nhất. Trong mấy ngàn vạn người mới có thể xuất hiện một cự phách, trong hàng chục bán bộ cự phách mới chỉ có một người có thể đạt tới cảnh giới cự phách. Chỗ này của ta có một quyển điển tịch hàng đầu quý giá Xuân Thu Lục Pháp được lão thần vương coi trọng. Đây là một loại thuật tu luyện đạo môn. Nếu như có thể tu luyện cả lục pháp đều đạt tới đại viên mãn, thì sau khi thông hiểu đạo lý là có thể đột phá vào cảnh giới chân nhân. Phong Phi Vân lấy ra từ trong giới linh thạch một quyển điển tịch bìa vàng, rồi đưa tới. Cái này. Mạc quân sư kích động đến run rẩy, hàm răng cắn chặt. Đây chính là công pháp có thể tu luyện tới cấp bậc chân nhân, hắn có thể nào không kích động. Nhưng mà hắn lại không lập tức cầm lấy. Loại điển tịch này chính là bảo vật chí cao vô thượng. Làm sao có thể có người dễ dàng tặng nó cho người khác? Hắn vẫn cảm giác có hơi không đúng sự thực. Có thể nhận được một quyển tu luyện điển tịch để tu luyện tới cảnh giới cự phách, hắn cũng đã có khả năng cười từ trong giấc mộng. Huống chi là điển tịch tu luyện tới cảnh giới chân nhân. Phong Phi Vân bảo ngươi nhận lấy, thì ngươi hãy cầm đi. Một kẻ đại lão gia vẫn còn giả bộ như vậy. Mạc quân sư xoa xoa hai tay trên trang phục, lúc này mới dè dặt tiếp nhận Xuân Thu Lục Pháp. Hắn áp sát vào người, hai tay vẫn đang không ngừng run rẩy. Hắn quấn sợi xích sắt vào cổ con kỳ ngưu bướng bỉnh để trói nó lại, rồi phi thân xuống, quỳ gối trước mặt Phong Phi Vân mà nói. Đa tạ thần vương đại nhân ban thưởng tu luyện thần pháp. Mạc trùng cơ ta nhất định chọn đời không phụ hoàng ân, không phụ công lao thần vương đại nhân bồi dưỡng. Chỉ cần thần vương đại nhân nói một câu, ta Mạc trùng cơ nhất định chấp nhận máu chảy đầu rơi, liều chết đến cùng. Mạc trùng cơ giờ phút này vẫn còn kích động phát run như trước. Phong Phi Vân nói. Mạc quân sư, còn không mau mau đứng lên. Loại trưởng giáo tiên môn giống như các ngươi mà đồng ý quy phục với thần tấn vương triều ta, thì vương triều tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Mạc trùng cơ cảm động đến lệ chảy ròng ròng. Phàm là người đi cùng với Phong Phi Vân, đều nhất định có thịt ăn, có linh đan, có linh thạch. Phong Phi Vân lại lấy ra 50 viên nhất phẩm linh đan. Trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn tựa như 50 hạt linh châu. Chúng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chia nhau rơi vào trong tay 50 tên tinh nhuệ thần vũ quân kia. Lại lấy ra 50 miếng linh thạch, chia đều cho 50 tên thần vũ quân này, mỗi một người một khối linh thạch. Mỗi một tên thần vũ quân được linh thạch và linh đan đều kích động đến rơi nước mắt, so sánh với Mạc trùng cơ còn hưng phấn hơn. Chúng nhất tề xoẹt xoẹt quỳ ở trên mặt đất, thề thốt. Thề thuần phục vương triều. Thề thuần phục thần vương. Những tên thần vũ quân này đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, ở trong thần vũ quân thuộc về tuyệt đối tinh nhuệ. Nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy linh đan và linh thạch, bình thường coi như là bị thương thì cũng vẻn vẹn chỉ có thể dùng đan dược bình thường. Linh đan, mặc dù chỉ là nhất phẩm linh đan, đều là báu vật. Linh thạch đối với bọn họ mà nói càng là một món bảo vật lớn. Một khối linh thạch có khả năng đổi 30 vạn mai kim tệ.
cũng đã đủ cho cả nhà già trẻ bọn họ một cuộc sống giàu có cả đời. Phong Phi Vân ra tay thật sự rất xa hoa, ánh mắt của đám thần vũ quân nhìn Phong Phi Vân lập tức không giống trước nữa. Lúc đầu bọn họ vẫn còn cảm giác Phong Phi Vân rất trẻ tuổi, đối với hắn vẫn còn có chút không phục. Nhưng mà hiện tại lại đều dễ bảo, nếu như có thể một mực đi theo bên người thần vương đại nhân, nhất định có thể ăn no uống say. Phong Phi Vân muốn tịnh không chỉ có là như thế, chờ sau khi những thần vũ quân này quay về quân doanh, nhất định sẽ truyền đi chuyện này. Đến lúc đó liền mỗi một tên lính thần vũ quân cũng biết, đi theo Phong Phi Vân hắn là có thể ăn thịt, có thể phát tài. Tạo thành hiệu quả phía sau như thế mới là điều mà Phong Phi Vân mong muốn. Đội ngũ tiếp tục đi về hướng phía trước, nhưng sĩ khí binh lính lại tăng vọt trước nay chưa từng có. Mà Phong Phi Vân thì chui vào trong xe liễn, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một cây linh thảo màu đỏ thẫm. Cây linh thảo này có được ba lá non mơn mởn, phiến lá trong suốt ướt át được bao phủ một tầng hồng quang, tựa như ba ngọn hỏa diễm. Bên trong thai nghén linh khí cường thịnh. Đây là một cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm. Cũng là một món hàng do Tất Ninh Soái lấy trộm từ phủ Thái Sư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xích vân linh thảo sinh trưởng tại vùng cực dương chi địa cực nóng. Bình thường sinh trưởng đến 100 năm là có thể dùng làm thuốc, luyện chế ra được tôi thể thang. Sau khi trẻ con dùng là có thể làm cho gân cốt cứng cáp, tăng thể chất lên. Xích vân linh thảo đạt tới tuổi đời 1.000 năm cũng đã là báu vật vô giá, các tu sĩ có tu vi cường đại đều sẽ tranh nhau cướp đoạt, dùng để rèn luyện thân thể, có khả năng làm cho cường độ thân thể tăng lên một nấc rất lớn. Còn loại cây xích vân linh thảo tuổi đời 5.000 năm giống như trong tay Phong Phi Vân này, dược tính đã vô cùng cường đại. Coi như là cự phách đạt tới thiên mệnh đệ thất trọng cũng không dám trực tiếp dùng nó để rèn luyện thân thể. Bởi vì với thân thể cự phách, cũng không cách nào chống đỡ nổi dược lực nóng rực giống như biển lửa ở trong xích vân linh thảo. Cho nên mặc dù là cự phách, nhưng sau khi chiếm được cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm thì cũng chỉ có thể giao cho luyện đan sư cao cấp, dùng để luyện chế thành xích vân đan, mới có thể hấp thu được. Nhưng mà Phong Phi Vân thì lại khác. Thân thể hắn so sánh cự phách đều cường đại hơn, hiện tại hắn trực tiếp rèn luyện một cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm này. Hiện tại đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng, nếu muốn lại đột phá cảnh giới, đạt tới thiên mệnh đệ lục trọng thì căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng làm được. Nhưng nếu mà có thể luyện hóa cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm này, có lẽ là có thể tu luyện ra được khối phượng cốt thứ hai. Phong Phi Vân không chỉ có mở đan điền, tu luyện linh khí. Hơn nữa, đồng thời cũng đang tu luyện bất tử Phượng Hoàng thơ của Phượng Hoàng yêu tộc. Chuyện tu luyện thân thể, hiện nay đã tiến vào giai đoạn thứ hai là luyện cốt. Phong Phi Vân đã tu luyện ra khối Phượng cốt thứ nhất là tâm cốt. Bước tiếp theo, chính là tu luyện khối Phượng cốt thứ hai tuệ cốt. Tuệ cốt, chính là một trong 29 khúc xương trên đỉnh đầu người ta. Nó nằm vào vị trí phía trên cùng của đỉnh đầu, cũng được xưng là thiên linh cái. Phải tu luyện ra 999 khối phượng cốt, mới xem như tu luyện tới bất tử phượng hoàng thân đại thừa, có khả năng sống được 9 vạn năm. Nhưng mà kiếp trước của Phong Phi Vân cũng vẻn vẹn chỉ tu luyện ra được 206 khối phượng cốt mà thôi. Có thể nói, mỗi lần tu luyện ra một khối phượng cốt, lực lượng thân thể đều sẽ phát sinh thay đổi về chất. Nếu như tu luyện ra khối phượng cốt thứ hai, lực lượng thân thể của Phong Phi Vân sẽ trở nên mạnh hơn. Khi đó mặc dù hắn không sử dụng linh khí, đều có thể đánh một trận cùng nhân vật cấp bậc cự phách. Đánh ra 7 con long hổ chi lực, đó mới là thực lực chân chính của Phong Phi Vân. Vì cảnh giới, chẳng qua chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Có thể nói, cảnh giới luyện thể, cũng là một loại tu luyện cảnh giới. Chỉ có điều là loại cảnh giới này thì người khác đều không thấy được. Vì sao thiên tài cấp bậc sử thi, có thể vượt cảnh giới giới mà chiến? Chính là bởi vì thể chất bọn họ so sánh với những người cùng cảnh giới thì càng cường đại hơn, thể chất và cảnh giới kết hợp với nhau làm bộc phát ra lực lượng cao hơn cảnh giới bề ngoài. Tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân, chính là đang không ngừng luyện cho thể chất mạnh hơn. Nếu như tu luyện ra 100 khối Phượng cốt, liền có thể trở thành cấp bậc thiên tài truyền kỳ. Vào lúc Phong Phi Vân ngồi ở trong xe liễn để tu luyện, trên vùng núi hoang xa xa, ở trong rừng, có một con ưng vàng khổng lồ bay dựng lên từ trong rừng. Nó xoay một vòng trên bầu trời, sau đó vỗ đôi cánh dài hơn 10 thước mà bay đến một tòa man thành.
đệ tam bộ chủ sử chân tương của Thiên Vu bộ đang ngồi ở trong một tòa thạch bảo cao lớn nguy nga. Thân hình cao 5 thước có vẻ đặc biệt to lớn, con chim ưng khổng lồ màu vàng liền đứng ở trước người hắn, trong miệng phát ra những âm thanh chói tai. Ngoại trừ sử chân tương ra, không ai nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Ha ha, Phong Phi Vân, ngươi lại thật sự đi đến phủ cổ cương, lại chỉ đem theo 50 tên thần vũ quân, lần này ta muốn ngươi có đi không về. Sử chân tương đối với nữ nhân tựa như nàng tiên kia ở bên người Phong Phi Vân, đúng là nhớ mãi không quên. Hơn nữa mối thù đối với Phong Phi Vân kia cũng canh cánh trong lòng. Sử chân tương biết, Phong Phi Vân tối nay sẽ tới tòa man thành đầu tiên của Thiên Vu bộ thành tội giác. Vì vậy hắn liền tự mình đến thành tội giác, muốn tự tay chặt đầu Phong Phi Vân, cũng muốn tự mình bắt cóc nữ nhân của Phong Phi Vân mang về đây. Vừa nghĩ tới ngọc thể tuyệt mỹ động lòng người kia của Bạch Như Tuyết, hắn liền hưng phấn đến không thể chờ đợi được. Vào lúc hoàng hôn, cả thiên địa bắt đầu ngủ say. Từ rất xa đã có khả năng thấy giữa chốn núi non trùng điệp nhô lên một tòa thạch thành đồ sộ cao vút nổi bật. Bên ngoài thạch thành tòa thành đá chất đống dày đặc những đống cực lớn xương thú trắng hếu. Có người cổ cương man nhân cao hơn 3 thước, mặc áo giáp, tay xách hung binh, canh gác ở trên thạch thành. Thạch thành thô kệch, tường thành cao ngất, ở vị trí chính giữa thành vẫn còn nhô lên cao vút một giàn tế cao 77 trượng. Từ bên ngoài thành cũng có thể thấy suối máu chảy xuống từ giàn tế, mang theo một cỗ khí tức nguyên thủy mãng hoang. Nơi này chính là một tòa man thành của Thiên Vu bộ, thành tội giác. Sử chân tương mang theo một khúc xương thú cường đại hơn, ngồi ở trên lưng một con kỳ ngưu cực kỳ khỏe mạnh, trên người treo đầy những khúc xương thú máu chảy đầm đìa. Thiên tủy binh đảm của Phong Phi Vân thật sự rất sắc bén, có thể xuyên thủng làn da của hắn, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp. Cho nên lần này hắn đặc biệt thu thập hơn 20 khúc linh thú huyết cốt lâu năm để đeo ở trên người, chính là vì phòng ngự trước thiên tủy binh đảm. Sắc trời đã tối, bên ngoài man thành gió lạnh hiu hắt. Sử chân tương đợi rất lâu cũng không thấy Phong Phi Vân và 50 tên thần vũ quân xuất hiện. Vào lúc hắn có hơi không nhịn được, một đội lính cổ cương man sĩ cưỡi kỳ ngưu khoác chiến giáp đang phi nhanh trở về. Vó trâu đạp vỡ những hòn đá trên đường. Bọn họ có chừng hơn 30 người, chạy đến trước mặt sử chân tương. Trong đó một người cổ cương man sĩ với cánh tay màu vàng đỏ, hắn nhảy xuống từ trên kỳ ngưu, quỳ một gối xuống rồi nói. Báo cáo đệ tam bộ chủ, Phong Phi Vân cũng không có đi đến thành tội giác. Ở cách hơn 300 dặm, hắn lại đột nhiên chuyển hướng, một mạch đi về hướng đông. Hiện tại e là đã vượt qua Đại Tuy Hà. Hay cho Phong Phi Vân ngươi thật sự là đủ xảo quyệt. Tiến vào địa bàn Thiên Vu bộ, ngươi cho là vẫn còn thoát được sao? Kim Nha, mang ta đi truy theo cẩu nương kia của Phong Phi Vân. Sử chân tương nổi giận, có một loại cảm giác bị người coi như chú khỉ để đùa giỡn. Con đại ưng vàng rực kia bay xuống từ thạch thành, phát ra tiếng kêu lanh canh như sắt đá va vào nhau. Sử chân tương đột một bật dựng lên, hắn nhảy lên cao hơn 20 thước, rơi xuống trên lưng con đại ưng vàng rực, sau đó biến mất vào trong màn đêm. Hắn muốn đơn thương độc mã đuổi theo giết Phong Phi Vân. Phủ cổ cương có nhiều sông lớn và núi cao, rừng cây rậm rạp, dân cư thưa thớt, mãnh thú và ác điểu nhiều gấp mấy chục lần người cổ cương. Cũng đúng là trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, cho nên chỉ có người cổ cương mới có thể sinh tồn ở trên một mảnh đất này. Phong Phi Vân tự nhiên biết tiến vào phủ cổ cương, liền nhất định không thể gạt được tai mắt của sử chân tương, nhưng lại không thể không đi qua Thiên Vu bộ. Cho nên hắn chỉ có thể xuất một chiêu dương đông kích tây, đi vòng qua thành tội giác. Dưới trời đêm, thần vũ quân đi vội ở trong núi. Chả mấy chốc liền đi tới bên bờ dòng Đại Tuy Hà rộng rãi vô biên vô tận. Có khả năng nghe được tiếng nước chảy mãnh liệt. Thần vương, tất cả tướng sĩ thần vũ quân đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, có khả năng ngự không phi hành. Vượt qua Đại Tuy Hà tự nhiên không phải vấn đề, nhưng mà thú cưỡi thì làm sao bây giờ? Mạc quân sư hỏi, cảnh giới thần cơ đại viên mãn, có thể tiến hành phi hành ở cự ly ngắn, vượt qua Đại Tuy Hà tự nhiên khỏi phải bàn. Nhưng mà muốn liền một mực bay đến Thiên Vu bộ như vậy, chỉ sợ kể cả Phong Phi Vân với tu vi hiện tại đều sẽ mệt đến ngất ngư. Cho nên mặc dù là vượt qua Đại Tuy Hà, cũng cần thú cưỡi thay đi bộ. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn một chút về màn đêm mênh mông, sau đó mới đáp. Bỏ lại thú cưỡi, tất cả thần vũ quân qua sông trước. 50 tên thần vũ quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lập tức liền đều vượt qua dòng sông lớn rộng rãi vô biên vô tận.
Sau một khắc canh giờ trôi qua, trong màn đêm xuất hiện một đạo hào quang vàng chói. Sử Chân Tương cưỡi con đại ưng vàng rực bay trên trời cao, hạ xuống bên trên đại Tuy Hà. Trên bờ sông chỉ có Kỳ Ngưu tọa kỵ, nhưng lại không có bóng dáng Thần Vũ Quân. Phong Phi Vân, ngươi không có vật cưỡi, để ta xem ngươi có thể nhanh chân chạy thoát được không? Sử Chân Tương lại đứng ở trên lưng con đại ưng vàng rực, đuổi theo sang bờ bên kia đại Tuy Hà. Nhưng mà hắn vừa mới bay đến giữa sông, đột nhiên từ dưới đáy nước chảy xiết không thôi đột ngột xuất hiện ra một ánh sáng trắng chói mắt, tựa như một con dao long trắng tinh lao lên từ dưới đáy nước. Sử Chân Tương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười hô hố mà nói. Phong Phi Vân, ngươi không hài lòng với việc chạy trối chết nhanh hơn một ít, lại còn dám đánh lén ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sử Chân Tương nắm khúc xương thú thật lớn ở trong tay. Những đường linh vân di chuyển trên xương thú làm nó trở nên vô cùng lớn lao, to như một cây cột trắng tinh, cứ như thế mà nện về hướng phía dưới. Nhưng mà đạo long hình đao mang bay lên từ đáy nước kia cũng không phải công kích hắn, mà là công kích con ưng khổng lồ vàng chói hắn đang ngồi. Đao mang xẹt qua, cái đầu lâu của con ưng màu vàng khổng lồ liền bay đi ra xa, phun ra những vòi máu lớn. Thân hình to lớn cũng đi lao thẳng tắp xuống theo. Trên mặt Sử Chân Tương vốn đứng ở trên lưng con ưng khổng lồ vàng chói sinh ra dáng vẻ sợ hãi, hắn mất đi trọng tâm nên rơi cùng với thi thể của con ưng khổng lồ màu vàng vào trong dòng sông lớn. Phù phù, một đám bọt nước lớn bắn tóe lên cao, nương theo tiếng mắng tức giận của Sử Chân Tương. Người cổ cương tu luyện đều là nguyên thủy luyện thể pháp, trong đó những người có thân thể cường đại thì có khả năng nhấc lên một quả núi, có khả năng một quyền đánh chết tu sĩ cấp bậc cự phách. Tung người bật một cái có thể nhảy ra xa mấy ngàn thước. Nhưng mà họ cũng không thể phi hành. Cho nên, với sự cường đại của Sử Chân Tương, thì hắn cũng chỉ có thể mượn con ưng khổng lồ vàng rực này mới có thể phi hành được. Phong Phi Vân chính là lợi dụng nhược điểm này của hắn. Grư. Từ dưới đáy nước truyền lại một tiếng gầm gừ khó chịu, Sử Chân Tương mặc dù không thông thạo bơi lội, nhưng mà hắn lại đạp xuống đáy sông, dậm chân nhảy bật lên. Hắn muốn mượn lực lượng mạnh mẽ để cứ như vậy nhảy lên trên bờ. 50 tên Thần Vũ Quân xông ra, mỗi người đều giơ một tảng đá lớn nặng mấy chục vạn cân. Đúng vào lúc Sử Chân Tương vừa muốn lao ra khỏi mặt nước thì tất cả các tảng đá lớn liền đổ ập xuống, ném thẳng về phía hắn. Mọi người nện cho hắn đầu đầy những khối u, rất giống là đang ra sức đánh rắn dập đầu. Không biết đầu khớp xương của hắn có bị nện vỡ hay không. Mạc Trùng Cơ còn ác hơn. Trực tiếp nhổ lên một quả núi nhỏ nện vào đỉnh đầu Sử Chân Tương, lại lần nữa đánh cho hắn bị chìm xuống nước. Có người tận mắt thấy, Sử Chân Tương muốn chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp mắng chửi thì ngược lại đã phải điên cuồng uống vài ngụm nước sông. Phong Phi Vân, vương bát đản nhà ngươi, lão tử với ngươi không chết không ngừng. Sử Chân Tương bị tức tối không ít, dưới đáy nước hắn quát lên một tiếng làm tạo ra một cơn sóng lớn cao mấy chục thước. Nó làm chấn động đám hung viên, vượn và tùng thử con sóc ở trong những dãy núi hai bên bờ sông đều bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ. Hắn xoay người nhảy lên cao, nhìn quanh khắp mọi nơi. Nghênh đón hắn chính là một cây thiết côn khổng lồ, cây thiết côn này thật giống như cột trụ kình thiên chống trời. Bên trên gậy lưu động những đường hoa văn hung ác đáng sợ, nó bộc phát ra âm thanh vạn thú cùng giống. Một gậy nện vào đúng gáy Sử Chân Tương. Làm cho Sử Chân Tương vừa nhảy ra khỏi mặt nước bị đánh cho mắt trợn trắng, cả người mềm nhũn lại một lần rơi vào trong nước. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ, nắm cây thiết côn này ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái mà tự nhủ. Quả nhiên không hổ là linh khí tam phẩm đỉnh cao, lại có uy lực to lớn như thế. Cây thiết côn này chính là kình thiên côn mà Phong Phi Vân đoạt được từ trong tay Hồng Diệp Hoàng Tử. Nó chính là một kiện linh khí tam phẩm đỉnh cao. Vốn chính là thích hợp dùng để luyện chế tứ phẩm linh khí thần tài. Nhưng mà bởi vì trong quá trình tế luyện đã xảy ra một điểm sai sót nhỏ, khiến cho trong số 108 tòa trận pháp thiết lập bên trong thì bị vỡ mất 8 tòa, cho nên mới tụt bậc xuống thành cấp bậc tam phẩm đỉnh cao. Cây kình thiên côn này chính là một trong số các chí bảo của Ngọc Càn Vương triều hoàng gia, có thể nói đệ nhất chiến binh dưới chấn thế sát binh, uy lực so sánh miểu quỷ ban chỉ hiện tại thì đều cường đại hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới một mực không nỡ dùng thiên tủy binh đảm để dung luyện tinh khí của cây kình thiên côn này. Chờ miểu quỷ ban chỉ thăng cấp thành tứ phẩm linh khí, lại dung luyện cây kình thiên côn này. Sau khi dung luyện cây kình thiên côn này,
mức độ sắc bén của thiên tủy binh đảm e rằng có thể gia tăng gấp đôi, phá vỡ phòng ngự của siêu cấp cự phách cũng là chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân thu hồi kình thiên côn lại. Đúng lúc này, một binh lính thần vũ quân quỳ một gối xuống, báo cáo. Dưới đáy sông không tìm được Sử Chân Tương, chỉ ở bờ sông bên kia tìm được vết máu bị hòa tan. Hẳn là hắn bị thương nên đã bỏ chạy. Phong Phi Vân gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sử Chân Tương dù sao chính là cường giả cự phách trung kỳ, mặc dù Phong Phi Vân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng muốn giết chết hắn thì cũng là khó càng thêm khó khăn. Nếu như cường giả cấp bậc cự phách mà bị giết chết dễ dàng như vậy, thì cũng không gọi là cự phách nữa. Nơi này xảy ra tiếng động lớn như thế, nhất định sẽ làm kinh động một chút mãnh thú đáng sợ. Sau lúc trời tối, ở trong núi cực kỳ nguy hiểm, mọi người mau chóng rời khỏi nơi này, tìm nơi khác nghỉ ngơi. Phong Phi Vân tu luyện ra vạn thú chiến thể, có thể điều động và khuất phục dị thú bình thường. Nhưng mà đối với linh thú tu luyện ngàn năm, bọn chúng đã sinh ra trí tuệ rất mạnh, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Với cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, căn bản không có khả năng khuất phục linh thú. Chỉ có vạn thú chiến thể đạt tới tình trạng cực cao thì mới có thể có lực áp chế đối với bọn chúng. Sáng sớm ngày hôm sau, trong rừng cây lá kim cổ thụ vững chắc từ thuở xa xưa, 50 tên thần vũ quân áo giáp sáng sủa đang cưỡi trên lưng những con mãnh thú cường đại, một mạch chạy về hướng phía trước. Những mãnh thú này có con đã tu luyện 700 năm, có con tu luyện 800 năm, thậm chí còn có dị thú vương tu luyện 900 năm. Một binh lính thần vũ quân cực kỳ hưng phấn, ngồi ở trên lưng một con độc giác hồng sư tử đỏ một sừng cao 8 thước, tay không ngừng vuốt ve bộ lông rậm giống như huyết dịch trên lưng độc giác hồng sư, tựa như đang vuốt ve lưng ngọc của một mỹ nữ tuyệt sắc mà nói. Vương Lôi, ôi cha mẹ ơi, ngươi nhìn con sư tử đầu rồng tu luyện 800 năm này. Hiện tại chính là vật cưỡi của ta, quả thực rất uy phong. Nếu như hiện tại trở lại thần vũ quân doanh, chỉ sợ là thần tướng đại nhân đều phải hâm mộ đến chảy nước miếng. Người đi bên cạnh Vương Lôi khinh thường cười một tiếng, vỗ vỗ tỏa kỵ là con rết màu bạc dài hơn 10 thước. Con rết màu bạc có hơn 80 cái chân sắc bén, hất cho những tảng đá hộc trên mặt đất bay lên làm tuôn ra tiếng kêu rào rào. Những tảng đá va vào nhau bắn ra tia lửa, hắn mở miệng nói. Không phải chỉ là một con sư tử đầu rồng thôi sao, mà xem ra ngươi đắc ý không biết thành cái dạng gì nữa. Có biết con tọa kỵ này của ca là con dị thú gì không? Đây chính là xích hỏa ngân ngô, giết bạc phun lửa tu luyện 800 năm. Một lần phun lửa khói ra là có thể đốt cháy một mảng lớn núi cao, thật buồn cười. Bạch Như Tuyết người mặc áo trắng, lụa mỏng đong đưa. Nàng ngồi ở trên đầu một con bạch sắc vân thước tu luyện 900 năm. Con bạch sắc vân thước chim khách trắng này có thân hình khổng lồ, cánh chừng dài hơn 40 thước, cái đuôi cực kỳ dài, tựa như là đuôi phượng hoàng. Những dị thú này đều là Phong Phi Vân gọi đến, sau đó thuần phục để làm vật cưỡi cho những binh lính thần vũ quân này. Chúng không chỉ có là long đầu huyết sư, xích hỏa ngân ngô, còn có giả cốc tượng, đại bằng tích, v.v. đều hoàn toàn là dị thú vương giả trên đỉnh núi, lực công kích vô cùng cường đại. Nhưng mà ở trước mặt Phong Phi Vân, chúng lại giống như những con chó nhỏ được thuần dưỡng. Vì sao Phong Phi Vân phải mang theo 50 binh lính thần vũ quân đi tới phủ Cổ Cương? Mục đích lớn nhất chính là muốn bọn họ khống chế những dị thú vương giả này, những con dị thú vương giả này mới là chiến lực mà Phong Phi Vân đích thực muốn có. Có chiến lực của 50 con dị thú thêm vào, tuyệt đối có khả năng so sánh với một vị cự phách. Cho dù Sử Chân Tương lại truy theo lần nữa, thì cũng không cần lại sợ hắn. Đây là một mảnh rừng cây lá kim, sinh trưởng những cây cổ tùng ngàn năm. Mỗi một cây cổ tùng cũng to như cái cối xay. Hơn 50 con dị thú vương giả chở trên lưng binh sĩ thần vũ quân áo giáp sáng ngời. Nơi nào chúng đi qua, cát bay đá chạy, các đàn thú tránh lui. Mạc Trùng Cơ ngồi ở trên đỉnh đầu một con đằng xà tu luyện 900 năm. Thân hình đằng xà kia có đường kính vượt qua 2 thước, dài đến hơn 60 thước, trên lưng mọc ra một đôi cánh vảy rắn, trong miệng có lưỡi rắn thụt thò. Một đám lớn khói độc tràn ngập ra khiến cho tán lá những cây cổ tùng ngàn năm này đều héo rũ. Mạc Trùng Cơ cũng cực kỳ hưng phấn, chưa bao giờ hắn nghĩ tới có thể có được thú cưỡi cường đại như thế, chiến lực so với hắn không hề yếu hơn. Thần vương đại nhân, Sử Chân Tương kia chưa chết, chờ vết thương kia lành thì hắn nhất định có thể đuổi giết tới. Đến lúc đó thì nên chống đỡ như thế nào? Mạc Trùng Cơ có hơi lo lắng. Phong Phi Vân vẫn ngồi ở trên lưng đại trùng lân,
hắn đang luyện hóa cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm kia. Hắn muốn ngưng tụ luyện ra khối phượng cốt thứ hai thì cũng không phải một lần là xong. Không chỉ có muốn luyện hóa cây xích vân linh thảo kia, còn phải dùng linh khí của linh hạch linh thú hỗ trợ thêm vào. Phong Phi Vân hiện tại đang là ngày đêm không ngừng ngưng tụ luyện ra khối phượng cốt thứ hai, tranh thủ trước khi chạy tới Phụng Thiên Bộ thì đã ngưng tụ luyện ra thành công. Phong Phi Vân nghe được lời Mạc Trùng Cơ đã nói, hắn thản nhiên đáp. Chỉ cần chạy tới Phụng Thiên Bộ, thì Sử Chân Tương hắn cũng không gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Có điều Phụng Thiên Bộ cũng là bộ lạc người cổ cương, thực lực so sánh Thiên Vu Bộ còn cường đại hơn một chút, tổng cộng có 6 vị bộ chủ. Mạc Trùng Cơ đáp. Người cổ cương chỉ cần thực lực có thể sánh vai cự phách, liền có thể được phong làm bộ chủ. Đây là một loại tôn xưng, hơn nữa có khả năng có được lãnh địa của chính mình. Phong Phi Vân tự nhiên biết Mạc Trùng Cơ đang lo lắng cái gì. Dù sao người cổ cương có tính bài ngoại, hơn nữa Phong Phi Vân lại có thân phận thần vương của thần Tấn Vương Triều. Hắn đi tới phủ cổ cương, khó tránh khỏi sẽ khiến bộ chủ mỗi đại bộ lạc nghi kỵ, nói không chừng sẽ liên hợp với nhau để chèn ép hắn. Phong Phi Vân nói, không cần lo lắng, Mạc Quân Sư, người đã sớm thông báo tin tức cho phủ chủ phủ cổ cương và các vị bộ chủ của Phụng Thiên Bộ. Bọn họ đều đã biết bổn vương muốn đi đến đây. Vẻ lo lắng trên mặt Mạc Trùng Cơ vô phương hóa giải, hắn đã từng du ngoạn đến phủ cổ cương, biết những người cổ cương này hung hãn, không dễ bảo giống như những binh lính thần vũ quân này. Hắn nói, hôm qua cũng đã dùng Ngọc Phi Phù truyền thư. Phủ chủ phủ cổ cương biết được thần vương đại nhân muốn đến, liền mừng đến một đêm không ngủ ngon nổi, nói là muốn đích thân nghênh đón thần vương tiến vào Vu Thần Man Thành. Phủ nha phủ cổ cương nằm ở Vu Thần Man Thành, nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ là một hình thức mà thôi. Còn người đích thực quản lý cả một vùng đất này chính là 6 vị bộ chủ của Phụng Thiên Bộ và Thiên Vu Thần Nữ. Phong Phi Vân không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tiếp tục luyện hóa xích vân linh thảo. Hành trình vào phủ cổ cương tuyệt đối sẽ không dễ dàng, thực lực cường đại hơn một phần là tốt hơn một phần. Tà đạo Chí Tôn Xâm La Điện và ám vực trong tà đạo Tam Vực đều ở trong phủ cổ cương. Phong Phi Vân đích thực quan tâm chính là hai cỗ lực lượng đó, mà không phải những man nhân bộ chủ phủ cổ cương này. Đi trong vùng núi cao lẫn đầm lầy lớn, đường xá xa xôi kéo dài suốt 3 ngày. Sau khi vượt qua 7 vạn dặm, rốt cục đã đi tới ranh giới Thiên Vu Man Thành. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều bộ lạc cổ cương nhỏ. Nhưng Phong Phi Vân đều căn dặn mọi người cẩn thận tránh né, tận lực không nên để sinh ra va chạm với người cổ cương, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Phủ chủ phủ cổ cương là Trần Đạo Nhiên. Hắn dẫn đầu mấy vị quận thủ và quan viên phủ nha, từ rất sớm đã chờ ở cửa thành Vu Thần Man Thành. Cho đến lúc hoàng hôn quá muộn thì mới nhìn thấy trên đường chân trời có một đội thần vũ quân uy thế bức người đang hất tung đám bụi mù chạy đến. Có tiếng gầm rú của dị thú vang lên, làm rung động mặt đất. Ở trên thành lâu của Vu Thần Man Thành, chất đầy xương thú trắng hếu. Ở giữa đám xương thú, một đám cổ cương man sĩ bị kinh động, cho là dị thú định công thành. Ai nấy đều vô cùng căng thẳng, rất nhiều người đều nâng lên hoàng kim thần nỗ dài 7 thước, mũi tên to tựa như cột cờ. Một mũi tên bắn ra, coi như là dị thú khổng lồ tu luyện 600 năm đều sẽ bị xuyên thủng. Trần Đạo Nhiên đứng ngoài cửa thành, quát một tiếng chói tai. Lớn mật, đây là thần vương giá lâm, còn không mau thu hồi chiến nỏ. Tu vi Trần Đạo Nhiên cũng cực kỳ kinh người, đã đạt tới cự phách sơ kỳ. Hắn chính là môn sinh đắc ý của Thái Phó Đông Phương Hàn Lâm, cũng tương đương là người của thế tộc Ngân Câu. Hắn quát lên một tiếng, ẩn chứa phép tắc thiên đạo, nện cho màng nhĩ người ta phát đau. Có một luồng sáng màu xanh bay thẳng hướng trời cao. Rất nhiều cổ cương man sĩ đều bị ép đến ngã nhào trên mặt đất. Thật buồn cười, phủ chủ đại nhân, Vu Thần Man Thành này đâu phải là ngươi định đoạt. Thần vương cái gì, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết là có nhóm lớn dị thú cường đại đang đến gần. Nếu như để lọt những dị thú cường đại này vào thành, nhất định sẽ tạo thành thiệt hại vô phương lường được. Nếu như gây tổn thương đến thần nữ nương nương, thật buồn cười, Trần Đạo Nhiên ngươi chỉ sợ cũng khó giữ được cái đầu. Trên thành lâu Vu Thần Cổ Thành, một người cổ cương toàn thân phủ lông đen, cao hơn 4 thước. Hắn đang ngắm nghía cự phủ nặng đến 10 vạn cân trong tay, toàn thân mặc trọng giáp. Hắn đang ngồi an vị trên đầu tường, hai chân bắt chéo, trong mắt hiện ra một vẻ thách thức đầy kiêu ngạo. Nếu như là có người muốn đi vào qua cửa thành, liền nhất định phải đi qua phía dưới đũng quần hắn.
Trần Đạo Nhiên tức giận không thôi, hắn nói. Thường Đại Khải, đừng tưởng rằng ngươi là đệ lục bộ chủ Phụng Thiên Bộ liền có khả năng không coi trọng Thần Vương Đại Nhân. Trong mắt của ngươi rốt cuộc có Thần Tấn Vương Triều hay không? Phì, hừ, trong mắt Thường Đại Khải ta chỉ có Thiên Vu Đại Thần và Thần Nữ Nương Nương. Cái gì Vương Triều, bởi lão tử xem ra chẳng qua chỉ là chó má, chó má. Thường Đại Khải căn bản không nể mặt, hắn ngồi ở trên tường thành, nhìn bụi mù cuồn cuộn xa xa. Đôi môi dày dặn vừa nhếch mép, liền lộ ra hai hàng răng cửa lớn, giống như dã thú há mồm. Xa xa, Phong Phi Vân ngồi ở trên lưng đại trùng lân. Hắn nhìn tường thành đen ngòm của tòa man thành chắn lối ở phía trước kia mà có một loại cảm giác tang thương từ thuở xa xưa, tràn ngập giai điệu lịch sử. Thật giống như là một tòa cổ thành từ mấy vạn năm trước đột nhiên rơi xuống thời đại này. Chỉ nhìn thấy bên trên tường thành có bạch cốt dị thú chồng chất thành núi. Có khúc xương cao chừng 8-90 thước, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén lớn lao. Đặc biệt những dị thú bên dưới, khi thấy những bạch cốt này chồng chất thành núi thì đều bắt đầu trở nên thoáng luống cuống. Nếu không phải có Phong Phi Vân trấn an, chỉ sợ bọn chúng đều bắt đầu lui về phía sau. Trong Vu Thần Man Thành có một loại lực lượng đáng sợ, khiến cho những dị thú này không dám tiếp cận đến gần. Mạc Trùng Cơ này đã không phải lần đầu tiên đến Vu Thần Man Thành, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Hắn nói, đồn đại một tòa Vu Thần Man Thành này chính là phần mộ của Thiên Vu Đại Thần, có được lực lượng khổng lồ của Vu Thần để bảo vệ một tòa Man Thành này. Coi như là trong Thập Vạn Hà Sơn có những mãnh thú cái thế hơn đời thì cũng không dám đến Vu Thần Man Thành để quấy rối. Đây là một mảnh đất được thần linh phù hộ. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn về hướng Vu Thần Man Thành. Hắn chỉ thấy phía trên man thành có một loại hình ảnh hùng dũng rung động lòng người. Hình thái giống như người lại giống như thú, cao gần 3.700 trượng, cầm trong tay một chiếc ô quang chiến chùy, nhưng mà lại không có đầu. Trên người có một lượng lớn thiết tỏa, xích sắt to lớn. Trên đỉnh đầu chạm vào một đám mây màu đỏ rực giữa trời cao. Cái này quả thực chính là giống như man tộc thánh linh trong thần thoại cổ xưa đã được kể trong truyền thuyết. Một chùy nện xuống, có thể đánh nát một góc đại lục. Chỉ trong nháy mắt là có thể hủy diệt một tòa vương triều. Đây là hình ảnh hùng dũng trong không trung Vu Thần Man Thành, khí thế mà hào hùng, cực kỳ khiếp người. Phong Phi Vân thu hồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, thở ra một hơi thật dài mà lẩm bẩm nói. Có lẽ một tòa Vu Thần Man Thành này thật sự có lai lịch khó lường. Nói không chừng thật sự chính là thân hình một nhân vật hoành hành trong thiên địa nào đó biến thành. Mạc Trùng Cơ không thấy được tình hình trong không trung trên Vu Thần Man Thành. Đương nhiên cũng không có cường lực rung động như Phong Phi Vân. Hắn chỉ là kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà nhìn chăm chú Phong Phi Vân, rồi hỏi. Thần Vương Đại Nhân lại tinh thông xem khí thuật và xem tinh thuật. Phong Phi Vân đáp. Hiểu sơ sơ một hai. Mặc dù Phong Phi Vân trả lời rất khiêm nhường, nhưng mà Mạc Trùng Cơ vẫn khá kích động, hắn nói. Thần Vương Đại Nhân thật sự là khiêm nhường, phải biết rằng muốn nhìn xuyên khí tượng, liền cần phải thông hiểu thiên văn địa lý. Biết rõ chuyển vận, địa thế hướng đi, số mệnh đại đạo. Thậm chí đối với nguyệt tinh thần đều phải có nghiên cứu rất sâu, e là cửu phẩm chí sư cũng không chắc làm được điểm này. Cả Thần Tấn Vương Triều, người có thể tinh thông xem khí thuật chỉ sợ sẽ không vượt qua hàng chục. Mỗi một vị đều là trí giả kiến thức bác học, hoặc là tu vi kể cận thiên đạo chân nhân. Không sợ Thần Vương Đại Nhân chê cười, ta nghiên cứu thiên văn địa lý, theo đuổi nguyệt tinh tượng hơn 300 năm. Tất cả cũng không tu luyện tới cảnh giới như Thần Vương Đại Nhân quan sát khí tượng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình ảnh trên người một chút thiên tài tuấn kiệt. Còn giống như loại xem được địa thế khí tượng, ta thật là nhập môn đều vẫn còn không đạt tới. Người giống như ta đây có thể hiểu được một chút quan sát bề ngoài thì tịnh không phải số ít. Nhưng mà có thể làm được giống như Thần Vương Đại Nhân loại chuyện vừa ngước mắt, là người có thể nhìn xuyên qua khí thế một tòa đại thành, thì mới thật sự là người tinh thông xem khí thuật. Cả vương triều chỉ có vài người thôi. Quả thực sự kính nể của Mạc Trùng Cơ đối với Phong Phi Vân đã đạt đến trình độ cao nhất. Phong Phi Vân lại không cho rằng điều này có gì đặc biệt hơn người. Dù sao chỉ cần tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, hơn nữa trong kiếp trước hắn cũng có nghiên cứu về quy tắc đối với thiên đạo, địa thế, phải xem xét khí tượng, ngắm nhìn tinh tượng. Nay quả thực hắn tiện tay mang ra dùng, chỉ là không nghĩ rằng những người khác xem ra lại nhìn điều này thần thánh như thế. Nếu Thần Vương Đại Nhân tinh thông xem khí tượng và nhìn tinh thuật, ta có một lời muốn kính dâng lên. Mạc Trùng Cơ nói.
Phong Phi Vân vỗ vỗ bả vai Mạc Trùng Cơ mà cười nói. Lão Mạc, lấp lửng làm cái gì, còn không mau nói ra. Mạc Trùng Cơ đi đã lâu với Phong Phi Vân, đương nhiên biết Phong Phi Vân là người hiền hòa, hắn cười cười nói. Nghe nói Thiên Vu thần nữ được truyền thừa trí tuệ và vu thuật của Cảnh Phong Đại Trí Sư, cũng là một vị trí tuệ tinh thông thiên tượng và địa lý. Nếu như thần vương đại nhân có thể trao đổi học thuật một phen với Thiên Vu thần nữ, có lẽ điều này có lợi ích lớn lao đối với hành trình đi cổ cương lần này. Chỉ cần có thể chiếm được thiện cảm của Thiên Vu thần nữ, như vậy chẳng khác nào là giành được lòng người của cả cổ cương tộc. Như thế hành động của chúng ta tại cổ cương tộc cũng càng như cá gặp nước. Ha ha, trao đổi học thuật, được rồi, ta thích cái từ này. Việc này liền giao cho ngươi đi thu xếp đi. Con vật cưỡi tuyệt trần của Phong Phi Vân phi đi như bay về hướng Vu Thần Man Thành, trong đầu đột nhiên hiện ra thiếu nữ bán trà ở thành Linh Châu với mặt mũi khiếp nhược, đang xấu hổ cúi gập thân thể bị lột trần chuồng, hai tay chắp lại thi lễ, tựa như một con chim cút bé nhỏ khóc lóc cầu xin. Phong thiếu gia, van cầu ngươi, ta vẫn còn nhỏ tuổi. Ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Hiện nay thiếu nữ tội nghiệp này đã trở thành lãnh tụ tinh thần của cả cổ cương tộc, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vu thần nữ. Người ta đều nói con gái đến năm 18 thì biến đổi lớn. Phong Phi Vân thật sự rất muốn biết tiểu nha đầu này hiện tại rốt cuộc đã biến thành dạng gì. Hoàng hôn buông xuống, hắt ra bên ngoài Vu Thần Man Thành một cái bóng thật dài. Phong Phi Vân, Mạc Trùng Cơ, Bạch Như Tuyết, còn có 50 binh sĩ thần vũ quân cưỡi dị thú hung dữ mãnh liệt, hất bụi mù mịt phóng đến. Nhưng mà đi được đến cách cửa thành hơn trăm trượng thì đã có người quát lên một tiếng. Người mới đến dừng lại. Tiếp theo nhất tề phập phập, một loạt mũi tên vàng chói, mỗi một mũi cũng dài 7-8 thước, to như cây cột, vô cùng bén nhọn, bay đến như những tia sáng màu vàng lung linh. Chúng mang theo âm thanh xé gió đáng sợ, cắm ở phía trước Phong Phi Vân để ngăn cản đường đi. Mạc Trùng Cơ vẻ mặt nghiêm túc, quát lạnh một tiếng. Cũng dám ngăn cản thần vương vào thành, lá gan ai lại to lớn như thế? Dưới cửa thành, Trần Đạo Nhiên vẻ mặt khó chịu. Hắn mặc dù chính là phủ chủ phủ cổ cương, nhưng mà lại cũng không có thực quyền. Cho nên căn bản vô phương ngăn lại những cổ cương man sĩ này ra tay xuất thủ. Đệ lục bộ chủ Thường Đại Khải ngồi ở trên tường thành hùng vĩ như núi đang ngắm nghía cây cự phủ 10 nặng vạn cân cầm trong tay, hắn ngẩng đầu, cười nói. Thần vương cái gì, chưa nghe nói đến. Không phải là một thằng nhãi vẫn còn chưa cai sữa sao. Lại liền dám xưng chính mình là thần vương, đừng mang ra hù dọa ta. Thật buồn cười, ha ha. Tất cả những cổ cương man sĩ này cũng cười to không thôi, chúng nhìn thấy Phong Phi Vân trẻ tuổi mà lại có thân hình yếu đuối, nên rốt cục cảm giác chỉ thò tay nắm một cái, là có thể bóp vụn thân thể của hắn. Người cổ cương tôn sùng vũ lực, làm sao có thể coi trọng loại nhãi danh chưa đến 20 tuổi như Phong Phi Vân. Những quân sĩ thần vũ quân này đều bắt đầu phẫn nộ, định cưỡi dị thú bay lên thành lâu, túm cổ Thường Đại Khải lôi xuống. Phong Phi Vân cũng không tức giận, hắn xua xua tay, để cho bọn họ đều không nên động thủ. Hắn nhảy xuống từ trên lưng Đại Trùng Lân, đứng ở trên mặt đất kiên cố do bị đè nén tới giống như lớp sắt. Hắn đón những mũi tên thần nỏ chói mắt này, đứng thẳng tắp rồi cực kỳ thong thả cười nói. Đã sớm nghe nói người cổ cương tôn trọng cường giả, lấy lực phi tôn. Chỉ tiếc, đầu óc này lại không thể nào sử dụng được. Thường Đại Khải ngồi ở trên thành lâu coi như có ngốc. Cũng biết Phong Phi Vân là đang mắng hắn. Lập tức toàn thân toát ra 7 con dị thú chiến hồn, tóc đều dựng đứng. Phong Phi Vân tiểu nhi, ngươi cũng dám mắng bản bộ chủ. Ta không phải đang mắng ngươi, mà là đang cứu mạng của ngươi. Phụng Thiên Bộ các ngươi hiện tại đã bị hai đại bộ chủ Thiên Vu Bộ và Ám Vực Bộ công kích, hai đầu giáp chiến, hai mặt có địch nên vốn cũng đã cực kỳ cố hết sức. Hiện tại người cái đầu ngu dốt không có đầu này lại còn dám tin lời người khác gièm pha, đắc tội bổn vương. Chẳng lẽ ngươi muốn Phụng Thiên Bộ các ngươi cũng cùng đắc tội ngay cả với triều đình, sau đó rơi vào đại quân triều đình thảo phạt, ba mặt có địch. Thường Đại Khải bị Phong Phi Vân trách mắng đến ngây ra sừng sốt. Hiện nay Phụng Thiên Bộ đích xác chịu khổ sở, tại phía Tây có Thiên Vu Bộ chỉ huy mỗi đại bộ tộc công phạt, tại phía Đông và phía Nam có Ám Vực Bộ dẫn đầu mỗi đại bộ tộc điên cuồng tấn công dồn dập. Cả Phụng Thiên Bộ có 9 phần chiến tướng man sĩ đều bị điều động ra chiến trường. 6 vị bộ chủ thì có 4 vị hiện tại đều cầm binh ở tiền tuyến, mỗi ngày đều có những xe thi thể Phụng Thiên Bộ man sĩ được vận chuyển về. Tam đại bộ lạc giết nhau đỏ mắt, trong đó còn xen vào mấy thế lực thần bí,
giống như đang lấy muôn vàn người cổ cương làm con cờ để đánh cờ. Thế trận cũng không lợi đối với Phụng Thiên Bộ, khai chiến 2 năm nay liền mất 3 ải 19 man thành, có rất nhiều bộ lạc nhỏ vốn phụ thuộc vào Phụng Thiên Bộ hiện tại đều bắt đầu đào ngũ, tộc nhân tử thương vượt qua 100 vạn. 2 năm chinh chiến, tài nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa gần đây lại có nghe nói, trong Thập Vạn Hà Sơn có tiếng thú gầm trời long đất lở truyền ra. Bên ngoài Thập Vạn Hà Sơn có vài đại linh thú vương giả đều đã bị kinh động, nên đã lao ra khỏi mãng hoang, có khả năng dẫn đầu dị thú tàn sát sinh linh. Phủ Cổ Cương vốn liền thuộc về ven rìa Thập Vạn Hà Sơn, vài đại linh thú vương giả bên ngoài Thập Vạn Hà Sơn đã sớm muốn diệt tộc với Cổ Cương tộc, sau đó hoàn toàn đuổi đánh nhân loại ra khỏi xứ sở Thập Vạn Hà Sơn. Hiện nay mỗi đại bộ lạc hỗn chiến, vừa lúc tạo ra cơ hội cho những linh thú vương giả này có thể tận dụng. Nếu như làn thú triều tràn đến, với lực lượng hiện tại của Phụng Thiên Bộ, chỉ sợ thật sự có nguy cơ diệt tộc. Phụng Thiên Bộ hiện tại đang hai đầu khai chiến, cũng sớm đã một bước khó đi. Nhưng lại còn phải đề phòng linh thú vương giả trong Thập Vạn Hà Sơn công kích, làm sao còn dám trêu chọc chiến sự với kẻ thứ ba. Phong Phi Vân đúng là nhìn chuẩn điểm này, mới nói một câu trấn áp Thường Đại Khải. Ta thực sự nói cho ngươi, nếu như bổn vương ra lệnh một tiếng, tùy tùy tiện tiện liền có khả năng điều động một ước thần vũ quân đi tới phủ Cổ Cương bình loạn. Thật buồn cười, ta tự nhiên biết người Cổ Cương đều là đàn ông chân chính, những người sắt đá kiên cường. Nhưng mà Phụng Thiên Bộ các ngươi hiện tại sợ là ngay cả ăn cơm đều sắp thành vấn đề, vẫn còn có bản lãnh để mở ra chiến trường thứ ba sao. Nếu như ngươi thật sự muốn chọc giận bổn vương dám cam đoan không đầy 3 tháng, Phụng Thiên Bộ nhất định toàn tuyến sụp đổ, viên ngói không còn, thây người xếp thành núi. Phong Phi Vân hù chết người không đền mạng, hắn tiếp tục cao giọng nói. Mà sự thực Phong Phi Vân căn bản không dám điều động thần vũ quân tiến vào phủ Cổ Cương. Một khi làm như vậy, nhất định sẽ khiến tất cả bộ lạc phủ Cổ Cương phản đối. Đến lúc đó mỗi đại bộ lạc phủ Cổ Cương chỉ biết sẽ câu kết thành một khối, cùng nhau công kích thần vũ quân ngoại lai. Người Cổ Cương có tính cực kỳ bài ngoại, nếu như thật sự có thế lực ngoại lai hòa trộn vào đây, thì những người Cổ Cương hiện tại giết nhau đỏ cả mắt lập tức sẽ đoàn kết nhất trí chống đối bên ngoài. Điều này tự nhiên không phải kết quả mà Phong Phi Vân muốn thấy. Đương nhiên điểm này Thường Đại Khải lại không nghĩ tới, cho nên Phong Phi Vân mới có thể hù dọa hắn sợ đến trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Những Cổ Cương man sĩ vốn đang khống chế Hoàng Kim Thần Nỗ nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, tất cả cũng bị tác động. Một số man sĩ hai tay đều phát run. Sợ tay không cẩn thận thả lỏng để cho mũi tên Hoàng Kim Thần Nỗ bắn đi ra ngoài. Nếu như làm vị thần vương đại nhân này hoảng sợ, vậy thì liền rước lấy đại họa. Những lời Phong Phi Vân nói đều là lời nói thật, cũng nói đến chỗ khó hiện tại của Phụng Thiên Bộ. Thường Đại Khải giờ phút này cũng là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hiện tại đi cầu Phong Phi Vân, mời hắn như một đại gia đi vào Vu Thần Man Thành, thì Thường Đại Khải hắn bất luận như thế nào đều không hề mở miệng. Nhưng mà nếu như đúng với lời Phong Phi Vân, tiếp tục liều chết đối chọi như vậy, rất có thể thật sự sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Phụng Thiên Bộ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thường Đại Khải mặt đều nghẹn đỏ, tựa như quả khí cầu màu đỏ bị thổi căng phồng, trong lòng thầm mắng. Con mẹ nó, nếu sớm biết như vậy thì cũng không nghe lời Vương Bát Đản Thác Bạt Hoành kia tìm Phong Phi Vân mà kiếm chuyện. Giờ thì hay rồi, khiến cho lão tử trong ngoài đều là kẻ sai. Vạn nhất mang đến cho Phụng Thiên Bộ đại họa tài trời, đại ca còn không mắng chết ta. Không đúng, Thác Bạt Hoành chính là nổi danh thông minh, làm sao có thể không nghĩ tới hậu quả đắc tội Phong Phi Vân. Chẳng lẽ Vương Bát Đản này chính là gian tế của Thiên Vu Bộ hoặc là Ám Vực Bộ, muốn khiến cho ta đắc tội với Phong Phi Vân, sau đó mang đến tai ương ngập đầu cho Phụng Thiên Bộ. Vương Bát Đản, lão tử đã biết rõ là như thế này. Sau khi trở về, lão tử ắt phải lấy đầu của hắn xuống làm quả cầu đá bóng. Thường Đại Khải suy nghĩ trong lòng như thế, kìm lòng không đậu liếm liếm môi, lộ ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Nhưng mà, sau khi hắn cúi đầu thấy Phong Phi Vân phía dưới thì lập tức lại bắt đầu đau đầu. Mẹ nó a, hiện tại ta biết làm sao bây giờ. Phong Phi Vân tựa hồ nhìn ra tâm tình giờ phút này của Thường Đại Khải, vì vậy lại ho khan 2 tiếng, hé mở nụ cười hiền lành mà nói. Nhưng mà bổn vương cũng không muốn chăm họ lầm than, lại càng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt đối với Cổ Cương tộc các ngươi. Ngược lại ta còn muốn giúp Phụng Thiên Bộ các ngươi một tay, trợ giúp Phụng Thiên Bộ các ngươi thống nhất cả phủ Cổ Cương, trở thành chủ nhân cả phủ Cổ Cương.
Nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, Thường Đại Khải sáng mắt lên, con người quay tròn như muốn lồi ra từ khóe mắt. Hiện nay Phụng Thiên Bộ đúng là đang lúc gian nan nhất, ngay cả ăn cơm đều cũng khó khăn. Nếu như thật sự có thể được triều đình trợ giúp thì đó quả thực chính là một chuyện vui cực lớn. Nếu như nói việc này cho thần nữ nương nương, sợ là nàng sẽ khen lão Thường ta đôi câu. Trong đầu vừa nghĩ tới nếu như thần nữ nương nương có thể hé mở nụ cười, trên mặt Thường Đại Khải liền lộ ra nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ, cũng như nụ cười chất phác của chú hồ lì nhà cái. Nhưng mà, Phụng Thiên Bộ các ngươi thật sự khiến cho ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. Lại có người không cho ta vào cửa thành, lại còn có người dám nhục mạ bổn vương là một tiểu thí hài chưa cai sữa. Phong Phi Vân vẫn nói đến nước miếng bay ngang như trước, âm thanh rất lớn. Ngay cả rất nhiều người cổ cương trong Vu Thần Man Thành cũng nghe được lời của hắn. Những người cổ cương này tất cả cũng bị tác động bắt đầu trở nên bất an. Trong đó càng có nhiều người bắt đầu tức giận mắng Thường Đại Khải rất không hiểu chuyện, mang đến đại họa cho Phụng Thiên Bộ. Cũng có người tiếc hận không thôi, cảm giác nếu như Thường Đại Khải không đắc tội với thần vương, có lẽ Phụng Thiên Bộ có thể sẽ được rất nhiều tài nguyên và của cải, có thể vượt qua cửa ải khó này. Đáng tiếc hiện tại đều đã chậm. Cái chấm kia, thần vương đại nhân. Thường Đại Khải vội vàng nhảy xuống từ trên tường thành cao vài trăm thước. Thân thể của hắn vốn cao hơn 4 thước đã gần 5 thước. Đôi cánh tay cực kỳ dài, nếu như duỗi thẳng thì có thể chạm đến đầu gối, tựa như một con viên hầu khổng lồ nện ở trên mặt đất, khoét ra một cái hố thật lớn, nửa thân thể đều rơi vào trong hố. Thường Đại Khải mang theo cự phủ nặng 10 vạn cân, hắn đi bước một leo lên từ trong hố to đi ra, trên mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu, hắn nói. Cái chấm kia, vừa rồi đều là phát sinh hiểu lầm. Mạc Trùng Cơ đều phải cười ra thành tiếng. Thần vương đại nhân thật đúng là lợi hại, 3 câu 2 lời là có thể làm cho một vị bộ chủ cúi đầu, tránh được một hồi chiến đấu. Phủ chủ phủ cổ cương Trần Đạo Nhiên dưới cửa thành giờ phút này cũng là cực kỳ sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là người có thể giữ triều đình nói cho Bắc Minh Mạc Thủ đến á khẩu không trả lời được. Khó trách chủ nhân thế gia đã sớm thông báo ta. Cần phải học tập Phong Phi Vân nhiều hơn, xem ra thật là không có sai. Phát sinh hiểu lầm. Phong Phi Vân sắc mặt hoàn toàn trang nghiêm. Vẻ nghiêm túc khiến cho Thường Đại Khải lại lần nữa phải ú ớ, sắc mặt trở nên càng đỏ hơn. Nhưng mà ngay sau đó Phong Phi Vân lại đổi đề tài câu chuyện, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hắn nói. Phát sinh hiểu lầm thật là bình thường, dù sao cổ cương tộc lấy cường giả vi tôn, Phụng Thiên Bộ càng toàn bộ đều là nam nhân thực sự. Bộ chủ đại nhân chẳng qua chỉ là muốn thử dò xét tu vi của bổn vương, cho nên mới bày ra trò đùa này, mà ta không biết. Ha ha, đương nhiên là như vậy, đương nhiên là như vậy. Thường Đại Khải xoa xoa những giọt mồ hôi trên trán to như hạt ngô. Con mẹ nó, rốt cục tìm được một chỗ để xuống thang. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó ngạo nghễ vô cùng, toàn thân thẳng tắp mà nói. Nếu bộ chủ đại nhân muốn thử hai chiêu cùng bổn vương, vậy bổn vương đương nhiên phải đón tiếp. Như vậy đi, để đạt được công bằng, bổn vương liền không sử dụng linh khí, tay không tiếp 3 lưới búa của bộ chủ đại nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị kinh ngạc biến sắc. Rất nhiều người cổ cương đều liền biến sắc mặt, chẳng lẽ thần vương nhìn như hiền lành này lại là tiếu diện hổ kẻ nham hiểm. Bao gồm Mạc Trùng Cơ và Trần Đạo Nhiên đều cho rằng Phong Phi Vân là đang cố ý hù dọa Thường Đại Khải. Bức Thường Đại Khải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao tu vi của Phong Phi Vân không có khả năng tiếp được 3 lưỡi búa của Thường Đại Khải cũng không dám thật sự chém Phong Phi Vân. Nhưng mà, bọn họ lại cũng không biết, Phong Phi Vân lần này là nghiêm túc. Mạc Trùng Kỳ thần sắc khẽ động, dương giọng nói. Thần vương đại nhân, vạn lần không được, người chính là vạn kim chi thân, vạn nhất có sơ suất gì, tấn đế truy cứu xuống thì khó ai đảm đương được trách nhiệm này a. Cổ cương phủ chủ Trần Đạo lại có chút khom người, gấp đến độ sắp khóc, cũng nói. Tuyệt đối không được, bản phủ đã ở trong thành bày ra tiếp Phong Tử Yến, thỉnh thần vương đại nhân hiện giờ liền di giá đến dinh thự. Phong Phi Vân thần thái thong dong, nhẹ nhõm mà tự nhiên, nói. Bổn vương chỉ là muốn luận bàn với bộ chủ đại nhân một chút, các ngươi có thể yên tâm, nào, 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 bộ chủ đại nhân, người tới chém bản vương 3 búa, ngàn vạn đừng lưu tình. Phong Phi Vân tự nhiên có ý nghĩ của mình, muốn khiến cổ cương nhân này cam tâm tình nguyện thần phục, nhất định phải dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo bọn hắn, mà không phải dựa vào miệng lưỡi thuyết phục bọn hắn,
coi như là miệng bọn hắn phục thì trong lòng cũng sẽ không phục. Nhưng, nếu Phong Phi Vân dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh bại Thường Đại Khải, vậy thì mới chính thức đạt được sự tôn kính của những cổ cương nhân này. Nếu là lúc trước, Thường Đại Khải tự nhiên rất thích ý bổ Phong Phi Vân hai búa, nhưng sau khi Phong Phi Vân quát tháo một trầu, hắn giờ phút này nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nào còn dám thực sự động thủ với Phong Phi Vân, vạn nhất bổ bị thương thần vương đại nhân tôn quý này vậy thì phiền toái lớn rồi. Thường Đại Khải mặt sắc khác thường, líu lo thưa dạ nói. Thần vương đại nhân, ngươi đừng nói đùa, lão Thường ta một búa bổ xuống, sợ là có thể nện mở cả một tòa núi lớn. Bộ chủ đại nhân cứ toàn lực ra tay, nếu là bổn vương không tiếp được búa của ngươi, vậy chỉ là do bổn vương tu vị không tinh, ném đi mặt mũi thần tấn vương triều ta, chết chưa hết tội. Phong Phi Vân khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, mặt mày thanh tú, có phần có vài phần phong phạm hào kiệt, nói. Bộ chủ đại nhân nếu còn không ra tay, vậy cũng khiến bổn vương xem nhẹ binh sĩ cổ cương các ngươi rồi. Lời cũng đã nói đến mức này, tất cả mọi người biết rõ Phong Phi Vân dĩ nhiên là nói thật, muốn tay không tiếp ba búa của Thường Đại Khải. Cái này, điều này thật sự là quá điên cuồng, thực lực Thường Đại Khải chính là tồn tại có thể so với Cự Phách Sơ Kỳ, nhân vật cấp bậc đại lão chính thức. Cự Phách Sơ Kỳ và nửa bước Cự Phách Đỉnh Phong, tuy rằng nhìn như chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng giữa cả hai có cách biệt một trời, một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể đánh đồng được. Mạc Trùng Kỳ và Trần Đạo đều muốn ngăn cản Phong Phi Vân phạm hiểm, nhưng Phong Phi Vân lại phất tay ý bảo, khiến bọn hắn lui xuống. Thường Đại Khải nghe nói lời này, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong đôi mắt bộc phát ra quang mang, nói. Thần Vương Đại Nhân, vậy thì đắc tội rồi. Thường Đại Khải cầm trong tay cự phủ khổng lồ chậm rãi nhấc lên, xương cốt trong cánh tay phát ra tiếng rung động, trên đầu búa hàn mang đan vào, hắn đứng cách hơn trăm trượng, một cước đạp vỡ mặt đất. Thân thể bắn lên cao hơn 30 mét, một búa giống như một khối thần thiết rơi xuống. Bành! Phong Phi Vân chỉ vươn một tay ra, phân ra hai ngón tay, liên tiếp được một búa cực kỳ uy lực kia, thân thể không chút sứt mẻ, chỉ là tóc trên lưng có chút dương nhẹ một cái, lộ ra thong dong mà lạnh nhạt. Thường Đại Khải cảm giác giống như bổ vào trên một tòa thần sơn, lực lượng bị ngăn trở, khó có thể bổ tới trước một phần, hai cánh tay cũng bị cổ lực lượng phản chấn kia chấn khiến ẩn ẩn đau nhức. Một màn này ngừng lại giữa không trung, khiến rất nhiều người đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại phát hiện Phong Phi Vân vậy mà dễ dàng tiếp được cự phủ lực lượng hung mãnh kia thì nhiều người cả kinh đến thiếu chút nữa thần hồn xuất khiếu. Bộ chủ đại nhân, đây là lực lượng của ngươi sao? Cũng quá khiến ta thất vọng rồi. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, một mảnh hỏa diễm tràn trên cánh tay, một cổ lực lượng khổng lồ vung Thường Đại Khải và cự phủ trong tay hắn ra ngoài. Bành! Thường Đại Khải bay thẳng ra hơn trăm trượng mới rơi xuống trên mặt đất, thân thể trượt trên mặt đất hơn 10 trượng, đến khi dừng lại vẫn không thể tin nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không nghĩ tới trong thân thể nho nhỏ kia của Phong Phi Vân vậy mà lại thai nghén lấy lực lượng đáng sợ như thế. Vừa rồi tuy rằng hắn chỉ dùng một tầng lực lượng, nhưng cũng đã thập phần đáng sợ, đủ để phá sơn liệt địa rồi. Nghe được lời nói khích tướng của Phong Phi Vân, Thường Đại Khải lập tức không phục. Nếu không cho thần vương đại nhân này biết một chút lợi hại, hắn sợ rằng sẽ xem thường cổ cương binh sĩ ta rồi. Thường Đại Khải hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào hai lòng bàn tay, trà sát chuôi búa băng hàn thấu xương, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, khiến thiên mạc cũng theo đó nổ vang, giống như thiên lôi minh vậy. Đại phủ đầu chuyển luân. Thường Đại Khải hai tay cầm búa chuôi, trên mặt đất vòng vo 18 vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả thực giống như một máy xay gió cực đại, bộc phát ra khí lãng như vòi rồng, đây là đang tụ lực, mỗi khi xoay một vòng, lực lượng trên đầu búa sẽ cường đại thêm một phần. Thường Đại Giã chính là cổ cương đệ nhất cường giả, hắn lúc mới sinh ra trên không vu thần man thành một mảnh mây tía màu vàng bay đến, bên trong duỗi ra một bàn tay linh thú, bắt hắn đi, hắn từ nhỏ uống sữa linh thú lớn lên, cơ bắp cốt cách cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, thân cao hơn 6 mét. So với người bình thường cũng phải gấp 3, 4 lần, người bình thường đứng ở trước mặt hắn chỉ có thể cao hơn bắp chân hắn một chút, eo cũng không to bằng cánh tay hắn. Lúc hắn 5 tuổi mới bị linh thú đưa về, lúc ấy cũng đã cao gần 2 mét cao. Thường Đại Giã không chỉ cùng linh thú tu luyện luyện thể thuật, lại còn được chân truyền của một vị cao nhân đạo môn, mở đan điền, tu luyện tử phủ linh khí. 200 năm trước, Thường Đại Giã từng xông đến thần đô,
cùng đấu chiến thiên hầu chiến lực đệ nhất trong 18 thiên hầu lúc ấy giao phong một hồi, cùng đấu chiến thiên hầu liều mạng chín kích mà bất bại. Phải biết rằng 200 năm trước, đấu chiến thiên hầu cũng đã là thiên mệnh đệ cửu trọng, hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc sử thi, được xưng là sử thi cự phách, vô thượng cự phách, đệ nhất nhân trong cự phách. Thường đại giã có thể liều với đấu chiến thiên hầu chín kích còn toàn thân trở ra, đây là chuyện giỏi giang cỡ nào chứ? Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra hỏa mang, ở trên người thường đại giã hắn thấy được một cổ đạo kính tinh thuần nhất của đạo gia, bao phủ toàn thân, tử khí hạo đáng, ẩn chứa thần lãng, rất hiển nhiên công pháp đạo môn hắn tu luyện tuyệt đối cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể truyền thụ cho hắn. Đại ca, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi, biết rõ mình sai rồi, chờ ta trở về, liền tiêu diệt tên vương bát đản Thác Bạt Hoành kia. Thường đại khải bị đánh đến rất thảm, cả đầu cũng lún trong bùn đất, bờ mông nhô lên cao, nở ra hoa. Thường đại giã sờ lên nắm đấm, bộ lông màu vàng trên người tia chớp sáng ngời, bước ra một bước cũng có thể khiến cả mạnh đại địa này rung động, quát lớn. Ngươi cái tên chó cái sinh này, còn không mau quỳ xuống nhận sai với thần vương đại nhân. Ta là chó cái sinh, vậy ngươi chẳng phải cũng là chó cái sinh sao? Thường đại khải ở trong miệng nhỏ giọng nói thầm, đầu chui ra khỏi bùn đất, đầu tóc lộn xộn, sau đó liền si ngốc chạy đến trước mặt Phong Phi Vân, vậy mà thật sự quỳ xuống nói. Thần vương đại nhân, lão thường ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ cho ta. Thường đại khải cũng là một người có ngạo khí người, nếu vừa rồi Phong Phi Vân không tiếp được ba búa kia của hắn, cho dù thường đại giã có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cùi đầu nhận thua với Phong Phi Vân, lại càng không nói đến việc quỳ nhận sai. Nhưng Phong Phi Vân thể hiện ra chiến lực của mình, khiến thường đại khải tâm phục khẩu phục, cho nên thường đại giã bảo hắn quỳ xuống nhận sai, hắn liền cực kỳ nghiêm túc quỳ xuống, không có không tình nguyện một chút nào cả. Theo hắn thấy thì quỳ một cường giả cũng không phải chuyện mất mặt gì cả. Phong Phi Vân chính vạt áo y quan, vội vàng nghênh đón lấy, hai tay đỡ thường đại khải đứng dậy, giúp hắn phủi phủi bụi đất trên đầu vai, cười dài nói. Đại khải huynh đệ, người thật sự là giết ta rồi. Ngươi nào có sai gì, chúng ta chính là không đánh nhau thì không quen biết, đi, đêm nay đến phủ nha cổ cương phủ, chúng ta nhất định phải uống mấy hũ lớn, không say không anh hùng. Ngoại trừ ở trên thân thể nữ nhân ra, ở nơi khác, Phong Phi Vân từ trước đến nay cũng không phải người được một tấc lại lấn một thước. Nghe nói như thế, thường đại khải kích động đến rơi nước mắt, mẹ nó, đây mới là thực huynh đệ a hát. Thần vương đại nhân. Thường đại giã ta còn có tư cách cùng ngươi say một trận chăng? Thường đại giã hai tay ôm quyền, thanh âm chấn nhiếp, như thần lôi nhấp nhô. Đó là tự nhiên. Phong Phi Vân cười lớn một tiếng. Thường đại giã chính là một người có trí tuệ, hắn vừa rồi đánh thường đại khải, cũng chỉ là đánh cho Phong Phi Vân xem thôi. Từ chút chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được hắn ở việc xử lý mọi chuyện thông minh hơn đệ đệ mình nhiều lắm. Trần Đạo đã sớm đợi không kịp nữa, mời tất cả mọi người vào thành. Một đường bước tới phủ nha cổ cương phủ. Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết ngồi chung một kỵ, tiến nhập phu thần man thành. Sau khi vào thành, một cổ man hoang cổ lâm khí tức liền đập vào mặt mà đến. Mỗi một chỗ trong thành, kể cả cổ phố, thạch ngói, tế đàn, thú lô, v đều mang theo một loại cảm giác tuế nguyệt lắng đọng, lịch sử tang thương trầm trọng. Hôm nay phu thần man thành cũng không phồn vinh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc thạch xa dính đầy vết máu trở về. Trên thạch xa chất đầy tử thi, đều là cổ cương man sĩ, dùng chiếu và chiến kỳ bọc lấy, thạch xa một đường đi qua, máu tươi liền rơi đầy một phố. Liếc nhìn lại không thấy điểm cuối, thạch xa sợ rằng có trên 100 chiếc, có hơn 1000 cổ tử thi bị đưa về. Các nhà đi ra nhận lãnh di tang. Một vị cổ cương hán tử mặc áo giáp xương cốt hét lớn một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, khuôn mặt vô cùng cứng ngắc thiết huyết vô tình, sau đó nhắm mắt lại thật sâu. Rất nhiều cổ cương phu nhân và hài đồng liền vào tới chỗ thạch xa, tìm kiếm xem thử có thi thể nam nhân của mình không, nếu không tìm được, trong lòng mới hơi chút an tâm, mà phu nhân và hài đồng tìm được tử thi thì ôm lấy thi thể máu chảy đầm đìa thút thít nỉ non, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến trách trời thương dân. Một màn này xảy ra ở chỗ cách cửa thành không xa, Phong Phi Vân và tướng sĩ thần Vũ Quân đều dừng lại, lặng lặng nhìn một màn này, thường gia huynh đệ cũng dừng lại, trầm mặc im ắng. Đôi mắt như chuồng đồng của bọn hắn đã trừng lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng lại không nói một câu, rất hiển nhiên chuyện như vậy bọn hắn đã sớm nhìn quen rồi.
Tiếp theo một đội cổ cương man sĩ vận lấy hơn 10 xe lương thực và trữ thịt đi vào thành, một cổ cương man sĩ lĩnh đội trong đó nói. Bộ chủ có lệnh, phàm là nhà ai chết trận một người, có thể lĩnh 50 cân lật cốc, 30 cân trữ thịt, một lượng muối thô, nhà ai chết hai người, lĩnh 150 cân lật cốc, 80 cân trữ thịt, ba lượng muối thô, nhà ai chết ba người. Một hài đồng cổ cương tộc mắt rưng rưng, quỳ gối trước mặt cổ cương man sĩ kia, nói. Chẳng lẽ mạng cha ta chỉ trị giá 50 cân lật cốc và 30 cân trữ thịt, một lượng muối thô thôi sao, chẳng đó ngay cả nửa tháng khẩu phần ăn của mẹ ta cũng chưa tới. Sau nửa tháng, hổ tử, hôm nay toàn bộ Phụng Thiên Bộ đều thiếu ăn, mỗi người đều đang đói bụng, mẹ con chúng ta ăn ít một chút cũng không việc gì, nhưng nhất định phải để dũng sĩ chinh chiến trong tộc ăn no rồi bụng, cái này. 50 cân lật cốc và 30 cân trữ thịt này, chúng ta không cần. Một cổ cương phu nhân ôm đứa bé kia đứng lên. Đứa bé kia lực lượng lớn đến thần kỳ, kêu lên. Không được, trong nhà căn bản đã không còn gì ăn rồi, chẳng lẽ chúng ta phải chết đói sao? Phụ nhân kia bị hài đồng hỏi như vậy, lập tức như đã mất đi khí lực vậy, một đôi tay ôm lấy hài đồng chậm rãi buông ra, lần nữa ôm tử thi trên thạch xa khóc giống lên. Cổ cương phủ đã chinh chiến 2 năm, Phụng Thiên Bộ càng gặp phải Thiên Vu Bộ và Ám Vực Bộ công phạt. Tất cả nam nhân cường tráng trong tộc cơ hồ đều đã tham chiến, căn bản không có dư thừa nhân lực đi vào núi săn bắt, thịt muối ướp trong 2 năm nay cũng đã sớm tiêu hao không còn rồi. Lật cốc vốn là thứ cổ cương nhân dùng để nuôi nấng gia súc, nhưng bây giờ đã trở thành món chính của bọn hắn, hơn nữa loại đồ ăn cho gia súc này cũng đã không còn nhiều nữa rồi. Chiến tranh, có đôi khi liều đúng là tiêu hao tài nguyên, ai hao tổn chết đối phương trước thì người đó sẽ thắng. Mà trận chiến đấu này của cổ cương nhân chính là một hồi tiêu hao chiến. Sau khi thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều mất đi hào hứng dự tiệc, cảm thấy ăn thứ gì cũng đã mất đi hương vị. Thần đô, đế cung. Trong tấn hoàng vô cực điện, vàng son lộng lẫy, linh yên lượn lờ, dựng thẳng 36 cây cột bàn long màu vàng cực lớn, có 360 cái bạch ngọc quan tỏa cự đại, lộ ra nguy nga mà đại khí, phú quý và khí phái. Long La Phù ngồi trên long ỷ cao nhất, dáng người hết sức nhỏ, da thịt thắng tuyết, hôm nay nàng không mặc long bào, chỉ mặc một bộ đồ tơ luyện, bên ngoài phủ lên một tầng nữ bào đỏ thẫm, không hề có uy thế và cường thế như trước, có một loại hàm xúc phản phát quy chân, giống như một thiên kim nhà giàu vậy. Đát đát, một nữ quan xinh đẹp vô song, ngọc thể thướt tha từ lòng đất chui lên, trong tay cầm một sổ nhỏ, quỳ trên mặt đất, nói. Tân đế. Đây là sổ con thần vũ quân mới nhất mà Diêu đại nhân mới đưa về. Long La Phù đôi mắt dễ thương óng ánh, giống như hai đạo ánh trăng, dừng ở trời cao bên ngoài cung điện, thất thần thật lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, nghe nữ quan kia nói như thế, mới bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, trên người lập tức tản mát ra một cổ đế hoàng xu thế cường hoành vô biên, tựu như núi cao vạn trượng ra chỉ trên người, cả người đều giống như biến thành nhật nguyệt tinh thần, vô cùng mênh mông, không thể đo lường được. Long La Phù nhận lấy sổ con, cũng không mở ra, nói. Diêu Cát, vì sao không tự mình đến gặp trẫm? Nữ quan kia bị khí thế trên người Long La Phù đè khiến không ngóc đầu lên được, nói. Diêu đại nhân, hôm qua đã đến địa tử phủ, muốn đích thân thu phục Tĩnh Thiên Hầu và Bá Uy Thiên Hầu, đoạt lấy binh quyền trong tay bọn họ, đưa về thần đô. Hừ, Tĩnh Thiên Hầu và Bá Uy Thiên Hầu đều là thiên hầu một hệ Bắc Minh Phiệt, lúc Thái Tế Phủ bị diệt. Hai vị thiên hầu này đều thống binh bên ngoài, đã khiến bọn hắn tránh được một kiếp, Diêu Cát, rất được tâm chấm, biết rõ chấm muốn đối phó bọn hắn liền đi trước một bước, có nàng tự mình ra tay, Tĩnh Thiên Hầu và Bá Uy Thiên Hầu hiện giờ sợ là đã bị nhốt vào xe chở tù, đang bị giam giữ trên đường giải về thần đô rồi. Long La Phù đối với năng lực làm việc của Diêu Cát cực kỳ yên tâm, nếu không phải còn băn khoăn rất lớn về thân phận nàng thì Long La Phù đã phá lệ phong nàng làm vị nữ thái tế đầu tiên trong lịch sử thần tấn vương triều rồi. Long La Phù mở ra sổ con trong tay, chỉ nhìn thấy hàng chữ thứ nhất thì đôi mắt dễ thương đã có chút rùng mình, chớp động lên quang mang trí tuệ màu tím lập địa hầu, hưng binh đạo, tập quyền trong cung. Không thể không nói, hàng chữ này khiến Long La Phù thập phần động tâm, binh quyền thần vũ quân nắm giữ trong tay 18 thiên hầu. Điểm này một mực khiến cho nàng rất lo lắng, nếu binh quyền có thể tập trung vào trong tay nàng, vậy cũng sẽ không lại xuất hiện chuyện Bắc Minh mặc thủ thu phục 6 vị thiên hầu, tay nắm trọng binh, thần uy chấn vua và dân rồi. Diêu Cát cho hiến kế cho nàng,
chính là muốn nàng dưới 18 thiên hầu sắc phong 72 vị địa hầu, dùng danh nghĩa địa hầu, phân đoạt binh quyền nắm giữ trong tay thiên hầu, sau đó lại lần lượt thu nạp binh quyền trong tay thiên hầu về, nắm giữ trong tay nàng. Một bản sổ con nho nhỏ, khiến trong lòng Long La Phù chấn động thật lớn, nhưng trên mặt lại không chút biểu lộ, bình tĩnh như nước. Lập địa hầu, hưng binh đạo, tập quyền trong cung. Thần Vũ quân chính là chiến lực cường đại nhất thần Tấn Vương Triều, cái này tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng chiến lực cường đại nhất này lại không nằm trong tay Long La Phù, mà nằm trong tay 18 thiên hầu. Hôm nay loạn thế đến, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, quân đội nắm giữ trong tay mỗi một vị thiên hầu đều tăng gấp 5 lần, lực ảnh hưởng càng thêm khổng lồ, có thể nói thế lực mỗi một tòa thiên hầu phủ hiện giờ cũng không thua một cổ chi tiên giáo. 18 thiên hầu phủ, chính là 18 công thần phủ đệ từ khi thần Tấn Vương Triều khai quốc đã có, thừa kế hầu tước, người mạnh nhất mỗi thời đại trong thiên hầu phủ chính là một đời thiên hầu, thống lĩnh mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 1 tỷ thần vũ quân. Khi Bắc Minh Mặc Thủ làm thái tế đã lôi kéo 6 vị thiên hầu, lực lượng nắm giữ trong tay khó có thể đánh giá, đủ để uy hiếp được an nguy của hoàng tộc. Long La Phù đã sớm muốn đoạt lấy binh quyền trong tay 18 thiên hầu, chỉ là một mực vẫn không tìm được cách và cớ, lúc này Diêu Cát hiến kế cho nàng, tự nhiên khiến nàng vô cùng động tâm. Trên mặt bàn đặt một tấm đế quyển màu vàng kim óng ánh, nàng liên tục suy tư, cuối cùng đôi mắt dễ thương chớp động, hạ quyết định, ngón tay ngọc nhỏ nhắn tựa như một cây thần bút viết trên đế quyển, một đạo đế chỉ đúng thời cơ mà sinh. Đây chính là một khắc mang tính lịch sử của thần Tấn Vương Triều. Phu thần Man Thành. Một màn trên thạch đạo Man Thành khiến nhân tâm rung động, thạch xa vận chuyển lấy vô số tử thi, trở lại trong thành, đều là quân tốt man sĩ chết trận, thi thể của bọn hắn đều mang theo vết thương huyết tinh khủng bố, vẫn còn chảy ra máu tươi, có một loại bi tráng và thảm thiết. Mà ngay cả yêu nữ Bạch Như Tuyết cũng phải động dung, hai con ngươi ngưng trọng, ôn nhu nói. Đến cùng tại sao phải chiến tranh? Có rất nhiều vì lợi ích, có rất nhiều vì sinh tồn, có rất nhiều vì tôn nghiêm. Phong Phi Vân không có cảm xúc quá lớn, trên đời này bao giờ cũng có người đang chết đi, chỉ cần mình cảm giác cái chết của mình có giá trị, vậy thì đó chính là một loại vinh quang. Vi sĩ giả, đường chiến tử xa tràng, mã cách khỏa thi hoàn. Không có cái chết nào quang vinh hơn cái này. Trên mặt Thường gia huynh đệ đều trở nên vô cùng nghiêm túc, một câu cũng không nói, vì tôn nghiêm và sinh tồn của Phụng Thiên Bộ, bọn hắn không tiếc đánh một trận, nhưng cuối cùng nhất đổi lại là cục diện hiện giờ. 2 năm chinh chiến, chiến sự không ngừng, địch nhân còn chưa đánh lui thì tộc nhân của mình đã chết đói rồi. Rất nhiều hài đồng đều gầy trơ cả xương, 2 ngày cũng khó ăn được một bữa cơm, có hài đồng lá gan khá lớn vụng trộm trốn ra Vu Thần Man Thành, muốn đi vào núi sâu săn thức ăn, nhưng đều là đi không quay lại, đã bị chết dưới miệng dị thú. Thần nữ nương nương đến, thần nữ nương nương đến. Quả nhiên là thần nữ nương nương. Rất nhiều người đều kích động đến run rẩy. Trực tiếp quỳ trên mặt đất cúng bái. Khẩn cầu thần nữ nương nương chấm dứt trận chiến tranh này, cho toàn bộ cổ cương tộc một cái an bình a. Cầu thần nữ nương nương trừng phạt những ác nhân kia, phục sinh nam nhân của ta. Thần nữ nương nương, ta đói. Trong đám người như thủy triều, 12 tên kỵ sĩ cưỡi bạch cốt thú màu đen từ từ đi đến, trên người 12 tên kỵ sĩ này đều mang theo một cổ tử khí khổng lồ, khói đen bao thân, trên làn da khắc lấy vu vân. Hai mắt vô cùng thâm thúy, bao phủ vầng sáng màu đen. Bọn hắn mặc áo giáp phu cốt màu đen, TTA cầm bạch ngân trường mâu, trên người có một cổ lực lượng kỳ dị đang lưu chuyển, cũng không phải linh khí, nhưng lại vô cùng cường đại, ẩn chứa khí tức cổ xưa cường hoành. Thường đại giã và thường đại khải thần sắc đều trang trọng, vội vàng nhảy xuống kỳ ngưu, vô cùng cung kính nghênh đón, mấy vu sư mặc trường bào màu đen cũng ở phía sau bọn hắn, đồng thời đi tới hướng thiên vu thần nữ. Tất cả cổ cương nhân đều vô cùng thành kính, quỳ rạp xuống hai bên thạch phố. Trần Đạo lại thấp giọng nói bên tai Phong Phi Vân. Bọn hắn chính là 12 vị vu thần kỵ sĩ của Vu Thần Điện, tu vị thập phần cường đại, tinh thông vu thuật cấm kỵ, hơn nữa thân thể từng dùng qua vu dược, rất khó chết già, tồn thế đã khá lâu, nói đúng ra thì 12 vị vu thần kỵ sĩ này kỳ thật chính là đan xen giữa người chết và người sống. Ngươi nói bọn hắn là người chết, bọn hắn chính là người chết. Ngươi nói bọn hắn là người sống, bọn hắn cũng là người sống, trách nhiệm của Vu Thần kỵ sĩ chính là bảo vệ chủ nhân Vu Thần Điện mỗi một thời đại, chủ nhân Vu Thần Điện thế hệ này chính là Thiên Vu Thần Nữ. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu,
hắn đã từ trên người 12 vị vu thần kỵ sĩ này cảm nhận được một loại chấn động kỳ dị, huyết dịch trong thân thể của bọn hắn đã cực kỳ mỏng manh, trong huyết mạch lưu động chính là một loại nước thuốc cường đại, có lẽ chính là vu dược ở trong miệng Trần Đạo rồi. Cổ cương tộc, ngoại trừ man sĩ cường đại gia, vẫn tồn tại một loại người tu hành gọi là vu sư, muốn trở thành vu sư nhất định phải tu luyện vu thuật từ nhỏ, bởi vì vu thuật đối với nhân thể có tác dụng cắn trả, khiến thân thể vu sư trở nên thập phần nhỏ yếu, so với cổ cương nhân khác thấp bé hơn, nhưng lại không khác với thân thể nhân loại bình thường lắm. Mạc Trùng Kỳ thần sắc khác thường, nói. Áo giáp vu cốt trên người 12 vị vu thần kỵ sĩ này ẩn chứa lực lượng tương đối cường đại, có thể so với một kiện linh khí bảo giáp, trường mâu màu bạc trong tay bọn họ cũng mang theo trận pháp và linh tính chấn động, tương đương với một kiện linh khí chiến bảo. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo hào quang thần kỳ, nói. Đoán chừng chiến lực của 12 vị vu thần kỵ sĩ mỗi một vị cũng có thể sánh vai với tu sĩ cự phách sơ kỳ, vu thần điện thật đúng là đủ cường đại, nếu tham dự vào trong chiến tranh cổ cương tộc thì có thể nghịch chuyển càn khôn chiến sự ngay. Chỉ tiếc 12 vu thần kỵ sĩ đều chỉ nghe theo chỉ lệnh của thiên vu thần nữ, mà thiên vu thần nữ yêu thích hòa binh, sẽ không để cho vu thần kỵ sĩ gia nhập vào trong chiến tranh. Trần Đạo lại nói. Phong Phi Vân nói. Đồ đần, chẳng lẽ nàng không biết muốn hòa bình, nhất định phải có người chấm dứt chiến tranh, vũ lực cường đại mới chính là phương pháp trực tiếp nhất để chấm dứt chiến tranh sao? Trần Đạo vội vàng đánh ra một đạo thanh sắc thần cháo, ngăn cách lấy phiến thiên địa này, sợ lời Phong Phi Vân nói bị đám cổ cương nhân thờ phụng thiên vu thần nữ nghe được, bằng không thì nhất định sẽ gây ra bạo động, không ai có thể áp chế được. Lại dám ở cổ cương phủ mắng thiên vu thần nữ là đồ đần, đó quả thật là muốn đối địch với toàn bộ cổ cương nhân. Trên trán Trần Đạo lăn xuống mồ hôi to như hạt đậu, thật sự bị dọa đến không nhẹ, may mắn những cổ cương nhân này đều không nghe thấy, bằng không thì đại sự không ổn rồi. Trần Đạo tự nhiên không dám phản bác lời Phong Phi Vân, líu lo thưa dạ nói. Kỳ thật thế cục cổ cương phủ hiện giờ cực kỳ phức tạp, biểu hiện ra là ba bộ tộc cổ cương phủ tranh đấu, nhưng trên thực tế có rất nhiều thân ảnh tà đạo bá chủ đan xen trong đó, thiên vu thần nữ muốn điều hòa mâu thuẫn và xung đột giữa tam đại bộ tộc. Nhưng lại nhiều lần bị ngăn cản nhiễu, nhiều lần lọt vào cường giả thần bí phục giết, tựa như sau lưng có một bàn tay vô hình đang chỉ đạo tất cả, không muốn thấy thiên vu thần nữ thống nhất cổ cương phủ. Phía trên vu thần man thành bao phủ một cổ khí tức lo lắng, một mảnh mây đen che đi mặt trời, tựa như một bàn tay cự nhân bao trùm lấy trọn cả bầu trời vậy. Phong Phi Vân trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác, trong đôi mắt lao ra một đoàn hỏa diễm, kêu lên. Bọn đạo trích phương nào? Cút đi cho ta. Thanh âm nổ tung, lập tức chấn vỡ cách âm thần cháo mà Trần Đạo bố trí xuống, không khí biến thành khí lãng, tầng tầng lan tràn ra ngoài. Trong không khí, sinh ra một đạo rung động, khuếch tán về bốn phía, tựa như một đạo hư không chi môn, bên trong truyền ra một thanh âm già nua mà thâm trầm, cười nói. Không nghĩ đến rõ ràng có người tính cảnh giác cường đại như thế, lại nhìn thấu được thần hành vô thuật của lão phu, đáng tiếc, hôm nay không ai cản được ta đâu. Oanh! Đạo rung động trong không khí kia bị triệt để đánh vỡ, một lão giả phủ lên da thú từ trong nhảy ra, thân thể như hầu, tóc tai bù xù, trong tay nắm một cây mộc trượng màu đỏ như máu, một trượng đâm ra, trực chỉ thiên vu thần nữ trong bạch ngân vu kiệu. Sát khí lao ra, tựa như lợi kiếm. Lão giả này lực lượng cực kỳ cường hãn, tựa như một đạo huyết hồng, không thể ngăn cản, đánh bay hơn 10 cổ cương man sĩ ra ngoài. Lớn mật! Lại dám bất kính đối với thần nữ nương nương. Thường đại khải nổi trận lôi đình, thân thể đùng đùng vang vô nghi, xương cốt giống như sao đậu tử, trên làn da điện quang bay múa, một quyền đánh lên mộc trượng đỏ như máu kia. Chiến lực thường đại khải có thể so với cự phách sơ kỳ, nhưng lại chỉ hơi đánh lệch mộc trượng màu đỏ kia, trên cánh tay chuyển đến một cổ lực lượng khổng lồ, khiến làn da nứt vỡ, rơi vãi xuống hơn 10 giọt máu tươi. Ngân ngân. Chỉ chút tu vị ấy của ngươi cũng dám đánh với lão phu, hôm nay lão phu muốn đoạt lại vị trí chủ nhân vu thần điện, tiểu nha đầu, mau ngoan ngoãn giao ra thiên vu thần thụ thì sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Trong miệng lão giả phủ lên lông thú kia phát ra thanh âm âm trầm, con mắt lộ ra từ trong da thú, mang theo vầng sáng huyết tinh. Hắn một cước giẫm lên bờ vai thường đại khải, chấn vỡ hai cây xương vai của hắn, thân thể khô gầy lần nữa xông về trước một đoạn. Lão tử liều mạng với ngươi. Thường đại khải điên cuồng hét lên một tiếng, chịu đau đớn từ bờ vai, tay kia xốc lên cả một cổ phố đập tới đầu lão giả kia,
nhưng lão giả kia lại không hề lui lại, dùng huyết sắc mộc trượng trong tay chặt được thạch phố dài trăm thước, rơi xuống trên không bạch ngân vu kiệu, một trường đánh xuống dưới. 12 vị vu thần kỵ sĩ đồng thời ra tay, trên người bộc phát ra một cổ thần uy kinh thiên động địa, tựa như 12 đạo cột sáng vọt lên, 12 cán bạch ngân thần mâu đâm ra, bức lui lão giả kia. Gia thú trên người lão giả kia lưu động lấy mảng lớn vu vân, tựa như đường vân sông núi Hà Đồ, chặn lấy lực lượng 12 cán bạch ngân thần mâu, thân thể bạo lui, rơi xuống trên một tòa thạch lâu cách đó không xa, nửa ngồi lấy thân thể. Oanh! Trong không khí đạo rung động thứ hai kích động, có một thần bí nhân toàn thân đều phủ lên áo choàng màu đen bay ra, chung quanh thân thể lộ ra hắc mang, giống như một tòa lỗ đen di động rất nhanh, đang thôn phệ lấy ánh sáng và nhiệt độ ở chung quanh. Người này tu vị cũng thập phần cường hãn, không hề yếu hơn lão đầu tử phủ gia thú kia, một cước đạp trên mặt đất, chấn vỡ đại địa, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống. Mà ngay cả bạch ngân vu kiệu mà thiên vu thần nữ ngồi cũng bắt đầu lún xuống lòng đất, thập phần nguy cấp, phảng phất như tiến vào thâm uyên không đáy vậy. Phong Phi Vân con mắt minh duệ, nhìn ra công pháp mà thần bí nhân mặc áo choàng màu đen này sử dụng, đã đoán được lai lịch của hắn Xâm La Điện tà đạo bá chủ. Đây là vị tuyệt đỉnh cường giả thứ hai ra tay, thân mặc hắc bào, bao lấy toàn thân, vị trí ống tay áo thêu lên một đạo viền vàng, trên người tản ra trận trận hàn khí, từ trong hư không đi ra, khí tức cường đại tựa như một đầu linh thú hung cầm. Trên người hắn vần quanh linh ấn, một cước đạp trên mặt đất, chấn động trời xanh, đại địa chung quanh nhao nhao nứt ra, nhà cửa sụp đổ, có vài đường cái cũng lún xuống mặt đất. Đây là một vị Xâm La Điện tà đạo bá chủ. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân có thể nhìn thấu áo đen trên người hắn, nhận ra được khí tức của hắn. Bạch Ngân Vu Kiệu chìm xuống dưới, thần nữ nương nương chìm vào lòng đất rồi. Một vị cổ cương phu nhân hét lớn. Một vị trưởng lão vu thần điện trưởng lão triển khai vu thuật, một bàn tay khô quắt duỗi ra trước, biến thành một cái đại thủ trưởng, muốn nâng Bạch Ngân Vu Kiệu đã trầm xuống lên. Lão giả lưng còng phủ lên gia thú kia, trong miệng phát ra tiếng cười cạc cạc. Trong tay nhổ ra một ngụm chọc khí, bao vây lấy khí tức tà ác, dơ bẩn, huyết tinh, ngưng tụ thành một thanh tà đao, chém vỡ lấy đại thủ muốn cứu trợ vu thần nương nương kia. Phốc, tà đao chém vị trưởng lão vu thần điện kia thành hai đoạn, máu tươi rơi xuống nước, rải đầy phố dài. Lão giả mặc gia thú kia thật sự quá cường đại, một kích tùy ý đã chém giết một vị vu sư cường đại, khiến những cổ cương nhân kia đều bị kinh sợ. Lớn mật. Lại dám gây bất lợi với thần nữ nương nương, cho rằng vu thần điện ta không người sao. Năm vị lão giả mặc trường bào vu sư đồng thời nhảy ra, đều tóc hoa râm, làn da khô héo, đã sống rất lâu, năm người đồng thời đánh ra một cái vu đỉnh, bên trong huyết tuyền chảy nhỏ giọt, thú tinh hồn gào thét trong đỉnh, thanh âm thập phần thê lương, dương nanh múa vuốt, muốn thôn phệ máu người. Năm cái vu đỉnh này đều rất có lai lịch, chính là vu khí trong vu thần điện. Do một vị đại vu tiên hiền tự tay đúc thành, có thể dùng để rèn luyện thân thể vu thần kỵ sĩ. Lão đầu tử mặc gia thú kia ngồi xổm trên đỉnh thạch lâu, trong tròng mắt như hạt đậu mang theo thần sắc tham lam mà hưng phấn, trực tiếp gỡ xuống gia thú trên lưng, trên gia thú có vô số vu vân lưu động, hình thái giống như núi non sông ngòi, lại như đại địa mạch lạc. Đây là một tấm da của linh thú đã tu luyện 2000 năm, tuy rằng không phải rất nguyên vẹn, nhưng trên đó vẫn mang theo khí tức vô cùng cường đại. Tăng thêm lại bị vu thuật cường đại tế luyện qua, uy năng của tấm da này thật sự không cách nào đo lường được. Linh thú tu luyện 2000 năm, chiến lực có thể so với chân nhân. Gia thú đánh ra ngoài, hào quang trở nên vô cùng cực nóng, tựa như một đám vân thiên, bao lấy năm cái vu đỉnh kia, gia thú khép lại, sau đó phồng lên rơi vào trong tay lão đầu tử kia. Bởi vì cởi gia thú ra nên cũng lộ ra hình dáng của lão nhân này, lão đầu tử này thân cao chưa đầy 1m5. Thập phần cơ bắp, làn da toàn thân đều là màu đen giống như than vậy, chỉ có đôi mắt kia của hắn là hơi có phần ám hỏa sắc. Trên cằm hắn mọc ra một chòm râu đen dài một thước, tựa như một mảnh xà dài hẹp thật nhỏ, mang đến cho người cảm giác khát máu âm trầm. Cổ lực đạt, người lại dám quay về vu thần man thành, hơn nữa còn gây bất lợi cho thần nữ nương nương. Một vu sư tay cầm quyền trượng lạnh giọng nói. Lão nhân này gọi là cổ lực đạt. Chính là sư thúc của Cảnh Phong Chí Sư, chủ nhân vu thần điện đời trước, bối phận cực cao, đã sống hơn 800 năm. Vu sư tuổi thọ vốn rất thấp, rất ít có thể sống qua 500 năm, cổ lực đạt cũng nhờ dùng người sống rèn luyện tánh mạng nguyên khí, để cung cấp sinh mệnh lực cho mình,
làm trái với pháp quy của Vu Thần Điện mới bị khu trục ra khỏi Vu Thần Điện. Hắn lần này trở về, là muốn đoạt lấy Thiên Vu Thần Thụ trong thể nội Thiên Vu Thần Nữ, cũng khống chế toàn bộ Vu Thần Điện. Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu thôi, nếu nàng thật sự chính là Thiên Vu Thần Nữ thì cũng sẽ không yếu như vậy, yếu đến mức ngay cả một man sĩ bình thường cũng có thể giết nàng. Ngân ngân, Vu Thần Điện rơi vào trong tay thần nữ vô năng như nàng, sớm muộn cũng sẽ sa sút, còn không bằng để cho ta giao hợp với nàng, dùng dương nguyên của ta kết hợp với nàng, cướp lấy Thiên Vu Thần Thụ trong cơ thể nàng, để cho ta lên làm chủ nhân Vu Thần Điện. Cổ Lực Đạt hai mắt lập lòe, trong con mắt mang theo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Bạch Ngân Thần Kiệu trở Thiên Vu Thần Nữ đã triệt để rơi xuống lòng đất, nhấn chìm bên dưới, giống như bị một đầu cự thú khổng lồ nuốt vào trong miệng vậy. Muốn chết. Bộ lông trên người Thường Đại Giã quang minh vạn trượng, tựa như một đầu hoàng kim sư tử thần thú, gào thét một tiếng, chấn khiến toàn bộ Vu Thần Man Thành đều nhẹ nhàng rung rung. Cổ Lực Đạt cũng cực kỳ kiêng kỵ Thường Đại Giã, bị tiếng kêu gào này chấn khiến liên tiếp lui về sau. Không hổ là Phụng Thiên Bộ đệ nhất bộ chủ, càng là đệ nhất cao thủ cổ cương tộc, uy danh vô cùng, chấn động trời cao, một quyền đánh ra khiến đại địa lần nữa mở ra, sâu trong lòng đất lộ ra một tia vầng sáng màu bạc. Bạch Ngân Thần Kiệu đã chìm vào lòng đất hơn 50 mét. Ngay khi Thường Đại Giã muốn nâng Bạch Ngân Thần Kiệu lên, đột nhiên trong hư không, một đạo bóng đen khổng lồ rơi xuống, lớn chừng hơn 100 mét, là một cái hắc túc cực lớn, tựa như bàn chân cự nhân vậy. Đây là một vị tà đạo cường giả ẩn núp trong bóng tối, tu vị còn cường đại hơn cả Cổ Lực Đạt và tên tu sĩ áo đen kia của Xâm La Điện, chiến lực cực kỳ dọa người, tuyệt đối không phải cao thủ cấp bậc cự phách bình thường có thể sánh bằng. Thường Đại Giã sinh lòng cảnh giác, chỉ có thể tạm thời thu tay lại, ứng đối với cái hắc túc cực lớn kia. Hắn tựa như một đầu hoàng kim đại tinh tinh, hai tay rủ xuống ngực, hướng lên trời gào rú, bộc phát ra một cổ chiến ý không gì sánh kịp, duỗi ra hai tay bắt lấy cái hắc túc dài đến 100 mét kia, sau đó xé nát hắc túc đột nhiên xuất hiện, khiến nó tan thành một mảnh vân yên màu đen, biến mất trong không khí. Đó là vị cường giả ẩn núp trong bóng tối kia cũng không rút đi, lần nữa ra tay. Cùng Thường Đại Giã cách không giao phong, đối phương tựa hồ cũng không phải đang liều mạng, mà chỉ là muốn chế trụ Thường Đại Giã. Thường Đại Giã chính là cổ cương tộc đệ nhất cao thủ, hơn nữa có thể cùng đấu chiến thiên hầu liền chín kích mà không bại, cổ cương phủ sao có thể có nhân vật như thế, lại có thể kiềm chế Thường Đại Giã. Mạc Trùng Kỳ thập phần khiếp sợ, Thường Đại Giã cùng người trong tối kia chiến đấu thật sự quá kinh tâm động phách, đánh hủy cả một góc Vu Thần Man Thành, có vài chục cổ cương nhân vô tội đã chết thảm. Phong Phi Vân trong lòng bình tĩnh, nói. Xâm La Điện tứ đại hành giả đều có thực lực như vậy. Tứ đại hành giả không phải đã cùng mất tích với Tà Hoàng sao, làm sao có thể còn sống trên đời được. Mạc Trùng Kỳ nói. Chuyện Tà Hoàng chạy ra Đồng Lô Sơn người biết cũng không nhiều, tin tức còn chưa tản ra, chỉ có số ít người biết được. Phong Phi Vân không muốn khiến mọi người khủng hoảng, cho nên cũng không nói tiếp. Trần Đạo thấy thế lo lắng, nói. Thần Vương Đại Nhân, chúng ta có nên ra tay không, dù sao nếu Thiên Vu Thần Nữ gặp chuyện không may, cổ cương phủ chỉ sẽ càng thêm hỗn loạn. Tạm thời không cần, đối phương mới xuất hiện ba người, một người cường đại hơn một người, tu vị thấp nhất đều đạt đến cự phách trung kỳ, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, hơn nữa ai biết có còn cường giả nào che giấu nữa hay không chứ. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua mặt đất đã khép kín lại kia, nhiều thêm vài phần phức tạp, lại nói. Chờ một chút, lúc cần thiết, có thể trợ giúp một tay. Bạch Ngân Thần Kiệu và Thiên Vu Thần Nữ chìm vào lòng đất, cũng không biết là bị đè chết, hay là bị người bắt đi, khiến cổ cương nhân trong Vu Thần Man Thành đều cực kỳ phẫn nộ. 12 vị Vu Thần kỵ sĩ kia cưỡi bạch cốt thú, đồng thời tiến công, 12 cổ khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, chiến mâu màu bạc trong tay đồng thời đâm tới Cổ Lực Đạt, lại bị Cổ Lực Đạt đánh ra 5 cái vu đỉnh ngăn trở. 5 cái vu đỉnh bay giữa không trung, không ngừng xoay tròn, mỗi một cái đều cao 3 mét, trên đó khắc lục lấy ấn ký cổ xưa, tản ra khí tức cường đại dị thường. Cổ Lực Đạt đứng ở trên đỉnh thạch lâu, trên người phủ lên da thú, trên mặt lộ nụ cười cổ quái, khống chế lấy 5 cái vu đỉnh đồng thời chiến đấu với 12 vị vu thần kỵ sĩ, vậy mà không rơi vào hạ phong. Trần Đạo và Mạc Trùng Kỳ đều thấy tim đập nhanh, ba người này quả nhiên đều thập phần cường đại. Chỉ riêng một Cổ Lực Đạt đã chặn 12 vị vu thần kỵ sĩ, đây là tu vị bực nào chứ? Phong Phi Vân nói rất đúng, bọn hắn xông lên căn bản không đủ nhìn,
người khác tùy ý đánh ra một chiêu cũng có thể đánh cho mình trọng thương rồi. Thác Bạt Hoành, dĩ nhiên là tên vương bát đản ngươi. Thường Đại Khải giật xuống áo choàng đen của tên tu sĩ tà đạo Xâm La Điện kia, lộ ra một thân hình nam tử đỉnh đầu bạch quan, chừng 30 tuổi, đứng thẳng trên thạch đạo nghiền nát, thập phần bình tĩnh thong dong. Nam tử gọi là Thác Bạt Hoành này nhàn nhạt cười. Ta cũng không phải vương bát đản, ta chính là hộ pháp trưởng lão thứ 19 của Xâm La Điện. Người đưa thần nữ nương nương đi nơi nào rồi? Thường Đại Khải hét lớn một tiếng, thập phần tức giận, giơ lên một cây thạch đao nặng đến 3.000 cân, liền bổ tới Thác Bạt Hoành. Thác Bạt Hoành đạt đến cảnh giới cự phách trung kỳ, so với Thường Đại Khải còn cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực lại cao hơn rất nhiều, căn bản không để Thường Đại Khải vào mắt, hai chân nhẹ nhàng vừa lui, thân thể liền phiêu nhiên bay ra xa vài trăm thước, trên mặt mang theo dáng cười khoan thái nói. Loại cổ cương man nhân như các ngươi, cho dù chiến lực đạt đến cấp bậc cự phách sơ kỳ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ cự phách sơ kỳ, cho nên Phong Phi Vân thấp hơn ngươi hai cảnh giới cũng có thể tiếp được ba búa của ngươi. Đó cũng không phải do Phong Phi Vân mạnh, mà là cổ cương nhân các ngươi quá ngu xuẩn, lợn rừng dù có cường đại cũng chỉ là thịt trong miệng nhân loại thôi. Ta giết ngươi. Thường Đại Khải dẫn theo thạch đao hổ hổ xanh uy, lần nữa giết ra, một đao bổ ra một đạo điện liệt cự đại, nhưng ngay cả góc áo Thác Bạt Hoành cũng không chém chúng. Ra tay. Phong Phi Vân cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất để ra tay, bảo Mạc Trùng Kỳ dẫn đầu 50 tên binh sĩ thần vũ quân cưỡi dị thú, nghênh chiến lên. Dùng chiến lực 50 đầu dị thú vương giả này cũng đủ để tỏa thành uy hiếp cực lớn cho Thác Bạt Hồng. Mà cùng lúc đó trong thân thể Phong Phi Vân lao ra 40 đạo thần thức, chiêu đến thổ tinh khí giữa thiên địa, khí thể màu vàng bao lấy thân thể hắn, sau đó cả người liền biến mất, chìm vào lòng đất. Phong Phi Vân, chạy đi đâu? Thác Bạt Hoành trông thấy Phong Phi Vân chìm xuống mặt đất, liền biết rõ hắn là muốn đi cứu Thiên Vu thần nữ, vì vậy lợi dụng bàn tay hóa thành lưỡi đao. Chém xuống lòng đất một đao, đao khí dài chừng hơn 30 thước, giống như một thanh thiên đao, bổ đại địa ra sâu mấy chục thước, Phong Phi Vân ở dưới lòng đất đánh ra một quyền, trên nắm tay có vạn thú đổ văn, đánh nát đao khí. Thác Bạt Hoành muốn lần nữa ra tay, nhưng lại bị dị thú nhấn chìm, 50 đầu dị thú khổng lồ đồng thời giơ lên cao chiến đề, muốn giày xéo lấy hắn. Oanh! Tất cả dị thú đều vồ hụt, Thác Bạt Hoành biến mất trên mặt đất, cũng chìm vào lòng đất. Mẹ nó, tên vương bát đản Thác Bạt Hoành này cũng chui vào lòng đất rồi. Thường Đại Khải một quyền đánh lên mặt đất, muốn chấn Thác Bạt Hoành ra, nhưng lúc này mặt đất lại cứng như thần thiết, không cách nào phá vỡ, hiển nhiên là do Thác Bạt Hoành đã sử dụng cấm thuật nào đó, phong bế đại địa. Mạc Trùng Kỳ và Trần Đạo cũng muốn mở ra mặt đất, chui xuống dưới, nhưng đều thất bại, đại địa cứng rắn tựa như kim cương vậy, không gì phá nổi. Hiện giờ phải làm sao đây? Thác Bạt Hoành nhất định đã đuổi theo thần vương đại nhân. Trần Đạo có chút lo lắng, dù sao thân phận Phong Phi Vân thật sự rất cao, nếu ở cổ cương phủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Đạo hắn sẽ khó mà chịu nổi. Mạc Trùng Kỳ thần sắc sáng tối bất định, cuối cùng cắn răng nói. Ta hiện giờ liền phát tin tức về thần đô, bẩm báo mọi chuyện ở đây cho tấn đế, thế cục cổ cương phủ đã càng lúc càng hung hiểm và vi diệu, Xâm La Điện cũng tham dự vào, nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp. Mạc Trùng Kỳ khắc lục tốt ngọc phi phù, sau đó liền đánh ra ngoài, truyền ra vô thần man thành, bay về nơi cuối thiên mạc. Tuy rằng một chiêu này là nước xa không cứu được lửa gần, nhưng lại là biện pháp duy nhất bọn hắn có thể nghĩ ra được hiện giờ. Phong Phi Vân tu luyện tiểu diễn thuật đã lĩnh ngộ được 4/10, nắm giữ ngũ hành nguyên khí ở giữa thiên địa càng lúc càng thuần thục, thân thể hành tẩu trong đất bùn, lại phảng phất như cá bơi trong nước, đặc biệt nhẹ nhõm tự tại. Thác Bạt Hoành quả nhiên đuổi theo. Phong Phi Vân cảm giác được địa thế đại địa đang biến hóa, đứng trong đất bùn đen kịt, hai tay kết nối địa thế, đánh ra một đạo địa thế chấn động, dùng tầm bảo thuật pháp, phát động công kích tới Thác Bạt Hoành ở xa xa. Thác Bạt Hoành không chỉ tu vị cao tuyệt, cũng tinh thông địa thế diễn biến, tế ra 9 căn thần châm, hào quang thời gian lập lòe, biến thành 9 căn côn sắt dài trăm thước, định trụ địa thế lòng đất, tốc độ không giảm tiếp tục đuổi theo. Thần vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với Thiên Vu thần nữ sao? Thác Bạt Hoành đuổi đến rất gấp, hai chân đi trong tầng đất, lòng bàn chân dẫm lên hai tòa trận vân, phảng phất như truy tinh trục nguyệt vậy. Phong Phi Vân ở trong đất bùn tìm kiếm được dấu vết bạch ngân thần kiệu lưu lại, chân đạp luân hồi tật tốc, thân thể tựa như biến thành một đạo thiểm điện, theo dấu vết đuổi theo.
Phong Phi Vân luân hồi tật tốc độ cực nhanh, nhưng Thác Bạt Hoành cũng biết một loại vô thượng thân pháp, thân thể tựa như một vòng mặt trời màu vàng, chăm chú đuổi theo Phong Phi Vân. A hát, ta biết rồi, thần vương đại nhân cũng muốn cướp lấy thiên vu thần thụ trong thiên vu thần nữ, tăng lên tu vi của mình. Thác Bạt Hoành đang thăm dò mục đích thật sự của Phong Phi Vân. Thiên vu thần thụ, không có hứng thú. Phong Phi Vân lần nữa đánh ra một chiêu địa thế đại thuật, nham tương trong lòng đất đều tuôn trào, biến thành mấy chục đầu nham tương đại long, đồng thời công phạt tới Thác Bạt Hoành ở bên ngoài mấy chục dặm. Thác Bạt Hoành tuy rằng chỉ có cảnh giới cự phách trung kỳ, nhưng cự phách trung kỳ bình thường tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, bằng không thì hắn cũng không làm được hộ pháp trưởng lão thứ 19 của Sâm La Điện rồi. Thác Bạt Hoành tuy rằng nhìn như chỉ chừng 30, nhưng trên thực tế đã vượt qua 300 tuổi, chính là tà đạo bá chủ thế hệ trước, Phong Phi Vân hiện giờ khối phượng cốt thứ 2 còn kém một bước mới có thể luyện thành, đối mặt với nhân vật như thế, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Thác Bạt Hoành cầm trong tay 9 căn thần châm, tựa như nắm 9 căn địa để sơn mạch, đơn giản đánh tan mấy chục đầu nham tương đại long, sau đó đánh 9 căn thần châm ra ngoài, biến thành 9 đạo ô quang khổng lồ, đâm thẳng vào sau lưng Phong Phi Vân. 9 căn thần châm này cũng không phải phàm phẩm, trên đó ẩn chứa cổ vu kinh khí, uy thế kinh người, giống như 9 đầu thần long dương nanh múa vuốt phá không mà đến. Phong Phi Vân vội vàng dậm chân, tế ra kình thiên côn, đứng ở bên bờ một mạch nước ngầm, côn sắt trong tay quét ngang ra ngoài, 100 tòa trận pháp bên trong đồng thời vận chuyển, bộc phát ra uy thế kinh thiên, côn sắt trở nên vô cùng cực lớn, đánh bay 9 căn thần châm trở về, đều bị tổn thương, cổ vu kình khí trên đó bị triệt để đánh tan. Đây là uy năng của tam phẩm đỉnh phong linh khí, lực lượng không phải chuyện đùa. Thác Bạt Hoành thu hồi 9 căn thần châm, vầng sáng trên thần châm trở nên thập phần ảm đạm, khiến hắn đặc biệt đau lòng, thở dài nói. Thần vương đại nhân nếu thật sự không có hứng thú với thiên vu thần thụ thì sao phải cực khổ dốc sức liều mạng như vậy chứ? Phong Phi Vân và Thác Bạt Hoành cách một đầu mạch nước ngầm, trên mặt sông Yên Vân rải rác, nước chảy róc rách, tựa như một tòa địa để long cung vậy. Mặc dù đối phương là một vị tà đạo bá chủ sống mấy trăm năm, nhưng Phong Phi Vân lại không chút sợ hãi, cười nói. Lại nói thiên vu thần thụ đến cùng là vật gì? Thác Bạt Hoành cũng không vội vã ra tay, đứng ở bên kia mạch nước ngầm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, Phong Phi Vân vậy mà thật sự không biết thiên vu thần thụ, vậy hắn đuổi theo thiên vu thần nữ làm gì, chẳng lẽ hắn ngay cả thiên vu thần nữ cũng dám nhúng chàm sao? Thác Bạt Hoành nhẹ gật đầu. Cảm thấy khả năng này không phải không có, người khác có lẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng Phong Phi Vân lại tuyệt đối làm được, đã sớm nghe nói qua danh tiếng phong lưu của Phong Phi Vân, hôm nay gặp được quả nhiên không sai. Thác Bạt Hoành ngược lại cũng không vội ra tay, vác lấy hai tay, dáng người chắc tuyệt, nói. Thiên vu thần thụ chính là tiêu chí của thiên vu thần nữ, nói cách khác, chính là vì trong thân thể nàng sinh ra thiên vu thần thụ, cho nên nàng mới được xưng là thiên vu thần nữ. Thiên vu thần nữ thế hệ này tư chất bình thường, hao tốn 5 năm cũng không cách nào tỉnh lại thiên vu thần thụ trong cơ thể, nếu có người có thể cướp lấy thiên vu thần thụ trong thân thể nàng, hấp thu cướp đoạt tinh hoa chi lực trong thần thụ sẽ đạt được chỗ tốt không cách nào hình dung, gia tăng tu vị 500 năm khổ tu cũng không phải không có khả năng. 500 năm khổ tu, nói đùa gì vậy? Phong Phi Vân tỏ vẻ cũng không tin, dù sao nếu hắn có thể gia tăng 500 năm khổ tu, lập tức có thể liên tục tăng lên mấy đại cảnh giới. Coi như đạt tới nửa tôn chân nhân cảnh giới cũng không phải không thể. Thác Bạt Hoành sắc mặt nghiêm túc, nói. Đây không phải chuyện đùa, người căn bản không biết thiên vu thần thụ cường đại đến cỡ nào, trong sách cổ của cổ cương nhân có ghi lại, đã từng có thiên vu thần nữ tỉnh lại thiên vu thần thụ, có thể mượn thiên vu đại lực của thần, tu vị có thể trấn áp một phiến thiên địa, thần thụ mở ra cành, có thể khởi động cả trời xanh, giống như kết nối với thiên địa chí tôn tiên thụ. Gia tăng 500 năm tu vị cũng chỉ là đoán chừng bảo thủ thôi. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến cười nói. Cho dù có thể gia tăng 500 năm khổ tu, ta cũng sẽ không muốn, tu hành đều là một bước một dấu chân, chỉ có bộ pháp dẫm ổn trọng, mới có thể tiến xa trên con đường tu hành, đạt được tu vị 500 năm khổ tu, có lẽ có thể khiến người trực tiếp đạt tới nửa tôn chân nhân cảnh giới, nhưng con đường tu đạo tương lai sẽ trở nên càng lúc càng hẹp hòi, căn bản bất lợi với tu hành sau này. Thác Bạt Hoành lắc đầu, cười nói. Nửa tôn chân nhân cảnh giới đã vô cùng cường đại rồi, toàn bộ thần tấn vương triều thiên tài tuấn kiệt nhiều như vậy, nhưng lại có mấy người đạt tới cảnh giới này, nếu có cơ hội đạt tới cảnh giới này, ai cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu.
nửa tôn chân nhân, đã là thiên mệnh đệ cửu trọng đỉnh phong, lĩnh ngộ bộ phận chân nhân chân giải, cách cảnh giới niết bàn chỉ một bước chân. Loại nhân vật cấp bậc này, ở thần tấn vương triều đã xem như cường giả tuyệt đối, nếu có cơ hội đạt tới cảnh giới này, sẽ có vô số cự phách dốc sức liều mạng, tranh đoạt cơ hội này. Đương nhiên điều này cũng không thể trách Thác Bạt Hoành tầm nhìn hạn hẹp, dù sao lấy thiên tư của Thác Bạt Hoành, cả đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới nửa tôn chân nhân, tự nhiên sẽ thập phần xem trọng Thiên Vu thần thụ rồi. Phong Phi Vân nói, ta có một việc rất hiếu kỳ, dùng thực lực Xâm La Điện các ngươi, muốn bao trùm trên tam đại bộ tộc, trở thành chủ nhân của Cương Phủ quả thật là chuyện dễ dàng, vì sao lại mặc cho tam đại trong bộ tộc loạn lên, cái này chỉ sợ không phù hợp với lợi ích của các ngươi a. Ha ha, Xâm La Điện chúng ta sao lại không muốn trở thành chủ nhân của Cương Phủ, nhưng thần vương đại nhân ngươi cũng quá coi thường của Cương Phủ rồi, ngươi thực cho rằng Thiên Vu đại thần chỉ là một tồn tại hư vô sao. Trong ánh mắt Thác Bạt Hoành mang theo vài tia thần tuệ, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Phong Phi Vân nói, chẳng lẽ Thiên Vu đại thần thật sự tồn tại sao? Có tồn tại hay không ta ngược lại không biết, ta chỉ biết là từ khi thần tấn vương triều vừa khai quốc, từng phát sinh chuyện yêu tộc xâm lấn. Lúc ấy yêu tộc từ trong thập vạn Hà Sơn đi ra, tàn sát sinh linh, tàn sát nhân loại, cổ cương phủ đứng mũi chịu sào, cổ cương nhân tử thương thảm trọng, thiếu chút nữa đã diệt tộc, có ghi lại, ngay khi cổ cương nhân sắp diệt tộc thì Thiên Vu đại thần từng ra tay, cầm trong tay một cây vô thượng chiến chùy, một búa đập xuống, đồ diệt hơn vạn yêu tộc. Thác Bạt Hoành nói, Phong Phi Vân lại không tin, cười nói, nếu Thiên Vu đại thần thật sự tồn tại, chỉ sợ coi như là toàn bộ linh khí và tài nguyên của thần tấn vương triều cộng lại cũng không đủ cho một mình hắn hút. Thác Bạt Hoành nói, chuyện này có ghi lại trên giáp cốt văn bi ở các đại bộ lạc cổ cương phủ, mặc dù đã qua mấy ngàn năm, vô số thế hệ đã qua đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung động của chúng tiên hiền lúc đó, nếu không phải kiêng kỵ Thiên Vu đại thần, Xâm La Điện chúng ta đã sớm trở thành chủ nhân cổ cương phủ rồi. Phong Phi Vân lộ ra vẻ suy tư. Thác Bạt Hoành lại nói, thần vương đại nhân, người nên biết cho dù lúc ấy đế vương thần tấn vương triều cường đại cỡ nào cũng khó có khả năng là đối thủ của yêu tộc bầy yêu, chỉ có Thiên Vu đại thần mới có lực lượng cường đại như vậy, có thể đánh chết bầy yêu, ngăn trở yêu tộc xâm lấn thần tấn vương triều. Điểm này Phong Phi Vân vẫn có chút đồng ý, nếu yêu tộc thật sự xâm lấn đại quy mô thần tấn vương triều, cho dù tấn đế đời thứ nhất có kinh tài tuyệt diễm thế nào, cũng không thể là đối thủ của bầy yêu được. Đồng Lô Sơn chính là chỗ lúc trước Thiên Vu đại thần đại chiến với yêu tộc vương giả, chỗ đó biến thành một mảnh thần hư, để lại vô số thi thể yêu tộc, nghe đồn còn có yêu tộc thần tàng vùi trong đó, chỉ là Đồng Lô Sơn vô cùng hung hiểm, để lại bất diệt ấn ký của Thiên Vu đại thần và yêu tộc vương giả, coi như là chân nhân tiến vào trong đó, không cẩn thận cũng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Thác Bạt Hoành nói. Phong Phi Vân đứng ở đối diện, cười cười. Ngươi vì sao lại nói với ta nhiều như vậy? Thác Bạt Hoành cũng cười cười, nói. Đó là bởi vì Tà Hoàng thiếu chủ của chúng ta muốn cùng thần vương đại nhân đánh cờ một hồi, mà trận đánh cờ này, có quan hệ với Vu. Thì ra là đến tuyên chiến. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ Thác Bạt Hoành làm như vậy, có nguyên nhân rất lớn là đang muốn kéo dài thời gian, không muốn Phong Phi Vân đuổi tới chỗ Thiên Vu thần nữ, gián tiếp cuốn lấy Phong Phi Vân. Thác Bạt Hoành dừng một chút, mới từ từ cười nói. Không dối gạt thần vương đại nhân, Xâm La Điện chúng ta sắp được thống nhất, một khi Xâm La thập điện hợp nhất thì tất nhiên sẽ kiếm chỉ thiên hạ, đoạt giang sơn của thần tấn vương triều. Tà Hoàng đại nhân nói, thiếu chủ và thần vương đại nhân đều là anh kiệt một đời tuổi trẻ, lại phân biệt đại biểu Xâm La Điện và thần tấn vương triều, cho nên muốn các ngươi đánh cờ một hồi, xem các ngươi ai mạnh hơn ai. Vậy nếu ta không muốn thì sao? Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân cũng không muốn làm chuyện bị người an bài, có một loại cảm giác bị người chế trụ. Thác Bạt Hoành cười nói. Nếu thần vương đại nhân không muốn, vậy thì thiêu chủ chỉ có thể giết chết bốn vị yêu nữ kia của Xâm La Điện, hủy diệt đi huyết cấm huyền trạc trong tay các nàng. Nghe đến đó, Phong Phi Vân sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhảy lên, Tà Hoàng thiếu chủ làm sao biết được mục đích ta tới cổ cương phủ. Phong Phi Vân chỉ xoay chuyển trong đầu một chút liền hiểu được. Trong mắt sinh ra lạnh buốt, chuyện này chỉ có hắn và Bạch Như Tuyết mới biết được, việc này tiết lộ ra ngoài, nhất định là nàng âm thầm mật báo, thông chi người Xâm La Điện, cho nên người Xâm La Điện mới dùng huyết cấm huyền trạc đến quản thúc hắn. Cho nên nói, nữ nhân biểu hiện ra cực kỳ nghe lời, lại ôn nhu,
nhưng không biết lúc nào sẽ ở sau lưng cho ngươi một đao ngay. Bạch Như Tuyết hiển nhiên chính là nữ nhân như vậy. Yêu nữ bị Nam Cung Hồng Nhan dùng huyết cấm huyền trạc quản thúc tổng cộng có 7 người, phân biệt đến 7 tòa tà điện, ngoại trừ Bạch Như Tuyết, còn có Lục Ly Vi quay về Phổ Đà Sơn, Vạn Hương Sầm đầu phục phong ra, mà 4 yêu nữ còn lại đều bị bắt đến Xâm La Điện bản bộ, bị Tà Hoàng thiếu chủ khống chế. Tà Hoàng thiếu chủ dùng 4 cái huyết cấm huyền trạc này để áp chế Phong Phi Vân, là muốn Phong Phi Vân toàn lực đấu với hắn, chỉ có đánh bại Phong Phi Vân khi chiến ý mạnh nhất thì hắn mới có cảm giác thành tựu. Phong Phi Vân nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, chợt liền lộ ra dáng cười, nói. Xâm La Điện không hổ là Xâm La Điện. Thác Bạt Hoành cười nói. Đây cũng là do Thần Vương Đại Nhân ưu tú, phóng mắt khắp toàn bộ Thần Tấn Vương Triều, cũng chỉ có Thần Vương Đại Nhân mới xứng làm đối thủ của thiếu chủ. Trận đánh cờ này, sẽ liên quan đến ai có thể thống nhất Cổ Cương Phủ, trở thành chủ nhân sau màn ở Cổ Cương Phủ, nếu thiếu chủ chúng ta thua. Sẽ hai tay dâng 4 vị yêu nữ và huyết cấm huyền trạc lên cho Thần Vương Đại Nhân, nếu Thần Vương Đại Nhân thua, vậy thì Thần Vương Đại Nhân nhất định phải quy phụ Xâm La Điện chúng ta, trở thành một thành viên của Xâm La Điện. Thống nhất Cổ Cương Phủ, trở thành chủ nhân sau màn của Cổ Cương Phủ, ta hiểu rồi, các ngươi lung lay phản đồ Vu Thần Điện, Cổ Lực Đạt, chính là muốn mượn nhờ tay của hắn, cướp lấy Thiên Vu Thần Thụ trong cơ thể Thiên Vu Thần Nữ, trở thành tân chủ nhân Vu Thần Điện. Sau đó hắn lại dùng danh nghĩa Thiên Vu Đại Thần muốn Cổ Cương Bộ ngưng chiến, tăng thêm Xâm La Điện các ngươi ở sau lưng vận tác, chỉ cần thời gian rất ngắn thì toàn bộ các Cổ Cương Bộ đều sẽ rơi vào tay Cổ Lực Đạt, các ngươi lại khống chế Cổ Lực Đạt. Vậy thì có nghĩa là ở sau màn khống chế Cổ Cương Phủ, hơn nữa còn không sợ bị Thiên Vu Đại Thần trách phạt. Phong Phi Vân cười nói, Thần Vương Đại Nhân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, có thể nói, ai nắm giữ Thiên Vu Thần Thụ. Khống chế được Vu Thần Điện thì người đó có thể khống chế toàn bộ Cổ Cương Phủ, trở thành người thắng cuối cùng. Thác Bạt Hoành nói. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Đã khống chế Thiên Vu Thần Thụ, nói không chừng tương lai còn có thể mượn lực lượng của Thiên Vu Đại Thần, mở ra yêu tộc thần tàng trong Đồng Lô Sơn, thậm chí mượn lục Thiên Vu Đại Thần, chinh chiến thiên hạ, diệt Thần Tấn Vương Triều, thảo phạt địa vị trí tôn của Thần Linh Cung. Nụ cười trên mặt Thác Bạt Hoành càng phát ra sáng lạn. Có chút chắp tay nói. Loại hành động vĩ đại trên đời vô song này, nếu có thể cùng Thần Vương Đại Nhân làm ra, cùng nhau đối địch, đó mới là chuyện vui của nhân sinh. Thác Bạt Hoành nói như vậy, tự nhiên là hy vọng Phong Phi Vân bại bởi Tà Hoàng thiếu chủ, như vậy Phong Phi Vân cũng sẽ trở thành một thành viên của Xâm La Điện, bọn hắn dĩ nhiên sẽ ở cùng một trận doanh, có thể cùng nhau đối địch rồi. Hoặc là nói, Thác Bạt Hoành căn bản không tin tưởng Phong Phi Vân sẽ thắng. Phong Phi Vân tuy rằng ưu tú, thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, mới tu luyện mấy năm mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của Tà Hoàng thiếu chủ được. Ha ha, chỉ tiếc ta rất không thích bị người chế trụ, chỉ sợ vô duyên cùng các hạ mớ ra một thịnh thế thiên hạ rồi. Phong Phi Vân cười dài một tiếng, trên chân lộ ra 40 đạo ấn ký bất đồng, thân thể biến thành một đoàn vầng sáng màu vàng, trực tiếp đâm vào bùn đất, tựa như đâm vào một tầng nước gợn vậy. Cả người đều biến mất vô tung. Thác Bạt Hoành thời khắc đều chú ý đến nhất cử nhất động của Phong Phi Vân, ngay khi thân thể Phong Phi Vân khẽ động hắn cũng lập tức đuổi theo, trên lòng bàn chân có 2 tòa trận ấn đường kính dài 1 thước hiện lên, tựa như dẫm lên 2 tòa thần thai, chân đạp trận vân, đuổi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết Bạch Ngân Thần Kiệu để lại đuổi theo, trong lòng của hắn cũng có kiêu ngạo của mình, không cho phép thua bất cứ kẻ nào, mặc dù là Tà Hoàng thiếu chủ thì đã sao. Nếu ngươi đã muốn đánh cờ, vậy ta sẽ khiến ngươi thua triệt để. Oanh! Phía sau, Thác Bạt Hoành đuổi đến thập phần gấp, lần nữa đánh ra 9 căn thần châm, biến thành 9 căn thần thiết cực lớn, muốn quấy nhiễu bước chân Phong Phi Vân. Thân thể Phong Phi Vân mạnh mẽ lướt tới, như một đạo điện toa, lao ra mặt đất, chui từ dưới đất lên. Hắn là dọc theo dấu vết dưới lòng đất đuổi lên mặt đất, đến mảnh đại sơn hoang vu này. Cũng không biết đã rời xa Vu Thần Man Thành bao nhiêu ngàn dặm rồi nữa. Liếc nhìn lại tham thiên phong loan vô tận, núi lớn thay nhau nổi lên, hiểm cốc trùng trùng, cây cối ở đây đều thập phần cổ xưa, có tử mộc sinh trưởng đến hơn 1.000 năm, to đến 5 người ôm không hết. Trên người Phong Phi Vân mang theo một cổ khí tức hung hãn mà uy mãnh, chút ít dị thú và hung cầm trong rừng cây đều bị người đột nhiên đến dọa cho khiếp sợ. Trong miệng Phong Phi Vân phát ra một tiếng thét dài, giống như vạn thú tề minh, vang vọng núi rừng,
vô số dị thú nghe được tiếng gào liền lập tức chạy như điên qua, giống như được vương giả triệu tập vậy. Bành! Thác Bạt Hoành vừa đuổi theo ra mặt đất đã bị mấy chục đầu dị thú cường đại vây công, một hồi luống cuống tay chân, cầm trong tay 9 căn thần châm, quét ngang tại chỗ, có rất nhiều dị thú đều chết ở trong tay của hắn, một tòa núi lớn cách đó không xa, bị thần châm đánh trúng, ngọn núi sụp đổ xuống, cắt thành hai đoạn. Nhưng dị thú căn bản giết không hết, liên tục không ngừng bay đến, ở trên người của hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh ngón núi đứt gãy, dáng người thẳng tắp, thanh y bồng bềnh, cười vang nói. Thác Bạt huynh, sau này còn gặp lại. Phong Phi Vân thân thể khẽ động, liền tựa như một đạo thanh sắc lưu tinh xông lên trời cao, thẳng vào tầng mây, hăng hái chạy về phía nam. Phong Phi Vân, ngươi đừng đi. 9 căn thần châm trong tay Thác Bạt Hoành bị máu tươi nhuộm đỏ, như một tuyệt thế chiến thần, đánh cho mấy chục đầu dị thú hóa thành huyết vũ, mở ra một đạo lỗ hồng, muốn lao ra, đuổi giết Phong Phi Vân. Phía trên thiên mạc, một đầu dị cầm dài đến hơn 90 mét thò ra móng vuốt khổng lồ, mang theo lôi đình điện quang bắt lấy bờ vai của hắn, kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Thác Bạt Hoành bị đầu dị cầm này ngăn cản, lần nữa lâm vào vòng vây dị thú, không cách nào thoát thân được. Bạch Ngân Thần Kiệu khí tức càng lúc càng gần, Phong Phi Vân bay trong đám mây, hai mắt mở rộng, trong mắt có hai đầu phượng hoàng hỏa hồng sông phi ra, tựa như một mảnh thần hà hiển hiện trên trời cao, nhìn thấy rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ ngoài ngàn dặm. Ngoài 600 dặm, bốn nam tử thân mặc hắc bào từng người cầm lấy một góc Bạch Ngân Thần Kiệu, nhảy lên trong sông núi Đại Nhạc, mỗi một lần nhảy lên đều xa vài trăm trước, áo đen trên người bọn họ cổ động, tựa như bốn con chim to màu đen, ngậm lấy Bạch Ngân Thần Kiệu bay về trước vậy. Bốn người này tu vị không tầm thường, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Phong Phi Vân đứng ở ngoài mấy trăm dặm, đánh thiên tủy binh đảm ra ngoài, hóa thành một cây trường mâu màu trắng, xuyên qua ngàn dặm hư không, giống như một đầu bạch long lao ra giữa tầng mây, xuyên thủng lồng ngực một nam tử áo đen trong đó, tung tóe ra mảng lớn máu tươi. Dùng tu vị Phong Phi Vân hiện giờ, hoàn toàn có thể ngàn dặm giết người. Không tốt, có người đuổi đến, các ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn hắn. Hắc bào nhân lồng ngực và phần lưng đều bị xuyên thủng kia cũng không chết, hắn đã đạt đến thiên mệnh đệ lục trọng, chính là nửa bước cự phách trung kỳ, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Hắn lấy ra một khối huyết ngọc lớn cỡ bàn tay, bên trong huyết ngọc huyết khí đầm đặc, tựa như một quả trái tim óng ánh sáng long lanh, cho vào lỗ máu phía trước ngực, huyết ngọc chợt liền hòa tan, thấm vào trong vết thương. Lấp đầy lấy lỗ máu, thân thể liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Xíu, yêu yêu. Phong Phi Vân lại gọi về thiên tủy binh đảm, ngừng tụ binh đảm thành một thanh chiến đao, sau một lát lại tức trong tầng mây bay ra, vạt áo tung bay, khí thế bàng bạc, hai tay cầm đao đánh tới một gã tà tu trong đó, tựa như ném ra một đầu đao hà vậy. Tà tu áo đen kia đứng trên đỉnh một cây cổ thụ cao tới hơn 100 mét, chung quanh thân thể lộ ra cành lá màu xanh nhạt. Chân đạp trên phiên lá xanh nhạt, trong thân thể lao ra một đạo ánh sao màu đen, hai tay cùng lúc đánh ra, bộc phát ra lực lượng 6 đầu long hổ. Bành! Đao khí cuốn rơi xuống, 6 đầu long hổ lập tức liền bị xé mở, tà tu áo đen cả người đều cứng lại, trên mặt nhiều ra một đạo tơ máu. Phong Phi Vân không chút dừng lại, bay qua tên tà tu này, bay vào trong mảnh rừng núi chướng khí mùi mịt kia, thiên tủy binh đảm trong tay vẫn đang nhỏ máu. 3. Thẳng đến khi Phong Phi Vân đã bay ra ngoài mấy ngàn mét, thân thể tà tu áo đen kia mới bạo liệt, mỗi một tấc huyết nhục và xương cốt đều bị đao khí cắn nát, biến thành một mảnh huyết vụ. Phía dưới, trên phiến lá cổ thụ xanh nhạt, dính đầy huyết châu rậm rạp. Phong Phi Vân vừa mới xâm nhập vào mảnh núi rừng tràn đầy chướng khí này, liền phải người chặn đường thứ hai, tu vị cũng là nửa bước cự phách trung kỳ, cường đại hơn người vừa rồi, trực tiếp vung lên một tòa núi nhỏ trấn áp xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đối phương đã sớm mai phục ở đây, chuẩn bị đầy đủ, núi nhỏ lập tức liền áp xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không tránh không né, hai tay nâng lên núi nhỏ, trên cánh tay toát ra hỏa diễm hừng hực, sâu trong cốt tủy bộc phát ra một cổ cự lực, trực tiếp ném bay núi nhỏ ra ngoài, ngược đánh tới người chặn đường kia. Người chặn đường kia không nghĩ đến khí lực Phong Phi Vân lại lớn như thế, tránh lui không kịp, bị núi nhỏ đập trúng thân thể, bị đè dưới núi nhỏ, xương cốt trên người đứt gãy 7-8 cây, trong miệng không ngừng thổ huyết, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, lập tức bay lên chạy thục mạng vào trong núi sâu. Trốn đi đâu? Phong Phi Vân lấy ra kình thiên côn, một gậy đánh ra ngoài,
côn tử biến thành to như ngọn núi, trực tiếp đánh nát xương cốt toàn thân thể tu sĩ tà đạo nửa bước cự phách kia, trên người tuôn ra một mảnh huyết vụ, co quắp trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lực lượng thân thể Phong Phi Vân hiện giờ đủ để sánh vai với cự phách, nếu chỉ luận chiến lực thì còn cường đại hơn cả Thường Đại Khải, đương nhiên so với tu sĩ cự phách sơ kỳ chính thức thì vẫn còn chút chênh lệch. Dù sao tu sĩ có thể đạt tới cự phách sơ kỳ đều tinh thông rất nhiều thần thông và sát thuật, chỉ riêng thân thể cường đại, ở trước mặt những thần thông và sát thuật này căn bản không đủ nhìn, còn chưa đến gần bọn hắn thì đã bị giết chết rồi. Lực lượng thân thể Thường Đại Khải có thể so với tu sĩ cự phách sơ kỳ, nhưng ba tên Thường Đại Khải cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một vị tu sĩ cự phách sơ kỳ, bởi vì Thường Đại Khải chỉ là thân thể cường đại, mà không hề biết thần thông và sát thuật. Đây cũng là nguyên nhân Phong Phi Vân có thể mạnh hơn Thường Đại Khải, nhưng lại không địch nổi tu sĩ cự phách sơ kỳ. Một ít thần thông khủng bố, có thể khiến tu sĩ bộc phát ra mấy lần lực công kích, thậm chí mấy chục lần lực công kích, tựa như Xâm La Điện Thập Nhị Tà Công, đều có thể bộc phát ra lực công kích cường đại hơn thân thể gấp 10 lần, có tà công thậm chí có thể phát huy ra gấp 20, 30 lần lực công kích. Có thể bộc phát ra lực công kích gấp 20. 30 lần lực công kích so với bản thân cũng đã xem như tuyệt học có 102, chỉ có tiên môn cao cấp nhất mới có thể có thần thông như vậy, hơn nữa đều là chí bảo trấn giáo. Thử nghĩ xem, tu vị đều là cự phách sơ kỳ, nhưng người chỉ có thể đánh ra một lực công kích, nhưng người khác thi triển một môn thần thông cường đại, có thể bộc phát ra 10 lực công kích, kém như vậy căn bản không cách nào đền bù được. Cho nên tu sĩ trong khi quyết đấu, ngoại trừ tu vị ra, công pháp tu luyện và phẩm cấp thần thông cũng chiếm tỷ trọng rất lớn. Đây là nguyên nhân vì sao chiến lực đệ tử đại phái đệ lại cường đại hơn tán tu nhiều như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, cự phách sở dĩ được xưng là cự phách, đó là bởi vì sau khi đạt tới cấp bậc cự phách, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nhất phẩm linh khí, đánh ra lực công kích siêu việt thân thể 8 lần. Nhất phẩm linh khí thể hiện ra toàn bộ uy lực là gấp 8 lần lực công kích thân thể, có thể so với một ít tuyệt học thần thông. Nhưng cần thiên mệnh đệ thất trọng mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nửa bước cự phách bình thường cũng chỉ có thể phát huy ra 6 lần lực công kích mà thôi. Chênh lệch gấp đôi. Nhị phẩm linh khí thể hiện ra toàn bộ uy lực, là lực công kích gấp 16 lần, có thể so với công kích của tuyệt học có 102, nhưng cần thiên mệnh đệ bát trọng mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nhị phẩm linh khí, cự phách bình thường nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra gấp 10 lần đến 12 lần lực công kích, thiên tài cấp bậc sử thi ở cấp bậc cự phách nắm giữ nhị phẩm linh khí, có thể phát huy ra gấp 14 lần lực công kích. Tam phẩm linh khí thể hiện ra toàn bộ uy lực, là gấp 24 lần lực công kích, chỉ có cường giả ngoài thiên mệnh đệ cửu trọng mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tam phẩm linh khí, cự phách bình thường có thể phát huy ra gấp 14 lần đến 16 lần lực công kích, siêu cấp cự phách có thể phát huy ra gấp 18 lần đến gấp 20 lần chiến lực. Về phần tứ phẩm linh khí, bình thường đều có thể phát huy ra 32 lần lực công kích. Hơn nữa còn có một chút thủ đoạn công phạt đặc thù, so với 32 lần lực công kích còn khủng bố hơn, bất quá chỉ có chân nhân mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tứ phẩm linh khí, trở thành chấn thế sát binh hủy thiên diệt địa. Đương nhiên đây đều là tình huống cơ bản nhất, dù sao linh khí phẩm cấp giống nhau cũng có phân ra cao thấp, sẽ dao động giữa mức cơ sở nhất, nhưng dao động cũng không lớn. Cũng tỉ như Kình Thiên Côn ở trong tay Phong Phi Vân cũng thuộc về tam phẩm linh khí đỉnh phong. Nếu ở trong tay một vị thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng là có thể phát huy ra 27 lần lực công kích, so với tam phẩm linh khí bình thường cường đại hơn rất nhiều. Mà Miểu Quỷ Ban chỉ cũng là tam phẩm linh khí, nhưng cho dù lực công kích triển khai toàn bộ, cũng chỉ có thể phát huy ra 24 lần lực công kích. Phong Phi Vân tuy rằng nắm giữ hai kiện tam phẩm linh khí, nhưng lại vì chỉ có tu vị thiên mệnh đệ ngũ trọng, mặc dù sử dụng Kình Thiên Côn, cũng chỉ có thể phát ra 6 lần lực công kích. Mà sử dụng linh khí bình thường, càng chỉ có thể phát huy ra 3, 4 lần lực công kích, không có cách nào, đây là chênh lệch về cảnh giới, căn bản không cách nào đền bù. Không đạt đến cự phách thì không cách nào phát huy ra uy lực chính thức của linh khí được. Cự phách vì sao gọi cự phách vì sao là một đường ranh giới. Ngay vào lúc này, sử dụng nhất phẩm linh khí, có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, hoàn bạo những sử thi thiên tài đỉnh tiêm kia. Cũng chỉ có cự phách mới có thể luyện những tuyệt học thần thông kia tới đại thừa, bộc phát ra gấp 10 lần, gấp 20 lần lực công kích, điểm này cũng là điều mà thiên tài cấp bậc sử thi không cách nào bằng được. Cho dù những thiên tài cấp bậc sử thi kia luyện thành tuyệt học thần thông, cũng chỉ là tu luyện tới tiểu thừa,
chỉ có thể phát huy ra gấp 2 đến gấp 4 lần lực công kích, đây đã là rất giỏi rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này, cự phách so với nửa bước cự phách cường đại hơn quá nhiều, là nhân vật đứng đầu chính thức, mà thiên tài cấp bậc sử thi cũng chỉ có bước chân vào cảnh giới cự phách mới có thể triệt để dẫm nát cự phách dưới chân, tách ra vầng sáng chói mắt, trở thành đại nhân vật kinh diễm thiên hạ. Thiên tài cấp bậc sử thi một khi bước ra cảnh giới cự phách, giống như là tiềm long phi thiên, chiến lực vô cùng khủng bố, có thể hành hạ tu sĩ cực phách tu vị mạnh hơn mình, thậm chí có thể dẫm nát siêu cấp cự phách dưới chân. Ta hiện giờ mặc dù chống lại nhân vật nửa bước cự phách đỉnh phong cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh chết, nhưng so với nhân vật cự phách sơ kỳ vẫn còn chênh lệch không nhỏ, đây cũng là vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù là tam phẩm đỉnh phong linh khí cũng không thể đền bù được, trừ phi tu sĩ cự phách sơ kỳ này không tu luyện thần thông gấp 5 lần lực công kích, ta mới có cơ hội chống lại hắn, nhưng 9 phần cự phách đều có linh khí hộ thân, có thể đánh ra 8 lần lực công kích. Phong Phi Vân đối với tu vị của mình hiện giờ làm ra ước lược, tuy rằng còn không phải đối thủ của cự phách sơ kỳ, nhưng là bằng vào tốc độ siêu việt cự phách hậu kỳ hắn hoàn toàn có thể chạy trốn trong tay tu sĩ cự phách. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được khối phượng cốt thứ 2 sắp thành hình, một khi thành hình, lực công kích thân thể Phong Phi Vân sẽ tăng lên gấp 3 lần, cho dù không mượn nhờ linh khí, đối địch với tu sĩ cự phách sơ kỳ sử dụng nhất phẩm linh khí hắn cũng có nắm chắc bất bại. Như vậy mới chính thức có được lực lượng chống lại tu sĩ cự phách sơ kỳ. Chỉ với thiên tài cấp bậc sử thi, cũng tuyệt đối không thể khiến Phong Phi Vân mạnh mẽ như vậy, có thể ở thiên mệnh đệ ngũ trọng đã chống lại được tu sĩ cự phách sơ kỳ, đây đều là chiến uy sau khi bất tử Phượng Hoàng Thân và vạn thú chiến thể điệp ra. Phải mau chóng tu luyện thành công khối Phượng Cốt thứ 2, chỉ kém một bước nhỏ cuối cùng là có thể ở trên tuệ cốt đan vào Phượng Hoàng Đường Vân, triệt để hóa thành Phượng Cốt rồi. Phong Phi Vân bay vọt vào trong rừng núi chướng khí mù mịt, trước mắt đúng là khói độc, mà ngay cả những gốc cổ mộc cũng là màu đen, có một ít sinh vật không biết tên nhảy lên mà qua trong độc vụ, lóe lên rồi biến mất, ở đây khắp nơi tràn đầy nguy cơ, mấy trăm năm cũng chưa hẳn có người đến nơi này. Người Xâm La Điện người vì sao phải mang Thiên Vu Thần Nữ đến nơi này, đây đến cùng là nơi nào, chỉ sợ cách Vu Thần Man Thành cũng hơn vạn dặm a. Sâu trong chướng khí truyền đến tiếng đại địa chấn động. Không khí biến thành gợn sóng, trùng kích ra bên ngoài, khiến đại địa cát bay đá chạy. Trong chấn động thai nghén lấy tinh khí khổng lồ, lực lượng nhấp nhô, có một loại huyết khí của thái cổ man thú đang trùng kích lấy thân thể, người bình thường nếu nghe được tiếng hô đó sẽ bị chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết ngay. Một mảnh núi rừng tràn đầy chướng khí, áp chế thần thức, khí tức quỷ dị, không giống tầm thường, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bùn đất trên mặt đất chính là màu đỏ sậm. Thật giống như đã từng bị huyết dịch ngâm qua vậy, có nơi còn có một ít toái cốt màu trắng chui ra từ trong bùn đất, ẩn trong bụi cỏ. Phong Phi Vân thả chậm bước chân truy đuổi, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, đây là một nơi cổ quái, rất giống với một tòa vạn táng cương, âm khí và oán khí rất nặng, dấu chân cũng có thể dẫm ra huyết thủy. Thần Vương Đại Nhân, chúng ta đã đợi ở đây từ lâu. Hai tu sĩ thân mặc hắc bào từ bên trong chướng khí đi ra. Trên ống tay áo thêu lên viền vàng, mà ngay đầu cũng bị vải đen che lại, không thấy rõ được hình dạng của bọn hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được linh khí cường đại thái nghén trong thân thể. Đây là hai tôn nửa bước cự phách. Bằng vào khí tức, Phong Phi Vân phán định ra hai người này chính là hai người mang Bạch Ngân Thần Kiệu rời đi lúc nãy. Khiêng kiệu tổng cộng 4 người, hai người đã chết, nhưng còn hai người lại đào tẩu. Nhưng giờ phút này Bạch Ngân Thần Kiệu cũng đã không còn trên tay bọn hắn nữa. Nói rõ trong mảnh rừng núi cổ xưa này còn có tà đạo tu sĩ khác, nói không chừng tà hoàng thiếu chủ cũng ở trong đó. Phong Phi Vân nhàn nhạt cười. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hai tu sĩ áo đen kia cũng không hề kiêng kỵ, một người trong đó nói. Nơi này chính là một thánh địa của cổ cương Vu Sư, từng để lại một tòa tế đàn cổ xưa, một vạn năm trước, Thiên Vu Thần Nữ đời trước từng ở chỗ này tế tự, chạm 10 vạn đầu dị thú, 10 vạn người sống làm tế phẩm. Gọi ra một tia thần hồn của Thiên Vu Đại Thần, đánh chết một đầu sinh linh mạnh nhất giữa thiên địa lúc đó. Một vạn năm qua đi, nơi này vẫn tụ tập lấy vũ khí cường đại, bạch cốt dưới lòng đất có khi còn có thể chạy ra nữa. Nơi này vậy mà từng phát sinh qua tế tự quy mô lớn như thế, máu tươi nhuộm cả đại địa, xương cốt vạn năm không nát hết, giữa thiên địa còn lưu lại lấy một tia lực lượng thần kỳ, chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại Thiên Vu Đại Thần sao? Phong Phi Vân thản nhiên nhìn hai tu sĩ áo đen kia, nói.
các ngươi chẳng lẽ là muốn nhờ vào tòa Vu sư thánh địa này để cướp lấy Thiên Vu thần thụ trong thể nội Thiên Vu thần nữ sao? Ha ha, thần vương đại nhân quả nhiên là người thông minh, hai người chúng ta đúng là phụng mệnh tà hoàng thiếu chủ, đến thỉnh thần vương đại nhân cùng nhau chứng kiến một khắc xưa nay chưa từng có này. Một tu sĩ áo đen nói như thế, trong thanh âm tràn đầy sùng kính và kính sợ đối với tà hoàng thiếu chủ. Tà hoàng thiếu chủ thật sự quá tự tin rồi, muốn Phong Phi Vân nhìn tận mắt Thiên Vu thần thụ bị đoạt đi. Đối phương đã dám mời Phong Phi Vân tham gia trận tế tự cướp đoạt Thiên Vu thần thụ này, vậy thì cũng có thực lực tuyệt đối giữ gìn trận tế tự này tiến hành một cách bình thường, căn bản không sợ Phong Phi Vân sẽ ở nửa đường ra tay quấy nhiễu tế tự. Nếu Phong Phi Vân trơ mắt ếch ra nhìn Thiên Vu thần thụ bị đoạt đi, vậy thì cũng chứng minh rằng hắn đã thua, từ nay về sau sẽ phải trở thành người của Xâm La Điện, trở thành cấp dưới của Tà Hoàng thiếu chủ. Phốc, phốc. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cười lạnh hai tiếng, bàn tay lóe lên bạch quang, Thiên Tủy binh đảm biến thành một cây chiến mâu lợi hại, lập tức liền xuyên thủng yết hầu hai tên nửa bước cự phách thân mặc hắc bào ở phía trước, khiến chúng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm kêu đau đớn, một cái thủ ấn cực lớn đè sập cổ thụ, đánh xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Trong vòng một ngày, bị Phong Phi Vân chém liên tục bốn vị nửa bước cự phách, đây chính là tổn thất thật lớn, khiến một vị hộ pháp trường lão của Xâm La Điện cảm thấy tức giận, muốn ra tay giáo huấn Phong Phi Vân. Bọn hắn muốn thu phục Phong Phi Vân, đồng thời cũng sẽ không mặc cho Phong Phi Vân cản rỡ, tùy ý chém giết cường giả Xâm La Điện. Đây là một hộ pháp trường lão cự phách sơ kỳ, xếp hạng thứ 51 trong hộ pháp trường lão, hắn ngồi ở dưới tế đài bên ngoài hơn 100 dặm, ngồi trên một mặt ghế thanh đồng, hư thủ vừa nhấc, cách không ra tay, dấu tay kia chính là một môn tuyệt học tà đạo, được xưng là Đại Kinh Đào Trường, tu luyện tới đại thừa, có thể bộc phát ra 6 lần lực công kích. Ngay khi Phong Phi Vân cự tuyệt lời mời, đánh chết hai vị nửa bước cự phách kia thì vị hộ pháp trường lão bài danh thứ 51 này liền lập tức ra tay. Những người khác đều không ngăn cản, bọn hắn cũng biết có lẽ nên cho Phong Phi Vân một ít giáo huấn rồi, bằng không thì không cách nào khiến hắn phục tùng được. Bàn chân Phong Phi Vân vững vàng dẫm trên mặt đất, đánh lên phía trên một trường, trên trường ấn ngưng tụ lấy mảng lớn ánh lửa, huyễn hóa ra vạn thú đổ văn, oanh một tiếng, đánh nát Đại Kinh Đào Trưởng do hộ pháp trưởng lão thứ 51 đánh ra. Phong Phi Vân hai chân trầm xuống một mảng lớn, thân thể mãnh liệt lắc lư một cái, ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng. Thiếu chút nữa đã bị dấu bàn tay kia chấn tổn thương. Quả nhiên cùng tu sĩ cự phách sơ kỳ vẫn có chênh lệch, đối phương nếu sử xuất linh khí, ta nhất định sẽ không thể nào ngăn được. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí trong thân thể, chỉ nháy mắt huyết khí liền khôi phục thông thuận, không chút do dự, thân thể chợt xông phi mà lên, hăng hái thoát ra khỏi mảnh núi rừng đầy chướng khí này. Bên ngoài hơn trăm dặm, dưới tế đài, đệ ngũ thấp nhất hộ pháp trường lão trong lòng thập phần rung động. Quả nhiên không hổ là người có danh xưng đệ nhất thiên tài, mới chỉ có cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng đã có thể ngăn trở một trường của tu sĩ cấp bậc cự phách, quả thực quá nghịch thiên. Phải biết rằng coi như là nhân kiệt như Đông Phương Kính Thủy, Bắc Minh Phá Thiên cũng không có khả năng ở thiên mệnh đệ ngũ trọng tiếp được một trường của tu sĩ cấp cự phách. Hộ pháp trường lão thứ 51 còn muốn ra tay, nhưng Phong Phi Vân đã trốn ra khỏi núi rừng chướng khí, biến mất tung tích, che giấu thân ảnh. Không cách nào tìm kiếm ra hắn được nữa. Khó trách ngay cả Thác Bạt Hoành cũng không thể lưu lại Phong Phi Vân, chiến lực kẻ này thật không ngờ lại khủng bố như vậy, nếu để cho hắn đột phá đến cảnh giới cự phách, vậy thì... quả thực không cách nào tưởng tượng. Một vị hộ pháp trường lão khác nói. Trong núi sâu tràn đầy chướng khí này có một tòa tế đàn cao ngất như mây, chính là dùng chỉ thạch màu đen xây hành, tựa như một tòa đoạn phong cự đại, tràn ngập một loại khí tức cổ xưa mà thần bí. Khiến mọi người đầy tò mò. Tế đàn có nhiều chỗ đã nghiền nát, có một ít vết rạn tựa như thú chảo, giờ phút này có người đang chữa trị. Phía dưới tế đàn đứng tại mấy trăm tà đạo tu sĩ mặc trường bào màu đen, mỗi người đều khí tiếp phân hà, tu vị không thấp, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí cao nhất trên tế đàn, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Trong đó, có năm lão giả là bắt mắt nhất. Bọn hắn ngồi trên năm cái ghế dựa thanh đồng, tóc bạc ra mồi, hai mắt long lanh sáng chói. Kinh khí trên người vô cùng cường đại. Đây chính là năm vị hộ pháp trường lão của Xâm La Điện, đều có cảnh giới cự phách, trong đó có hai áo giả đã hơn 400 năm chưa từng xuất thế, trên người còn dính đầy bùn đất, thật giống như mới được kéo ra từ trong đất bùn vậy, khí tức cũng cường đại nhất. Một lão giả trên người dính đầy bùn đất trong đó nói.